Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 1461, một không cẩn thận lại kiểu như trâu bò. Bởi trong gân mạch linh khí dòng sông phong bế, được Diệp Thần Phong một quyền đánh vào trong biển rộng Tả Phi Bạch, hắn chỉ có thể tại trong biển rộng không ngừng bay nhảy, nơi ngực truyền tới đau đớn, này làm cho rơi vào trong nước biển Tả Phi Bạch là một trận nhe răng trợn mắt, vừa vặn Diệp Thần Phong trả hạ thủ lưu tình. Nếu như vừa nãy Diệp Thần Phong sử xuất toàn lực lời nói, như vậy nhất định có thể đem Tả Phi Bạch ngực xương cho toàn bộ cắt đứt. Đứng ở một bên luân hồi cảnh cường giả Hà Mãn Dương, cùng với 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn mỗi một người đều nhìn sửng sốt một chút, bọn hắn nguyên bản đều cho rằng Diệp Thần Phong cũng bị Tả Phi Bạch cho hành hạ rồi, mà kết quả Tả Phi Bạch ra vẻ không được, trái lại thành chó rơi xuống nước. Nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực A-hát. Cơ thể hắn cường độ làm sao sẽ như vậy yêu nghiệt. Chính lúc Hà Mãn Dương đám người rơi vào trong khiếp sợ thời điểm, Vân Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Tả Đức Nguyên từ trong khoang thuyền đi ra, hắn trong tay cầm một cái trường kiếm màu xanh, hắn đối chuyện bên ngoài cũng rõ ràng là gì. Hắn nhìn xem ở trong nước biển liên tục bay nhảy Tả Phi Bạch, cười mắng, thằng nhóc con, ta đã sớm cảnh cáo ngươi rồi, ngươi muốn cùng ta vị huynh đệ này tỉ thí nhục thân cường độ, ngươi muốn trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ở trong nước biển không ngừng bay nhảy Tả Phi Bạch, bởi linh khí dòng sông được tạm thời phong bế, trong cơ thể hắn căn bản vô pháp vận chuyển linh khí dòng sông, cho nên hắn không cách nào sử dụng tới thực lực của bản thân đến, thả người trở về thuyền lớn tầng thứ 3 bong tàu bên trên. Lão Tổ Tông, ngài cũng đừng có chuyện cười ta, này trong biển rộng không phải là thú vị, ta xuất hiện ở trong người linh khí dòng sông bị phong bế rồi, nếu như xuất hiện yêu thú nào, cái mạng nhỏ của ta nhưng là chơi xong rồi. Tả Phi Bạch là khổ gương mặt nói ra, ngược lại, Tả Phi Bạch lại nói, Lão Tổ Tông. Nếu không phải ngươi ngày hôm qua cho hắn uống cường thân tẩy tủy rượu, ta căn bản không thể nào biết thua. Chu vi trong nước biển tất cả động tĩnh đều tại Tả Đức Nguyên cảm giác trong phạm vi, nếu như một khi trong nước biển xuất hiện yêu thú mạnh mẽ. Hắn lập tức có thể đem Tả Phi Bạch vớt lên, hắn cười mắng, thằng nhóc con, cho tới bây giờ ngươi chả không phục. Ngươi cho rằng 300 năm cường thân tẩy tủy rượu là thần thuốc sao? Ngày hôm qua ta vị huynh đệ này không có trải qua cường thân tẩy tủy rượu cải tạo thời điểm, ta đã cảm giác được cơ thể hắn cường độ đủ để so với tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Nghe vậy, Tả Phi Bạch là một trận đã trầm mặc, hắn biết Tả Đức Nguyên nói một chút cũng không sai, nhưng vừa vặn hắn trả trâu bò hò hét. Trong nháy mắt hắn liền biến thành chó rơi xuống nước rồi. Này kịch liệt tương phản để Tả Phi Bạch vị này Vân Tiên Tông thiếu chủ nhất thời không thể nào tiếp thu được rồi. Thằng nhóc con, cho ta thành thành thật thật cho ta vị huynh đệ này xin lỗi. Bằng không ngươi liền chính mình bơi tới Lạc Nhật đảo đi thôi. Tả Đức Nguyên biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng của hắn là thật sự rõ ràng coi Diệp Thần Phong là làm là anh em kết nghĩa rồi, bằng không hắn hôm qua trời cũng sẽ không lấy ra 300 năm cường thân tẩy tủy rượu cùng Diệp Thần Phong ra sức uống rồi. Cho nên, tại Tả Đức Nguyên loại này lão ngoan cố trong mắt. Vãn bối nên phải có cái vãn bối bộ dáng. Hắn đều coi Diệp Thần Phong là làm huynh đệ, Tả Phi Bạch cái này làm vãn bối vẫn còn muốn tìm hấn Diệp Thần Phong, đây không phải tại đánh hắn Tả Đức Nguyên mặt ma. Bay nhảy ở trong nước biển Tả Phi Bạch, hắn thấy Tả Đức Nguyên nhận chân, trong lòng của hắn là một trận nghĩ mà sợ, vội vã hướng về phía Diệp Thần Phong, nói ra, lão Tổ Tông, vừa vặn là Phi Bạch sai rồi. Khẩn cầu lão Tổ Tông ngài tha thứ Phi Bạch. Diệp Thần Phong tùy ý khoát tay áo một cái, nói ra, lão ca. Chuyện này quên đi thôi, ai không có cái tuổi trẻ khinh cuồng. Diệp Thần Phong câu nói này nói đúng vẻ người lớn mọc ngang, thật giống hắn đúng là một cái đã có tuổi lão đầu. Tả Đức Nguyên gật gật đầu, hướng về phía trong biển rộng Tả Phi Bạch, quát lên, hôm nay coi như ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này gặp may mắn, vừa nãy ta đây huynh đệ đã hạ thủ lưu tình. Bằng không ngươi ngực xương cần phải muốn toàn bộ đứt gãy không thể. Tả Đức Nguyên tiếp lấy rồi hướng Hà Mãn Dương, nói ra, đầy Dương, ngươi đem tiểu tử này vớt lên đi. Hà Mãn Dương đầu tiên giúp Diệp Thần Phong mở ra niêm phong lại linh khí dòng sông, sau đó, hắn lập tức đem trong biển rộng Tả Phi Bạch cấp cứu lên tầng thứ 3 bong tàu, đồng thời giúp Tả Phi Bạch cũng mở ra niêm phong lại linh khí dòng sông. Tả Phi Bạch lúc này là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Tại Tả Đức Nguyên trước mặt hắn lại không dám biểu hiện ra, chỉ có thể dầu dĩ không vui đứng ở một bên rồi.
Tả Đức Nguyên cũng không có đi để ý tới Tả Phi Bạch tiểu tử này, nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, lão đệ, hôm nay có phải không cảm giác được thân thể của mình có phần biến hóa? Lão ca, ngươi ngày hôm qua cho ta uống là rượu gì? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Sau đó, Tả Đức Nguyên đem cường thân tẩy tủy rượu đối Diệp Thần Phong giải thích một lần, này làm cho Diệp Thần Phong biết ngày hôm qua uống cường thân tẩy tủy rượu chính là hiếm có bảo bối AH. Hắn không nghĩ tới Tả Đức Nguyên dĩ nhiên mời hắn uống quý giá như vậy rượu. Tại đối Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích một lần sau đó trong tay cầm một cái trường kiếm màu xanh Tả Đức Nguyên, trong cổ họng hắn thở dài một hơi, nói ra, ai, cái này Thanh Mang kiếm năm đó theo ta đi qua bao nhiêu năm tháng. Cái này cũng là ta có thanh thứ nhất linh khí, đáng tiếc cái này Thanh Mang kiếm nội bộ linh trận đồ gần như phá hủy. Tả Đức Nguyên thấy Diệp Thần Phong vẻ mặt nghi hoặc, hắn liền lại nói, lão đệ, người có chỗ không biết, cái này Thanh Mang kiếm mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, thế nhưng tại luân hồi cảnh trước đó ta vẫn luôn là dùng thanh kiếm này, có thể nói thanh kiếm này đối với ta ý nghĩa phi phàm AH. Ta nhưng là muốn giữ lại thanh kiếm này làm cái kỷ niệm. Nguyên bản ta là muốn tìm luyện khí tông luyện khí sư giúp ta chữa trị trong thanh kiếm này linh trận đồ, nhưng là lão đầu tử ta cùng luyện khí tông tông chủ không hợp nhau, ta lại không muốn đi cầu luyện khí tông đám khốn kiếp kia. Tả Đức Nguyên ngày hôm qua thanh chân quý như vậy tửu đô lấy ra rồi, điều này nói rõ Tả Đức Nguyên không có coi Diệp Thần Phong là làm người ngoài. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Thông Thiên Thành cùng luyện khí tông Chu Văn Thường giao đấu luyện khí thời điểm, hắn khắc họa ra linh trận đồ đã tới trung phẩm linh khí. Mà cái này Thanh Mang kiếm chỉ là hạ phẩm linh khí tầng thứ, chỉ cần có bóng đen người Giang Vận Thiên chỉ điểm, hắn hẳn có thể giúp Tả Đức Nguyên khôi phục linh khí. Diệp Thần Phong nói ra, lão ca, người thanh kiếm này có thể cho ta nhìn một chút không? Hay là ta có biện pháp giúp ngươi chữa trị? Tả Đức Nguyên tiện tay đem Thanh Mang kiếm đưa cho Diệp Thần Phong, về phần Diệp Thần Phong chỗ nói có biện pháp chữa trị, Tả Đức Nguyên không có để ở trong lòng, hắn cũng không nhận ra Diệp Thần Phong còn hiểu được thuật luyện khí. Diệp Thần Phong tại đem Thanh Mang kiếm cầm trong tay sau đó hắn liền ở trong lòng hỏi, lão hắc, có biện pháp đem cái này Thanh Mang kiếm khôi phục lại hạ phẩm linh khí sao? Này chả không đơn giản. Trải qua thất sắc xin sen cải tạo sau đó ngươi thức hải cũng đủ để so với thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, khắc họa linh trận đồ thần niệm lực lượng cũng là khá quan trọng, dùng ngươi thực lực hôm nay yếu khắc họa hạ phẩm linh khí linh trận đồ, tối thiểu sẽ không giống lần trước chật vật như vậy rồi. Ngươi đi theo sự chỉ huy của ta đi khắc họa là được rồi. Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, có kinh nghiệm của lần trước sau đó lần này Diệp Thần Phong khắc họa chính là càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Hắn đầu tiên đem Thanh Mang kiếm nội bộ linh trận đồ toàn bộ xóa đi, lại lấy thần niệm lực lượng dẫn dắt linh khí, từng điểm một lần nữa khắc họa linh trận đồ. Tả Đức Nguyên thấy Diệp Thần Phong tiến vào trạng thái nào đó bên trong, hắn thật cũng không tốt quấy rầy, hắn và Hà Mãn Dương đám người đồng thời ở một bên kiên nhẫn nhìn xem. Đầy Dương, lẽ nào ta đây vị lão đệ còn thật sự hội luyện khí? Tả Đức Nguyên có chút nghi ngờ hỏi. Hà Mãn Dương không mở miệng. Tả Phi Bạch ngược lại là mở miệng, nói ra, lão tổ tông, mặc dù nói hắn là huynh đệ của ngài, nhưng ta nhìn hắn không thể chữa trị Thanh Mang kiếm, Thanh Mang kiếm là hạ phẩm linh khí, để tứ phẩm luyện khí sư đến chữa trị hạ phẩm linh khí linh trận đồ đều không nhất định có thể thành công, dù sao chữa trị linh trận đồ so trực tiếp một lần nữa luyện khí yếu khó hơn không chỉ một sao nửa điểm. Bằng không những kia linh trận đồ bị hủy diệt vũ khí sẽ như thế không đáng giá một đồng. Nếu như chữa trị linh trận đồ một điểm khó khăn cũng không có, như vậy những kia linh trận đồ bị hủy diệt vũ khí sớm đã bị luyện khí tông thu về rồi. Này Tả Phi Bạch nói đúng là không có sai, bình thường vũ khí linh trận đồ bị hủy rồi, luyện khí tông sẽ không đi chữa trị, bởi vì chữa trị có lúc so với lần nữa luyện chế còn muốn hao tâm tốn sức, bất quá, Diệp Thần Phong ngược lại là một cái ngoại lệ. Tại Tả Phi Bạch dứt tiếng sau đó không lâu, Diệp Thần Phong lần này khắc họa linh trận đồ tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, thần niệm lực lượng cùng linh khí cũng không có toàn bộ tiêu hao hết. Tại đem linh trận đồ một lần nữa khắc họa sau khi xong, Diệp Thần Phong đột nhiên đem trong cơ thể linh khí truyền vào linh trận đồ bên trong. Sau đó, hắn đem trong tay Thanh Mang kiếm hướng về giữa bầu trời vung lên, một đạo lăng lệ hào quang màu xanh liền từ trong thân kiếm hướng về bầu trời bay đi. Thấy cảnh này Tả Đức Nguyên thân thể đột nhiên run run một cái. Nói ra, lão đệ, ngươi thật sự đem Thanh Mang kiếm linh trận đồ chữa trị. Lương Tả Ý Tại vừa vặn sau khi trở lại phòng,
hắn ở trong phòng cũng ở lại nhàm chán, cho nên, hắn lại đi tới tầng thứ ba trên bong thuyền nhìn một chút. Hắn một đi tới nơi này liền thấy Diệp Thần Phong tại chữa trị thanh mang kiếm. Hắn khi nghe đến Tả Đức Nguyên lời nói sau, hắn không kịp chờ đợi đứng dậy, hắn một mặt kiêu ngạo nói, này còn có giả ma. Thiếu gia của chúng ta nhưng là hàng thật đúng giá là ngũ phẩm luyện khí sư, chữa trị một cái hạ phẩm linh khí còn không phải cùng ăn cơm như thế đơn giản. Thứ thiệt ngũ phẩm luyện khí sư, Lương Tả Ý lời này vừa nói ra, tầng thứ ba trên bong thuyền trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động rồi. Diệp Thần Phong không cẩn thận lại kiểu như trâu bò một hồi. Chương 1462, danh xứng với thực trở thành lão tổ tông. Diệp Thần Phong nhìn xem hoàn toàn sửng sốt Tả Đức Nguyên đám người, hắn biết có một số việc càng giải thích càng phiền toái, kỳ thực cho đến bây giờ hắn ngoại trừ luyện chế qua chữ vật giới chỉ bên ngoài, thêm vào lần này khắc họa linh trận đồ, hắn tổng cộng mới khắc họa qua hai lần linh trận đồ, pháp khí, linh khí cùng bảo khí như thế đều không thử luyện chế qua đây. Thế nhưng Lương Tả Ý đều nói Diệp Thần Phong là ngũ phẩm luyện khí sư rồi, nếu như Diệp Thần Phong lần nữa phủ nhận, này có lẽ sẽ để Tả Đức Nguyên đám người cảm giác thập phần làm bộ, cho nên Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ đẩy cái này ngũ phẩm luyện khí sư danh hiệu rồi. Diệp Thần Phong đem thanh mang kiếm trả lại cho Tả Đức Nguyên, nói ra, lão ca, ta không có giúp ngươi chữa trị linh trận đồ, mà là giúp ngươi một lần nữa khắc họa một cái linh trận đồ, hiện tại cái này thanh mang kiếm khôi phục được hạ phẩm linh khí uy lực. Tả Đức Nguyên dù sao cũng là niết bàn cảnh cường giả tuyệt thế, hắn tại lăng thần một lát sau, hắn liền lập tức tỉnh táo lại, hắn cảm thụ được Diệp Thần Phong một lần nữa khắc họa qua linh trận đồ thanh mang kiếm, hắn cảm giác này thanh mang kiếm tuy rằng vẫn là hạ phẩm linh khí cấp bậc, thế nhưng so với ban đầu thanh mang kiếm hoàn hảo thời điểm uy lực càng lớn rồi, này làm cho Tả Đức Nguyên là càng thêm kinh ngạc. Phải biết bóng đen người Giang Vận Thiên nhưng là đường đường chí tôn luyện khí sư, hắn chỉ huy Diệp Thần Phong khắc họa linh trận đồ, tuyệt đối là hạ phẩm linh khí bên trong đứng đầu tồn tại. Diệp Thần Phong lần này tuy rằng thần niệm lực lượng cùng linh khí vẫn là tiêu hao rất nhiều, nhưng có đen bóng người Giang Vận Thiên chỉ huy, hắn cũng không có cảm giác có khó khăn gì địa phương. Điều này là bởi vì bóng đen người Giang Vận Thiên khắc họa linh trận đồ phương pháp cùng địa huyền giới luyện khí sư không giống nhau, chữa trị hư hại linh trận đồ vũ khí, lợi dụng Giang Vận Thiên khắc họa phương pháp xử lý. Này yếu so với lần nữa luyện chế một món vũ khí đơn giản thượng rất nhiều. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói ra cũng không có cái gì hao tổn tâm thần. Diệp Thần Phong đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, hỏi, lão ca, tại Lạc Nhật đảo có linh trận đồ tổn hại vũ khí bán không? Nghe vậy, Tả Đức Nguyên càng phát kinh ngạc, lẽ nào lão đệ ngươi muốn mua tổn hại linh khí chữa trị hoặc là một lần nữa khắc họa linh trận đồ? Không phải nói luyện khí sư bình thường sẽ không đi tu phục tổn hại linh trận đồ sao? Như vậy so với lần nữa luyện chế một món vũ khí đều hao tổn tâm thần. Diệp Thần Phong cũng không làm ẩn giấu. Nói ra, ở chỗ này của ta không có cái này hạn chế. Có thể là thủ pháp của ta đặc thù đi, để cho ta chữa trị hoặc là một lần nữa khắc họa linh trận đồ, này yếu so với lần nữa luyện chế một món vũ khí tới đơn giản hơn nhiều. Dù sao hiện tại Diệp Thần Phong nhưng chỉ có đã nếm thử khắc họa linh trận đồ mà thôi. Ngược lại, Tả Đức Nguyên lại lắc đầu, nói ra, lão đệ, người bằng chừng ấy tuổi chính là ngũ phẩm luyện khí sư rồi, cái kia luyện khí tông tông chủ cũng mới lục phẩm luyện khí sư mà thôi, theo lý tới nói. Luyện khí tông căn bản không nhưng có thể nuôi dưỡng được ngươi thiên tài như vậy tới, hơn 20 tuổi ngũ phẩm luyện khí sư. Lão đệ ngươi chỉ sợ là từ cổ chí kim người thứ nhất. Nếu Diệp Thần Phong đã gián tiếp thừa nhận mình là ngũ phẩm luyện khí sư rồi, như vậy hắn không thể không đem cái này lời nói dối nói nữa, hắn nói ra ta cũng không phải luyện khí tông người, ngược lại cùng luyện khí tông còn có một chút quan hệ, gia sư chính là một vị chí tôn luyện khí sư, bất quá. Gia sư yêu thích nhàn vân giã hạc sinh hoạt, hắn một mực ẩn cư. Chí tôn luyện khí sư, trong truyền thuyết chí tôn luyện khí sư, trong tay cầm thanh mang kiếm Tả Đức Nguyên, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy ba lần, này Diệp Thần Phong một lớp lại một lớp oanh kích. Này làm cho Tả Đức Nguyên cũng không cách nào bình tĩnh. Về phần một bên Hà Mãn Dương, Tả Phi Bạch, cùng với 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong là ngũ phẩm luyện khí sư, bọn hắn đã sớm là bị dại ra, bây giờ lại nghe nói Diệp Thần Phong sư phụ chính là trong truyền thuyết chí tôn luyện khí sư, bọn hắn từng cái hô hấp trở nên dồn dập,
tim đập tần suất không ngừng tăng nhanh. Chí tôn luyện khí sư, trong truyền thuyết chí tôn luyện khí sư thật sự tồn tại. Tả Đức Nguyên trong miệng ru ru thì thầm, hắn lập tức lại nói, chẳng trách lão đệ bằng chừng ấy tuổi là có thể có ngũ phẩm luyện khí sư cấp bậc rồi, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có chí tôn luyện khí sư mới có thể bồi dưỡng được lão đệ ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy rồi. Tả Đức Nguyên đã tin tưởng Diệp Thần Phong theo như lời nói rồi, bằng không trên đất huyền giới có ai có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm luyện khí sư. Chỉ là hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết chí tôn luyện khí sư dĩ nhiên thật sự tồn tại. Tả Đức Nguyên trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu, nói ra, lão đệ người dĩ nhiên là chí tôn luyện khí sư đồ đệ, vẫn là đường đường ngũ phẩm luyện khí sư, cùng lão đệ ngươi lấy gọi nhau huynh đệ, ta ngược lại thật ra chiếm một chút lợi lộc rồi. Có thể cùng chí tôn luyện khí sư đồ đệ xưng huynh gọi đệ, cái này cũng là một loại vô cùng vinh diệu a hát. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Tả Đức Nguyên cũng sẽ trở nên như vậy kích động, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, lão ca, như vậy tại Lạc Nhật đảo có linh trận đồ tổn hại vũ khí bán không? Tả Đức Nguyên hồi đáp, lão đệ, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Linh trận đồ tổn hại vũ khí trên đất huyền giới vô cùng không đáng tiền, tại Lạc Nhật đảo nhất định là có thể mua được. Ở đây 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn đại đa số đều là lão đầu tử, tại luyện khí tông cấp bậc cao nhất cũng chỉ là lục phẩm luyện khí sư, mà lục phẩm luyện khí sư chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí mà thôi, cho nên phàm là linh khí trên đất huyền giới giá cả đều vô cùng đắt giá. Những này Vân Tiên Tông tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn có trong tay hay là nắm giữ một cái hạ phẩm linh khí, nhưng đại đa số người vũ khí chỉ là thượng phẩm pháp khí. Bây giờ bọn hắn đã được biết đến Diệp Thần Phong chính là chí tôn luyện khí sư đồ đệ, bản thân lại là ngũ phẩm luyện khí sư, hơn nữa không cùng cái khác luyện khí sư như thế, trong tay Diệp Thần Phong chữa trị hoặc là một lần nữa khắc họa linh trận đồ, này trở nên không có bất kỳ khó khăn. Cho nên, này 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, trong lòng bọn họ mỗi một người đều lên tính toán nhỏ rồi, bọn hắn muốn chờ đến Lạc Nhật đảo thượng sau, bọn hắn cũng mua một hai kiện linh trận đồ tổn hại linh khí. Sau đó tìm Diệp Thần Phong giúp bọn họ chữa trị một cái, này 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn vốn là theo lễ phép, bọn hắn mới xưng hô Diệp Thần Phong một tiếng lão tổ tông, hiện tại bọn hắn từng cái đi tới Diệp Thần Phong trước mặt sau, trên mặt bọn họ đều đối Diệp Thần Phong tràn đầy thật tâm thật ý sùng kính. Bọn hắn cảm giác gọi một tên ngũ phẩm luyện khí sư, hơn nữa còn là chí tôn luyện khí sư đồ đệ một tiếng lão tổ tông, này để cho bọn họ cảm giác vô cùng đáng giá. Lão Tổ Tông, ta có thể hay không cầu ngài một chuyện? Vũ khí của ta vẫn là một cái thượng phẩm pháp khí, chờ đến Lạc Nhật đảo thượng sau, ta nghĩ chính mình mua một cái linh trận đồ tổn hại hạ phẩm hoặc là trung phẩm linh khí, muốn cho Lão Tổ Tông ngài giúp ta chữa trị một cái. Một tên tạo hóa cảnh lão đầu thận trọng nói ra, Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt này thận trọng lão đầu, hắn là một trận buồn cười, thời khắc này hóa linh trận đồ đối với hắn luyện khí cũng là có trợ giúp. Huống hồ hắn đối ở đây những người này không ghét, hắn nói ra, được, chuyện này ta đáp ứng là được rồi. Cảm tạ lão tổ tông, cảm tạ lão tổ tông. Thấy Diệp Thần Phong đáp ứng rồi sau đó này tạo hóa cảnh lão đầu là hung hăng nói cảm ơn. Còn lại 8 tên tạo hóa cảnh cường giả thấy thế, bọn hắn từng cái không hẹn mà cùng cũng gọi một tiếng, lão tổ tông. Nhưng bọn họ từng cái muốn nói lại thôi, bọn hắn giống như là thật không tiện mở miệng. Diệp Thần Phong nhìn ra ý của bọn họ, khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, đã đến Lạc Nhật đảo chính các ngươi đi mua một cái tổn hại hạ phẩm hoặc là trung phẩm linh khí là được rồi, đến lúc đó chúng ta giúp các ngươi chữa trị. Cảm tạ lão tổ tông, cảm tạ lão tổ tông. Giờ khắc này, những này tạo hóa cảnh cường giả một câu lão tổ tông, này hoàn toàn là phát từ đám bọn hắn phế phủ được rồi. Về phần Bạch Tiểu Nhu nhưng là một mực tại một bên nhìn xem, nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong chịu đến người tôn kính sau đó trên mặt của nàng cũng hiện lên một vệt nụ cười. Mà Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, hắn khi biết Diệp Thần Phong chính là ngũ phẩm luyện khí sư, lại là chí tôn luyện khí sư đồ đệ sau, hắn là hối hận ruột đều thanh, hắn mặt dày mày dạn đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, lúc này trong lòng của hắn đối Diệp Thần Phong là tâm phục khẩu phục. Hắn cũng từ từ tán đồng rồi Diệp Thần Phong vị lão tổ tông này rồi. Tả Phi Bạch cung kính đối Diệp Thần Phong, nói ra, lão tổ tông, ta Tả Phi Bạch tán đồng ngài là của ta lão tổ tông, không biết lão tổ tông ngài đã đến Lạc Nhật đảo, ngài có thể hay không cũng giúp ta chữa trị một hai kiện linh khí.
Diệp Thần Phong đối Tả Phi Bạch kỳ thực cũng không có quá phản cảm, bất quá, Diệp Thần Phong vẫn là có ý định trêu chọc tiểu tử này, hắn nói ra, này muốn xem ngươi sau này mấy ngày biểu hiện. Lão Tổ Tông, ngài yên tâm đi, Phi Bạch nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng rồi, Lão Tổ Tông ngài có thu hay không đồ đệ. Phi Bạch ta từ nhỏ đối luyện khí liền hết sức ngóng trông. Tả Phi Bạch hoàn toàn đem trên người công tử bột tính khí thu vào. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, vẫn là câu nói kia, nhìn ngươi mấy ngày sau đó biểu hiện. Nghe vậy, Tả Phi Bạch cùng đánh máu gà như thế, hắn vỗ bộ ngực nói ra, Lão Tổ Tông, về sau ngài muốn cho ta hướng về đông, ta tuyệt đối không hướng tây, ta sẽ thật tâm thật ý đem ngài cho rằng Lão Tổ Tông đối xử. Này Tả Phi Bạch cũng đúng là từ nhỏ đã đam mê luyện khí, đáng tiếc là hắn thân là Vân Tiên Tông thiếu chủ, hắn không thể gia nhập luyện khí tông. Trước mắt có cơ hội tốt như vậy, hắn thì lại làm sao có thể bỏ qua. Chương 1463, oan gia ngõ hẹp. Ngày kế, buổi chiều. Một vầng mặt trời treo ở bầu trời xanh thẳm bên trong. Sảng khoái hải phong tại trên mặt biển nhẹ nhàng phất qua, giữa bầu trời thỉnh thoảng sẽ bay qua một đám chim biển. Vân Tiên Tông thuyền lớn tầng thứ 3 trên bong thuyền. Diệp Thần Phong hơi híp mắt ngủ ở một cái ghế nằm. Hắn đã có thời gian thật dài không có như thế thả lỏng quá rồi, căn cứ Tả Đức Nguyên từng nói, lại qua khoảng một canh giờ, bọn hắn là có thể đến Lạc Nhật đảo bến cảng rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, hắn bên trong đan điền nguyên bản tạm thời phong ấn lại thanh viêm cũng bỏ niêm phong rồi, hắn hiện tại lại có thể một lần nữa khống chế thanh viêm rồi, trong lòng của hắn dự định muốn bắt tay chế thuốc cùng luyện khí. Tại chế thuốc thượng Diệp Thần Phong có thể nói là thứ thiệt nhất phẩm luyện dược sư rồi, mà ở luyện khí thượng hắn liền một cái vũ khí đều không có luyện chế ra đã tới đây. Một mực đầy ngũ phẩm luyện khí sư cái này danh hiệu, trong lòng của hắn thật là có chút lúng túng, cho nên hắn nhất định phải mau sớm tăng lên chính mình chế thuốc cùng luyện khí trình độ. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy vẫn là không quá quen thuộc cùng Vân Tiên Tông người liên hệ, hai người bọn họ phần lớn thời gian đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Mà Bạch Tiểu Nhu giờ khắc này cũng ở trong phòng giấc ngủ, căn cứ bóng trắng nhân hòa bóng đen người từng nói, đối với cửu U Băng Sư mà nói, ngủ chính là bọn hắn một hạng phi thường yêu thích hứng thú. Tả Đức Nguyên bình thường phần lớn thời gian cũng đều nằm ở trạng thái tu luyện, bây giờ tại tầng thứ 3 trên bong thuyền ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, chỉ có Hà Mãn Dương, Tả Phi Bạch, cùng với Vân Tiên Tông 9 tên tạo hóa cảnh cường giả. Từ hôm qua Diệp Thần Phong ngũ phẩm luyện dược sư. Thân phận công khai sau đó Tả Phi Bạch cùng 9 tên tạo hóa cảnh cường giả. Bọn hắn đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng cung kính cùng khách khí, bọn hắn từng cái thanh tư thái thả phải vô cùng thấp, bọn họ là tranh nhau chen lấn cho Diệp Thần Phong bưng trà dâng nước. Dù sao Diệp Thần Phong đáp ứng rồi bọn hắn, chờ đến Lạc Nhật đảo thượng sau, giúp bọn họ chữa trị một cái hạ phẩm hoặc là trung phẩm linh khí, lần sau Tả Phi Bạch bọn hắn những người này nhưng cáo giả lắm. Diệp Thần Phong bằng chừng ấy tuổi thì có bậc này luyện khí trình độ, dưới cái nhìn của bọn họ về sau Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng trở thành chí tôn luyện khí sư. Hiện tại Tả Phi Bạch bọn hắn cùng một tên tương lai chí tôn luyện khí sư giữ gìn mối quan hệ, này đối với bọn hắn tương lai có cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn, cho nên bọn hắn trong miệng Lão Tổ Tông là càng gọi càng có thứ tự rồi. Lão Tổ Tông, ngài khát hết khát rồi. Có muốn hay không ta đi giúp ngài đầu chén trà đến làm trơn khẩu? Lão Tổ Tông, ngài có đói bụng hay không? Ta đi giúp ngươi chuẩn bị một ít điểm tâm làm sao? Diệp Thần Phong nhìn xem chu vi 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, đặc biệt là trong này phần lớn đều là lão đầu tử rồi, hắn nghe từng cái lão đầu tử gọi hắn là Lão Tổ Tông. Hắn nhìn xem từng cái lão đầu tử trên mặt nồng nặc nụ cười, trong lòng của hắn là bất đắc dĩ đến cực điểm. Xem ra này Lão Tổ Tông cũng không phải dễ làm a hát. Lão Tổ Tông, chúng ta lập tức liền muốn đến Lạc Nhật đảo rồi. Lão Tổ Tông ngày này là lần đầu tiên đến Lạc Nhật đảo chứ. Lát nữa Phi Bạch ta thật tốt cùng Lão Tổ Tông ngài tại Lạc Nhật đảo thượng dạo chơi. Tại Diệp Thần Phong trước mặt, Tả Phi Bạch vị này Vân Tiên Tông thiếu chủ, trên người của hắn công tử bột tính khí cho hoàn toàn thu liễm. Ở đây chỉ có Hà Mãn Dương an tĩnh nhìn xem biển rộng mênh mông. Hắn thời khắc này yên tĩnh nho nhã đối mặt biển rộng dáng dấp, phảng phất là một tên thi nhân bình thường tại Hà Mãn Dương nhãn bên trong e sợ chỉ có sư phụ của hắn Tả Đức Nguyên mới là trọng yếu nhất rồi.
mà ở Vân Tiên Tông thuyền lớn không ngừng tiếp cận Lạc Nhật đảo thời điểm. Tại biển rộng một hướng khác, đồng dạng có một chiếc xa hoa thuyền lớn đang không ngừng đến gần Lạc Nhật đảo. Chiếc thuyền lớn này toàn thân hiện lên màu trắng bạc, đồng dạng là có tầng 3, tại chiếc thuyền lớn này thượng thụ lập một cái cột cờ. Tại theo gió phiêu lãng trên lá cờ rồng bay phượng múa viết Nam Nguyên. Hai cái này thô bạo vô cùng kiểu chữ. Giờ khắc này, tại chiếc thuyền lớn này tầng thứ 3 khoang thuyền bên trong đại sảnh. Nơi này tổng cộng để hai cái bàn, tại thứ trên một cái bàn ngồi ba người này chính là hai nam một nữ, nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, hắn một mắt là có thể nhận ra ba người này bên trong một nam một nữ. Một tên quần áo thập phần hoa lệ thanh niên, hắn chính là Nam Nguyên Vương triều hộ quốc tướng quân nhi tử Trương Văn Hiên, hắn thực lực hôm nay tại thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Mà một người khác ăn mặc màu tím sợi tơ quần áo nữ nhân, người chính là Nam Nguyên Vương triều công chúa Tưởng Vân Đình, người thực lực hôm nay tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Ban đầu ở Bắc Vân Thành thời điểm, Nam Nguyên Vương triều Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc, cùng với Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão Vương Vĩnh Tinh đám người liên thủ hãm hại Diệp Thần Phong, bọn hắn muốn đem Diệp Thần Phong tính mạng ở lại Bắc Vân Thành. Lúc ấy Diệp Thần Phong nhưng là đã cứu Tưởng Vân Đình mệnh. Mà Tưởng Vân Đình thân là Nam Nguyên Vương triều công chúa, người tại Diệp Thần Phong được hãm hại thời điểm, người dĩ nhiên đã tin tưởng cùng nàng cùng nhau lớn lên Trương Văn Hiên, đồng thời liền như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Cũng may Diệp Thần Phong mệnh không có đến tuyệt lộ, tại thời điểm nguy hiểm nhất Bắc Vân Thành Tần gia Tần Sương Sương đối với hắn xuất thủ tương trợ. Tại thứ trên một cái bàn ngoại trừ ngồi Trương Văn Hiên cùng Tưởng Vân Đình bên ngoài, chả ngồi một cái đã có tuổi lão đầu tử. Lão già này giơ tay cử túc giữa đều tràn đầy nhất cổ tự tin, hắn chính là Nam Nguyên Vương triều thực lực mạnh nhất Tưởng Vân Hổ, đồng dạng hắn cũng là Tưởng Vân Đình lão tổ tông, một thân thực lực tại niết bàn cảnh nhị trọng thiên trung kỳ tầng thứ. Tại Tưởng Vân Đình cùng Trương Văn Hiên phía sau còn đứng một tên lão đầu này thực lực tại thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, hắn chính là lúc trước tham dự hãm hại Diệp Thần Phong Lâm Trung Hạc. Về phần thứ hai trên bàn lớn đang ngồi năm người, thực lực của bọn họ thuần một sắc tại tạo hóa cảnh tầng thứ, năm người này đều là Nam Nguyên Vương triều người, lần này Tưởng Vân Hổ là tới Lạc Nhật đảo làm việc, theo liền dẫn Tưởng Vân Đình cùng Trương Văn Hiên đến va chạm xã hội. Cùng lúc trước so với, Trương Văn Hiên cùng Tưởng Vân Đình thực lực đều có nhất định tăng lên rồi. Tưởng Vân Đình xuyên thấu qua đại sảnh cửa sổ, người ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn xem phía ngoài biển rộng, kỳ thực trong lòng nàng biết lúc trước Diệp Thần Phong là bị hãm hại. Nhưng nàng đã làm vong ân phụ nghĩa sự tình, cho nên nàng chỉ có thể không ngừng lừa gạt mình, sau đó để cho mình mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Trương Văn Hiên đã sớm đem Tưởng Vân Đình cho rằng nữ nhân của mình rồi, chỉ cần lấy Tưởng Vân Đình, tương lai Nam Nguyên Vương triều chính là hắn Trương Văn Hiên thiên hạ rồi. Hắn nhìn xem Tưởng Vân Đình đờ đẫn dáng dấp, hắn nói ra, Vân Đình, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ lúc trước Bắc Vân Thành sự tình? Trương Văn Hiên dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục nói, Vân Đình, tiểu tử kia ban đầu là đã cứu ngươi, nhưng dưới cái nhìn của ta hắn chính là cái người tâm thuật bất chính, hắn là vì mục đích nào đó mới đặc ý tiếp cận ngươi, huống hồ hắn dĩ nhiên ham muốn linh dược cốc ngũ trưởng lão đan dược, muốn đem đan dược trộm đi, dạng người như hắn vậy quả thực là chết chưa hết tội. Tưởng Vân Đình tỉnh táo lại, nói ra, vậy ngươi có tin tức của hắn sao? Trương Văn Hiên lắc lắc đầu. Nói ra tiểu tử kia kiên trì thật là đủ tốt, dù sao Bắc Vân Thành bên ngoài Hắc Phong Sơn mạch mỗi cái cửa ra vào ta đã để người ngày đêm thanh canh chừng, hoặc là hắn hiện tại vẫn cứ trốn ở bên trong, hoặc là hắn đã chết, chúng ta không lấy nói chuyện cái này mất hứng người rồi, như người như vậy chết rồi cũng đã chết rồi. Ngồi ở thứ một cái bàn trên thủ vị Tưởng Vân Hổ, hắn ở trên thuyền mấy ngày này, hắn cũng từ Trương Văn Hiên trong miệng nghe nói Bắc Vân Thành sự tình, hắn mở miệng nói, Vân Đình. Ngươi không cần tự trách, lần này tới Lạc Nhật đảo, ngươi liền Văn Hiên đồng thời thật tốt buông lỏng một chút. Ngươi và Văn Hiên hôn lễ tháng ngày còn tại thỏa thuận bên trong, các loại Vân Đình ngươi kết hôn sau đó tương lai cũng không làm được tùy ý rời đi Nam Nguyên Vương triều rồi. Khi nghe đến Trương Văn Hiên cùng Tưởng Vân Hổ lời nói sau, Tưởng Vân Đình là lên tinh thần đến, ngươi ở trong lòng tự an ủi mình, đúng, cả sự tình ta đều không có sai, sai vốn là Diệp Thần Phong. Là hắn ham muốn linh dược cốc ngũ trưởng lão đan dược, tất cả những thứ này đều là chính bản thân hắn tạo thành, ban đầu ta có để hắn nói xin lỗi,
nhưng hắn không có nghe ta, ta đối hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Trong lòng Tại Từ ta thôi miên một phen, sau đó Tưởng Vân Đình gật gật đầu, nói ra, lão tổ tông, các ngươi nói không sai, như hắn người như vậy, hắn vĩnh viễn cũng không khả năng đi vào trong thế giới của chúng ta, như hắn cái kia loại trộm gà bắt chó người, hắn cũng không xứng để ta vì hắn tự trách. Vân Đình, người nghĩ thông suốt là tốt rồi, chúng ta lập tức liền muốn đến Lạc Nhật Đảo rồi, chờ đến Lạc Nhật Đảo thượng sau, ta cùng ngươi tốt nhất dạo chơi, cho ngươi thanh chuyện không vui đều đã quên. Trương Văn Hiên cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1464, lại dám khiêu khích chúng ta lão tổ tông. Lạc Nhật Đảo tọa lạc ở biển rộng mênh mông chính giữa đoạn đường. Phàm là muốn đến Lạc Nhật Đảo người tu luyện, hoặc là ngươi nhất định phải có của mình thuyền lớn, đương nhiên phổ thông thuyền nhất định là không cách nào đến Lạc Nhật Đảo, dù sao trong biển rộng cường hãn yêu thú nhiều vô cùng, nhất định muốn đến linh khí thuyền lớn mới có thể yên tâm tại trên mặt biển đi. Bất quá, người tu luyện chính mình không có cũng không khẩn yếu, bởi vì cách mỗi 20 ngày, Lạc Nhật Đảo liền sẽ chuyên môn có hai chiếc thuyền lớn tại đặc biệt địa điểm đưa đón, đương nhiên cưỡi Lạc Nhật Đảo thuyền lớn lại yêu cầu thanh toán nhất định linh thạch. Lạc Nhật Đảo trên đất huyền giới cũng coi là một tòa phồn hoa nhất hải đảo rồi, chủ yếu là này cái hải đảo đối với bất kỳ người nào đều là cởi mở. Hơn nữa Lạc Nhật Đảo các loại tu luyện vật phẩm cực kỳ đa dạng hóa, rất nhiều người tu luyện đều tại Lạc Nhật Đảo thượng định cư lại rồi, đồng thời tại Lạc Nhật Đảo thượng bắt đầu làm một ít bán lẻ đến. Người tu luyện có thêm phiền phức tự nhiên cũng liền có hơn, cho nên Lạc Nhật Đảo thượng là cấm chém giết, này Lạc Nhật Đảo chính là thứ thiệt tam phẩm tông môn. Có người nói Lạc Nhật Đảo một tên lão tổ tông thực lực đã tới niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, huống hồ tại Lạc Nhật Đảo thượng niết bàn cảnh bên dưới cao thủ cũng có nhiều vô cùng, bình thường không người nào dám vi phạm với Lạc Nhật Đảo quy củ. Tại lúc trước cũng có người nỗ lực tại Lạc Nhật Đảo thượng chém giết, mà kết quả những kia phá hủy Lạc Nhật Đảo quy củ người, ngày thứ hai bọn hắn đầu lâu liền treo ở Lạc Nhật Đảo cao nhất một dãy nhà vật lên. Lâu dần, không có ai còn dám nỗ lực đi vi phạm Lạc Nhật Đảo quy củ. Vân Tiên Tông trên thuyền lớn. Diệp Thần Phong là chịu không được Tả Phi Bạch bọn hắn dài dòng văn tự được rồi, cho nên. Hắn thẳng thắn lấy tắm rửa lý do tránh được Tả Phi Bạch bọn hắn, Vân Tiên Tông chiếc thuyền lớn này trong thiết bị vô cùng đầy đủ hết, giờ khắc này. Diệp Thần Phong toàn thân chính ngâm mình ở trong nước ấm. Diệp Thần Phong trên người hoàn toàn không có hắc huyền giáp rồi. Đương nhiên cũng không phải hắc huyền giáp biến mất rồi, mà là hắc huyền giáp sáp nhập vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể, chỉ cần Diệp Thần Phong trong đầu ý thức hơi động, hắc huyền giáp liền sẽ lần thứ hai từ trong thân thể của hắn nổi lên rồi. Theo Diệp Thần Phong nhục thân cường độ càng phát tăng cao, tuy rằng Diệp Thần Phong mỗi lần tăng cao thực lực, này hắc huyền giáp còn có thể đối Diệp Thần Phong tăng cường trọng lực cùng linh khí ức chế lực. Thế nhưng Diệp Thần Phong nhục thân cường độ đặt tại đó, tối thiểu hắn sẽ không được hắc huyền giáp làm phải vô cùng chật vật rồi. Bất quá, này hắc huyền giáp cũng chỉ có đã đến tạo hóa cảnh. Diệp Thần Phong mới có thể chân chính đưa nó thoát khỏi, Diệp Thần Phong trong lòng vô cùng khát vọng thực lực, khi hắn bây giờ nhìn lại hắc huyền giáp cùng hắc huyền kiếm trọng lượng không đủ, trong lòng của hắn nghĩ có biện pháp gì hay không lại cho trên người mình thêm chút trọng lượng. Mà ở Diệp Thần Phong suy nghĩ thời khắc, bên ngoài vang lên Tả Phi Bạch thanh âm, lão tổ tông. Lạc Nhật Đảo đã đến. Nghe vậy, Diệp Thần Phong từ trong nước ấm đi ra, bên trong thân thể linh khí hơi động, hắn giọt nước trên người liền trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi rồi, hắn tiện tay đem một bộ trường sam màu đen mặc, đem hắc huyền kiếm thả lại trên lưng sau đó hắn liền đi ra ngoài. Diệp Thần Phong cũng không muốn khi nghe đến Tả Phi Bạch tiếp tục dài dòng văn tự được rồi, cũng may Diệp Thần Phong sau khi đi ra. Tả Phi Bạch liền lập tức lại đi gọi vẫn còn trong tu luyện Tả Đức Nguyên rồi. Giờ khắc này, Vân Tiên Tông thuyền lớn hoàn toàn dựa vào ở Lạc Nhật Đảo bến cảng rồi. Hiện tại bến cảng phụ cận hầu như không có người nào, Diệp Thần Phong cố ý tránh qua Vân Tiên Tông 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, hắn trước tiên đi xuống thuyền lớn, dù sao được một đám lão giả quấn lấy, đây cũng không phải là cái gì chuyện vui. Lại đi dưới Vân Tiên Tông thuyền lớn sau, Diệp Thần Phong tùy ý tại bến cảng bắt đầu đi dạo, dù sao trên thuyền có Tả Đức Nguyên tại. Tả Đức Nguyên hẳn có thể chính xác cảm ứng được hơi thở của hắn. Mà ở Diệp Thần Phong tùy ý tại bến cảng thượng đi dạo thời điểm, lại có một chiếc thuyền lớn dừng sát ở bến cảng,
Trước tiên từ trên thuyền lớn đi xuống chính là hai nam một nữ, ba người này chính là Nam Nguyên Vương Triều Trương Văn Hiên, Tưởng Vân Đình cùng Lâm Trung Hạc rồi. Nam Nguyên Vương Triều lão tổ tông Tưởng Vân Hổ, hắn còn muốn ở trên thuyền thu dọn một ít gì đó, cho nên, hắn để Trương Văn Hiên cùng Tưởng Vân Đình trước tiên xuống thuyền. Nam Nguyên Vương Triều hộ quốc tướng quân nhi tử Trương Văn Hiên, hắn lại đi rơi xuống thuyền sau, ánh mắt của hắn như ngừng lại cách đó không xa một bóng người bên trên, trong con ngươi của hắn tràn đầy từng tia nghi hoặc, khi hắn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh này dáng dấp lúc, trong miệng hắn không khỏi nói ra, dĩ nhiên là tiểu tử kia. Hắn không phải hẳn là bị vây ở Hắc Phong Sơn Mạch bên trong đấy sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Lạc Nhật Đảo Thượng? Tại Trương Văn Hiên trong khi nói chuyện, Tưởng Vân Đình cùng Lâm Trung Hạc ánh mắt cũng không khỏi tập trung đến vệt kia bóng người bên trên. Lâm Trung Hạc đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó trong con ngươi của hắn trong nháy mắt được lửa giận cho lấp đầy. Dù sao tại Bắc Vân Thành thời điểm, Lâm Trung Hạc bọn hắn tại Diệp Thần Phong trên tay nhưng là bị thiệt lớn. Mà Tưởng Vân Đình đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó thân thể của nàng bỗng nhiên một cái run rẩy, hàm răng của nàng thật chặt cắn môi, sắc mặt nàng có chút tái nhợt nói, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Thật đúng là đáng tiếc, này Lạc Nhật Đảo Thượng là cấm chém giết, bằng không ta hiện tại sẽ phải tiểu tử này mệnh. Trương Văn Hiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Trung Hạc cũng vội vàng nói, tuy rằng chúng ta bây giờ không thể giết hắn, thế nhưng giáo huấn một chút hắn vẫn là có thể. Đồng thời trước tiên bắt hắn cho khống chế lại, các loại rời khỏi Lạc Nhật Đảo, chúng ta không liền có thể lấy tùy tiện xử trí hắn sao? Không tệ, không tệ, đi, trước tiên để cho ta tới phiến hắn mấy cái bạt tai sảng khoái một cái. Trương Văn Hiên cười hướng về Diệp Thần Phong phương hướng đi tới. Lâm Trung Hạc là đi sát Trương Văn Hiên bên cạnh, mà Tưởng Vân Đình nhưng là đi theo Trương Văn Hiên phía sau, người cố ý cùng Trương Văn Hiên giữ vững khoảng 4 mét khoảng cách. Người căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình lại vẫn sẽ cùng Diệp Thần Phong gặp mặt. Tại Trương Văn Hiên đám người ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên người thời điểm, Diệp Thần Phong đã từ lâu cảm giác được, làm hắn nhìn thấy là Trương Văn Hiên, Tưởng Vân Đình cùng Lâm Trung Hạc thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt trở nên băng lạnh xuống, trên người mơ hồ tản ra thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế. Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc cách Diệp Thần Phong 3 mét địa phương xa ngừng lại. Bọn hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực sau, hai người bọn họ trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết lúc trước Diệp Thần Phong thoát đi Bắc Vân Thành thời điểm mới chỉ là thông linh cảnh thực lực, mà bây giờ nhưng có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong loại này tăng cao thực lực tốc độ quả là nhanh khó mà tin nổi. Bất quá, Trương Văn Hiên lại lập tức tỉnh táo lại, hắn tốt xấu cũng là thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Đứng ở hắn bên cạnh Lâm Trung Hạc lại là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, huống hồ Nam Nguyên Vương Triều lão tổ tông và mấy tên tạo hóa cảnh cường giả trả ở trên thuyền không có đi xuống đây. Trương Văn Hiên đối mặt Diệp Thần Phong là 10 phần phấn khích. Tiểu tử, không nghĩ tới chứ? Chúng ta lại gặp mặt, chúng ta có phải không hẳn là tính toán một chút Bắc Vân Thành nợ cũ? Nếu như người nguyện ý ngoan ngoãn để cho ta đánh mấy cái bạt tai, sau đó cùng chúng ta đi. Hay là ta thì sẽ không để ngươi chết phi thường khó coi. Trương Văn Hiên cực kỳ phách lối nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi còn sẽ có lần thứ hai tốt phận, ngươi là nhất định phải chết, chỉ là ngươi muốn chết đau nhức mau một chút đâu này. Vẫn là thống khổ một ít đâu này. Vậy thì muốn xem biểu hiện của chính ngươi. Lâm Trung Hạc trên mặt là một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Đứng ở Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc phía sau xa 4 mét Tưởng Vân Đình, người không khỏi lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng lần này Diệp Thần Phong là không thể chạy trốn rồi, dù sao người nhất định muốn kiên trì cho là mình không có sai, cho nên sai liền nhất định là Diệp Thần Phong rồi. Tưởng Vân Đình tại cắn môi một cái sau đó người ra vẻ đại nghĩa lăng nhiên nói ra, Diệp Thần Phong, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi, như vậy hay là ngươi vẫn có thể sống một mạng, chính ngươi yếu quý trọng cơ hội này. Diệp Thần Phong khóe miệng cười gần là càng ngày càng nồng đậm. Mà Vân Tiên Tông Tả Phi Bạch cùng 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn cũng đi xuống Vân Tiên Tông thuyền lớn, bọn hắn đã sớm chú ý tới Diệp Thần Phong rồi, nguyên bản bọn hắn cho rằng Trương Văn Hiên đám người là Diệp Thần Phong người quen biết, nhưng khi bọn họ kích phát thính giác, nghe được Trương Văn Hiên đám người lời nói sau, bọn hắn từng cái là trợn mắt trừng trừng lên. Một tên trong đó Vân Tiên Tông tạo hóa cảnh lão đầu, nói ra, thiếu chủ, có người khiêu khích chúng ta lão tổ tông.
Tả Phi Bạch bên trong thân thể tạo hóa cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế bão tố được đưa lên, quát lên, lại dám khiêu khích chúng ta lão tổ tông. Các ngươi từng cái còn đứng làm gì? Trước tiên đánh lại nói. Tả Phi Bạch cùng này 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn bây giờ chính là Diệp Thần Phong trung thực người ủng hộ, bọn hắn vốn là sẽ không tìm được tại Diệp Thần Phong trước mặt cơ hội biểu hiện đây. Không nghĩ tới lúc này cơ hội lại chủ động xuất hiện tại trước mặt bọn họ, này để cho bọn họ từng cái là không kịp chờ đợi làm nóng người lên. Chương 1465, tranh nhau chen lấn biểu hiện. Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc cũng không hề ý thức được chính mình sẽ phải tai vạ đến nơi rồi. Trương Văn Hiên trên mặt hiện lên một cương quyết vẻ mặt, hắn lạnh nhạt đối với Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, ngươi nghe được Vân Đình nói sao? Ngươi trước ngoan ngoãn cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi, ta ngược lại thật ra thật sự có thể suy nghĩ một chút bỏ qua ngươi, dù sao ta cũng phải cấp Vân Đình mặt mũi mà. Kỳ thực Trương Văn Hiên ý định là muốn nhục nhã Diệp Thần Phong rồi, mặc kệ Diệp Thần Phong có thể hay không hướng về hắn nói xin lỗi. Ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong đã hoàn toàn là một kẻ đã chết rồi. Mà Diệp Thần Phong ánh mắt lướt qua Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc, như ngừng lại tưởng Vân Đình trên người, tại Diệp Thần Phong trong tròng mắt mơ hồ hiện lên một vệt lệ khí, này tưởng Vân Đình quả thực chính là khiến hắn buồn nôn tới cực điểm, chẳng trách nói lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, Diệp Thần Phong bây giờ là thật sự lĩnh ngộ câu nói này chân đế rồi. Trương Văn Hiên thấy Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía tưởng Vân Đình, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt trở nên âm trầm, bên trong thân thể thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế để được đưa lên, quát lên tiểu tử, ngươi chính là chỉ không hơn không kém con cóc ghẻ mà thôi, ngươi còn băn khoăn muốn ăn thịt thiên Nga. Vân Đình như vậy thiên Nga không phải ngươi có thể đụng chạm. Lâm Trung Hạc vội vàng nói, không nên cùng tiểu tử này nhiều lời, chúng ta trước tiên đem hắn khống chế lại nói, đến lúc đó các loại vừa rời đi Lạc Nhật đảo. Chúng ta sẽ đem tiểu tử đưa đi thấy Diêm Vương ra. Tưởng Vân Đình tại nhận ra được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, người dưới chân bước chân không tự chủ lại lui về phía sau 6 bước, người ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, Tưởng Vân Đình, người không có sai, người không có sai, sai là Diệp Thần Phong cái này hèn hạ tiểu nhân, cho dù cái này tiểu nhân đã từng đã cứu mạng của ngươi thì lại làm sao? Tưởng Vân Đình ở trong lòng lại tự mình thôi miên một phen sau đó người như chỉ kiêu ngạo tiểu thiên Nga ngẩng đầu lên, người đối với Diệp Thần Phong. Nói ra, xem ra ngươi là không có ý định quý trọng cơ hội này. Ngươi Diệp Thần Phong căn bản không xứng với ta nghĩ ngươi tiếp cận ta chính là muốn trở thành Nam Nguyên Vương Triều Phò Mã chứ. Đáng tiếc người giống như ngươi cả đời cũng không cách nào đi vào trong thế giới của chúng ta. Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc hai người này. Bên trong cơ thể của bọn họ thật khí thế không ngừng kéo lên, chính khi bọn họ sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ thời điểm, từng luồng khí thế cường hãn đang không ngừng hướng về bên này xung kích lại đây. Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc nhìn thấy có 10 tên tạo hóa cảnh cường giả tại hướng về bên này xẹt qua đến, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Này để hai người bọn họ động tác hơi dừng một chút. Hướng về Diệp Thần Phong bên này lướt tới 10 người. Bọn hắn chính là Tả Phi Bạch cùng Vân Tiên Tông 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn giờ khắc này trong lòng nhưng kìm nén một cỗ lửa giận đây. Bọn hắn một mực xưng hô Diệp Thần Phong vì lão tổ tông, đối xử Diệp Thần Phong cũng phi thường tôn kính. Có thể nói ở trong lòng bọn họ Diệp Thần Phong đã thật là có lão tổ tông địa vị. Bây giờ nhảy ra vài con chó và mèo, những người này lại dám khiêu khích bọn hắn lão tổ tông. Đây đối với Tả Phi Bạch các loại người mà nói tuyệt đối là không cách nào nhìn được rồi. Thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Trương Văn Hiên, hắn đang nhìn đến Tả Phi Bạch các loại người khí thế hung hăng tới gần sau đó trong miệng hắn mới vừa mới nói một cái ta chữ, chỉ nghe trong không khí vang lên đùng. Một tiếng, Tả Phi Bạch một cái tát không chút lưu tình đánh vào Trương Văn Hiên gò má thượng, hắn trực tiếp đem Trương Văn Hiên một bên trên gương mặt xương đánh cho lõm lún xuống dưới. Trong miệng hùng hùng hổ hổ quát lên, ngươi là cái thá gì? Lại dám đối với ta Tả Phi Bạch lão tổ tông kêu gào. Ta xem ngươi là chán sống rồi chứ, quả thực là khí chết ta rồi. Tại đem Trương Văn Hiên phiến một bạt tai sau, này Trương Văn Hiên rõ ràng cho thấy có phần bối rối, hắn không nghĩ ra Tả Phi Bạch trong miệng lão tổ tông là ai. Hắn căn bản không có suy nghĩ Diệp Thần Phong, bởi vì Diệp Thần Phong mới thần niệm cảnh thực lực. Có tài cán gì có thể để cho tạo hóa cảnh cường giả xưng là lão tổ tông. Cho nên, tại Trương Văn Hiên ở trong mắt trước này 10 tên tạo hóa cảnh cường giả nhất định là đã hiểu lầm,
mà Nam Nguyên Vương Triều Tưởng Vân Hổ cùng tạo hóa cảnh cường giả trả ở trên thuyền không có xuống. Hắn hiện tại nhất định muốn giải thích rõ ràng, mà đứng tại Trương Văn Hiên bên cạnh Lâm Trung Hạc, cùng với rất xa đứng sau lưng Trương Văn Hiên Tưởng Vân Đình, bọn hắn cũng đều nhận thức vì những người này là đã hiểu lầm. Nhất định là nhận lầm người. Thế nhưng, Tả Phi Bạch căn bản không có cho Trương Văn Hiên cơ hội giải thích, tại đem Trương Văn Hiên phiến một bạt tai sau đó hắn lại trực tiếp một quyền đánh vào Trương Văn Hiên trên ngực rồi, răng rác. Răng rác, răng rác, tiếng xương gãy lập tức ở trong không khí vang lên. Về phần mặt khác chín tên Vân Tiên Tông tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn đang nhìn đến Tả Phi Bạch trước tiên động thủ sau đó bọn hắn cũng từng cái tranh nhau chen lấn động thủ. Bọn hắn sợ mất đi tại Diệp Thần Phong vị lão tổ tông này trước mặt cơ hội biểu hiện. Đùng, một tiếng, một tên tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ vân tiên trưởng thượng đầu, hắn trực tiếp một cái tát phiến ở Lâm Trung Hạc trên mặt, Lâm Trung Hạc nửa bên mặt trên má huyết nhục trong nháy mắt biến thành huyết vụ, đồng thời nửa bên mặt trên má xương cũng hoàn toàn vỡ vụn. Tên này Vân Tiên Tông lão đầu trong miệng lời thề son sắt nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này quả thực là đáng chết. Chúng ta lão tổ tông là các ngươi những này tôm tép nhỏ bé có thể khiêu khích sao? Mặt khác tám tên Vân Tiên Tông tạo hóa cảnh lão đầu, bọn hắn đang nhìn đến tên này tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ lão đầu động thủ trước sau đó bọn hắn từng cái lập tức trở nên tức giận không ngớt. Quá giảo hoạt rồi, quả thực là giảo hoạt tới cực điểm, ngươi làm sao có thể động thủ trước đâu này? Dưới tay đưa ta nhẹ một chút, bằng không hai người kia cũng bị các ngươi chơi chết rồi, ta vẫn không có động thủ đây. Ta cũng là vì lão tổ tông đến chút giận, bởi Tưởng Vân Đình là xa xa đứng ở Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc sau lưng, cho nên Tả Phi Bạch đám người ngược lại là trong lúc nhất thời đã quên đối Tưởng Vân Đình động thủ, mà là liều mạng tại Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc trên người chào hỏi. Trương Văn Hiên mới chỉ là thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, Lâm Trung Hạc cũng mới thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, hai người bọn họ đối mặt Tả Phi Bạch các loại 10 tên tạo hóa cảnh cường giả. Bọn hắn chỉ có trở thành khiên thịt phần rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy Tả Phi Bạch đám người ra sức tại Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc trên người chào hỏi, mới một hồi thời gian, Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc trên người xương phần lớn đều bị đánh nát rồi, Diệp Thần Phong cười gằn nhìn cách đó không xa Tưởng Vân Đình. Tưởng Vân Đình tại cảm thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, trong lòng nàng tuyệt đối không cho là những người này trong miệng lão tổ tông chính là Diệp Thần Phong, người chỉ cảm thấy Diệp Thần Phong vận khí quá tốt rồi. Dĩ nhiên ở vào thời điểm này lao ra một đám không giải thích được tạo hóa cảnh cao thủ. Bất quá, Tưởng Vân Đình kiên định cho là mình là đúng người, cho nên, ở trong mắt nàng nàng là tránh nghĩa một phương, mà Diệp Thần Phong nhưng là nham hiểm tiểu nhân, trong miệng nàng đột nhiên quát lên, trước tiên dừng một cái, ta nghĩ các ngươi nhất định đã hiểu lầm, chúng ta nơi nào đắc tội các ngươi lão tổ tông. Tưởng Vân Đình đột nhiên tiếng quát. Này làm cho Tả Phi Bạch các loại người động tác trong tay hơi hơi dừng lại một chút, Tả Phi Bạch đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào Tưởng Vân Đình trên người. Mà nằm dưới đất Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc, bọn hắn mũi cùng trong miệng nghiễm nhiên là thoi thóp một hơi rồi, hai người bọn họ thân thể hoàn toàn nằm ở trong vũng máu, trong lòng bọn họ là vừa giận vừa hận, bất quá, Trương Văn Hiên vẫn là ngữ khí hư nhược nói ra, các ngươi nhất định là nhận lầm người, chúng ta căn bản không nhận thức các ngươi lão tổ tông. Chớ nói chi là khiêu khích các ngươi lão tổ tông. Đần mẹ mày, Tả Phi Bạch một cước trực tiếp đá vào Trương Văn Hiên trên thân thể, đem Trương Văn Hiên đá ra xa 6 mét, giờ khắc này, Tả Phi Bạch trên người công tử bột khí tức là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại đem Trương Văn Hiên cho đá sau khi đi ra ngoài, Tả Phi Bạch cười hì hì đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, một mực cung kính hỏi, lão tổ tông, chúng ta nên không đánh lầm người chứ? Diệp Thần Phong tùy ý gật gật đầu. Nói ra, không có, bọn hắn nhưng là của ta cửu nhân cũ rồi. Dĩ nhiên là chúng ta lão tổ tông kẻ thù. Xem ra vừa vặn ra tay quá nhẹ rồi một điểm a hát. Không được, tay của ta vừa ngứa rồi. Lúc này các ngươi không nên tranh với ta, không phải là vài con chó và mèo ma. Ta một người giải quyết là được rồi. Vân Tiên Tông những tạo hóa đó cảnh lão đầu, bọn hắn từng cái lại cãi. Mà cách đó không xa Tưởng Vân Đình. Người khi nghe đến Tả Phi Bạch các loại tạo hóa cảnh cường giả đều gọi hô Diệp Thần Phong vì lão tổ tông, Tả Phi Bạch bọn hắn căn bản không có nhận lầm người sau, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệch, người vừa vặn trả kiêu ngạo đã nói Diệp Thần Phong không xứng với người, Diệp Thần Phong cả đời cũng không cách nào đi vào thế giới của bọn hắn, hình ảnh trước mắt, không thể nghi ngờ là cho Tương Ngọc Đình một cái vô cùng tàn nhẫn bạt tai.
Về phần nằm trên đất thoi thóp một hơi Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc, hai người bọn họ trong nháy mắt mắt choáng váng, có thể làm cho nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả xưng là lão tổ tông, bọn hắn biết thân phận của Diệp Thần Phong khẳng định không đơn giản, hai người bọn họ hiện tại trong lòng mặt mới sinh ra hối hận tâm tình, nguyên bản bọn họ là muốn dạy dỗ một bận Diệp Thần Phong, sẽ đem Diệp Thần Phong khống chế lại. Mà kết quả đây, Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc không những liền Diệp Thần Phong một sợi tóc cũng không có đụng tới, trái lại hai người bọn họ khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương hầu như đều bị đánh nát rồi, bên trong thân thể cũng bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng, hai người bọn họ quả thực là chính mình tìm tới cửa chịu chết. Chương 1466, không phải một cái thế giới. Tại Tả Phi Bạch đám người đối Nam Nguyên Vương Triều Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc động thủ thời điểm. Lạc Nhật đảo bến cảng, Vân Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Tả Đức Nguyên mấy người cũng đi xuống thuyền lớn, cùng sau lưng Tả Đức Nguyên đi xuống thuyền lớn Bạch Tiểu Nhu, người liếc mắt liền thấy được Diệp Thần Phong bọn hắn vị trí, Tả Đức Nguyên khẽ nhíu chân mày, nói ra, Phi Bạch bọn hắn đang làm gì? Phải hay không ta lão đệ có chuyện gì xảy ra? Tại Tả Đức Nguyên đám người hướng về Diệp Thần Phong phương hướng của bọn hắn đi tới thời điểm, Tả Phi Bạch một mặt khinh thường nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tưởng Vân Đình. Nói ra, nguyên bản ta Tả Phi Bạch phải không đánh nữ nhân, bất quá, ngươi nếu là ta lão tổ tông kẻ thù, như vậy cho dù ngươi là nữ nhân ta cũng chiếu đánh không lầm. Tả Phi Bạch bên trong thân thể tạo hóa cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thật khí thế lăn lộn, thân ảnh của hắn hướng về Tưởng Vân Đình nhoáng tới, cực kỳ hung mãnh một cái tát hướng về Tưởng Vân Đình gò má vỗ tới, trong không khí tràn đầy vù vù. Tiếng kình phong, nhìn xem tình thế. Nếu như Tưởng Vân Đình được một tát này trong quạt đâu lời nói, như vậy Tưởng Vân Đình tuyệt đối sẽ mặt mày hốc hác. Thực lực chỉ có hợp biển cảnh nhị trọng thiên Tưởng Vân Đình, người cả người hoàn toàn lâm vào dại ra bên trong, thật sự là trước mặt tình cảnh này cho nàng mang tới lực trùng kích quá lớn, mà đang ở Tả Phi Bạch thủ trưởng sắp chạm vào Tưởng Vân Đình gò má lúc, một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, dừng tay cho ta. Tại âm thanh này vang lên trong nháy mắt. Giữa không trung ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này bên trong hàm chứa ngập trời khí thế, luồng khí thế này không phải là tạo hóa cảnh cường giả có thể ngăn cản, con này bàn tay khổng lồ hướng về Tả Phi Bạch vỗ xuống đi, rõ ràng cho thấy muốn trực tiếp muốn Tả Phi Bạch mệnh. Tả Phi Bạch đương nhiên cũng không phải là ngu ngốc, hắn tại cảm giác được con này cự đại thủ trưởng ẩn chứa sức mạnh sau, dưới chân hắn bước chân liên tiếp lui về phía sau, bất quá. Con này bàn tay khổng lồ lại là đi sát Tả Phi Bạch phía sau. Nằm trên đất thoi thóp một hơi Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc, hai người bọn họ khi nghe đến vừa vặn thanh âm, cùng với nhìn thấy giữa không trung ngưng tụ mà ra bàn tay khổng lồ sau, trên mặt bọn họ lộ ra giải hận vẻ mặt đến. Giờ khắc này, Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau đớn cực kỳ, hiện tại bọn hắn ngay cả mình nhúc nhích một cái cũng không làm được. Loại này cả người xương cốt cơ hồ bị đánh nát thống khổ cảm giác, người bình thường đều là không thể chịu đựng, bọn hắn thanh phẫn nộ toàn bộ chuyển đến Diệp Thần Phong trên người. Nằm dưới đất Trương Văn Hiên, trong cổ họng hắn đột nhiên ha ha, bắt đầu cười lớn, quát lên, tiểu tử, tự coi như ngươi có tạo hóa cảnh cường giả bảo vệ thì lại làm sao? Lần này chúng ta Nam Nguyên Vương Triều Lão Tổ Tông đều tới, tiểu tử ngươi liền cho chúng ta chết đi. Lâm Trung Hạc nhẫn nhịn đau đớn trên thân thể, trên trán bạo khởi từng cây tráng kiện gân xanh. Quát lên, tiểu tử, vận may sẽ không một lần lại một lần giáng lâm ở trên người ngươi, vận khí của ngươi hiện tại toàn bộ dùng hết rồi. Tại Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc trong mắt bây giờ niết bàn cảnh Tưởng Vân Hổ đều động thủ, trước mặt những này tạo hóa cảnh cường giả căn bản không lật nổi bọt nước đến rồi, hơn nữa căn cứ Tưởng Vân Hổ thối tính khí. Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc biết Tưởng Vân Hổ e sợ hội không nhìn thẳng Lạc Nhật Đảo quy củ, tại chỗ liền đem Diệp Thần Phong giết đi. Mà nguyên bản đờ đẫn đứng tại chỗ Tưởng Vân Đình, người khi nghe đến chính mình lão tổ Tưởng Vân Hổ thanh âm sau. Người cũng lập tức tỉnh táo lại, thu hồi trong lòng phức tạp tâm tình. Nếu người lựa chọn một cái sai con đường, như vậy người chỉ có mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống, trong lòng nàng nhưng không muốn thừa nhận mình là một cái người vong ân phụ nghĩa. Mình là một cái tâm địa ác độc nữ nhân. Tưởng Vân Đình cùng Trương Văn Hiên ý nghĩ như thế, cho dù Diệp Thần Phong có 10 tên tạo hóa cảnh cao thủ bảo vệ thì lại làm sao? Của nàng lão tổ tông nhưng là thứ thiệt niết bàn cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ, bất quá, tại Tưởng Vân Đình trong lòng, người càng muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong chủ động tại trước mặt nàng nhận sai, thậm chí là quỳ nhận sai,
như vậy người là có thể càng thêm yên tâm thoải mái cho là mình là đúng rồi, có thể nói từ khi Bắc Vân Thành sự tình sau đó này Tưởng Vân Đình trong lòng hoàn toàn vặn vẹo. Diệp Thần Phong, tự coi như ngươi có tạo hóa cảnh cao thủ bảo vệ thì lại làm sao? Từ đầu tới cuối ngươi chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, ngươi bây giờ lập tức nói xin lỗi ta có thể để cho ta lão tổ tông chỉ phế bỏ ngươi trong cơ thể linh khí, đây thật sự là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng rồi. Tưởng Vân Đình hướng về Diệp Thần Phong quát lên, mà phía sau lưng thượng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, thần sắc hắn lạnh lẽo dường như kẽ băng nứt bình thường, hắn cũng không hề lo lắng Tả Phi Bạch an nguy, bởi vì hắn cũng sớm đã cảm thấy Tả Đức Nguyên cũng đi xuống Vân Tiên Tông thuyền lớn. Nguyên bản đang hướng Diệp Thần Phong bọn hắn này vừa đi tới Tả Đức Nguyên đám người, bọn hắn đang nhìn đến có một bàn tay cực kỳ lớn dán chặt Tả Phi Bạch sau, Tả Đức Nguyên lông mày chăm chú vừa nhíu. Dưới chân hắn bước chân bước ra một bước, trên mặt đất tạo thành một ánh hào quang, sát theo đó, sau một khắc Tả Đức Nguyên thân ảnh liền xuất hiện tại Tả Phi Bạch trước mặt, hắn tay áo bảo vung mạnh lên, một cổ mãnh liệt thật khí thế từ trong cơ thể hắn bắn ra. Một tiếng, con kia dán chặt Tả Phi Bạch cự đại thủ trưởng trong nháy mắt tán loạn rồi. Tả Đức Nguyên trên người niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ thật khí thế không chút nào che giấu. Nguyên bản đang đắc ý Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc hai người này, bọn hắn tại cảm giác được Tả Đức Nguyên thực lực sau, hai người bọn họ miệng trong nháy mắt trương đầy đủ nhét viên tiếp theo trứng gà rồi. Phải biết bọn hắn lão tổ tông Tưởng Vân Hổ mới niết bàn cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, mà trước mặt Tả Đức Nguyên so với bọn họ lão tổ tông thực lực đều cao, này để hai người bọn họ làm sao có thể không lại lần há hốc mồm. Tưởng Vân Hổ, người cái lão già, ta xem ngươi cũng chỉ biết bắt nạt vãn bối. Tả Đức Nguyên rõ ràng cho thấy nhận thức Tưởng Vân Hổ. Tưởng Vân Hổ thân ảnh cũng lập tức xuất hiện tại Tả Đức Nguyên trước mặt, hắn lạnh giọng quát lên, giống như là ngươi Vân Tiên Tông người trước tiên đối với chúng ta động thủ chứ. Tưởng Vân Hổ nhìn xem nằm trên mặt đất thượng thoi thóp một hơi Trương Văn Công Lao cùng Lâm Trung Hạc, sắc mặt của hắn liền biến đến mức dị thường khó coi. Tả Đức Nguyên hoàn toàn không để ý đến Tưởng Vân Hổ ý tứ, hắn đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, nói ra, lão đệ. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không có thương tổn chứ? Tại Tả Đức Nguyên đi tới Diệp Thần Phong nơi này không bao lâu sau, Hà Mãn Dương, Bạch Tiểu Nhu, Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy bọn hắn cũng đều đến nơi này. Bạch Tiểu Nhu trực tiếp khoác lên Diệp Thần Phong cánh tay, hỏi, Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Dáng dấp thập phần nho nhã Hà Mãn Dương tại Diệp Thần Phong trước mặt cũng giống một cái vãn bối, hắn cung kính mà hỏi, Diệp tiền bối. Ngài không có bị thương chứ? Tiếp lấy Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy cũng đúng Diệp Thần Phong là quan tâm hỏi như vậy hai câu. Cách đó không xa Tưởng Vân Đình, tại của nàng lão tổ tông Tưởng Vân Hổ xuất hiện sau đó người vừa vặn còn đắc ý muốn cho Diệp Thần Phong quỳ xuống xin lỗi, cũng lại nói rõ đây thật sự là người cho Diệp Thần Phong một cái cơ hội cuối cùng rồi. Nhưng mới một hồi thời gian, dĩ nhiên lại toát ra một tên niết bàn cảnh cao thủ. Hơn nữa Tả Đức Nguyên muốn so Tưởng Vân Đình lão tổ tông Tưởng Vân Hổ thực lực mạnh hơn một bậc, nhưng chính là Tả Đức Nguyên như vậy niết bàn cảnh cao thủ dĩ nhiên cùng Diệp Thần Phong gọi nhau huynh đệ. Tưởng Vân Đình cũng cảm giác được Bạch Tiểu Nhu cùng Hà Mãn Dương thực lực, người trước tại luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ, người sau tại luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Nhưng chính là Bạch Tiểu Nhu như vậy luân hồi cảnh cao thủ, người dĩ nhiên dường như tiểu nữ nhân bình thường kéo Diệp Thần Phong cánh tay. Trả đối Diệp Thần Phong hỏi han ân cần, mà luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Hà Mãn Dương, hắn dĩ nhiên cũng một mực cung kính xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp tiền bối. Này một lớp lại một lớp xung kích, này làm cho Tưởng Vân Đình lừa mình dối người hoàn toàn hỏng mất, thân thể của nàng không khỏi bắt đầu run rẩy, sắc mặt dường như vừa vặn chát phấn qua màu trắng vách tường, trong lòng là hung hăng lắc đầu, nguyên bản Tưởng Vân Đình cho rằng Diệp Thần Phong vĩnh viễn cũng không khả năng cùng nàng là một thế giới bên trong người. Nhưng trước mặt này không ngừng xuất hiện hình ảnh, không thể nghi ngờ là một cái lại một cái bạt tai, này đều phải đem Tưởng Vân Đình mặt cho làm bể. Vừa vặn Tưởng Vân Đình còn nói Diệp Thần Phong không xứng với người. Có thể cầm nàng và Bạch Tiểu Nhu so với, dung mạo của nàng không Bạch Tiểu Nhu đẹp đẽ, nói đến thực lực lời nói, Bạch Tiểu Nhu nếu như là thiên, như vậy người Tưởng Vân Đình chính là, giữa các nàng chênh lệch vô cùng to lớn, có thể nói là căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Hay là Diệp Thần Phong cùng Tưởng Vân Đình xác thực không phải người của một thế giới? Bởi vì Diệp Thần Phong thế giới, là Tưởng Vân Đình người như thế cả đời cũng không cách nào bước vào.
Ở trên thế giới này có vài nữ nhân chính là tự cho là đúng tới cực điểm, ngu xuẩn tới cực điểm, Tưởng Vân Đình không thể nghi ngờ là loại nữ nhân này điển hình đại biểu. Chương 1467, Diệp Thần Phong lá bài tẩy. Tại Tả Đức Nguyên hướng về Diệp Thần Phong hỏi tình huống của nơi này lúc. Nam Nguyên Vương triều lão tổ tông Tưởng Vân Hổ, hắn nhìn phía sau đờ đẫn Tưởng Vân Đình, hỏi, Vân Đình, các ngươi làm sao sẽ phát sinh xung đột? Thấy Tưởng Vân Đình chậm chạp không mở miệng, cau mày Tưởng Vân Hổ lại thanh ánh mắt nhìn về phía thoi thóp một hơi Trương Văn Hiên, mà Trương Văn Hiên cánh tay hư nhược giơ lên, ngón tay chỉ hướng Diệp Thần Phong, trong miệng lập tức hồi đáp, lão tổ tông, tiểu tử này chính là Bắc Vân Thành cái kia tiểu nhân hèn hạ, vừa vặn ta muốn giáo huấn cái này tiểu nhân hai câu, ai biết liền xông lại 10 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn không hỏi nguyên do liền đối với chúng ta động thủ, chúng ta căn bản không còn sức đánh trả. Tưởng Vân Hổ nhìn ra được Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc trên người phần lớn xương đều đứt gãy, thân thể cũng bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng, này Tưởng Vân Hổ bạo tính khí là nổi danh, trong lòng của hắn lửa giận đã hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, từ trong tay của hắn xuất hiện một cái bình sứ, hắn từ bình sứ bên trong đổ ra hai viên đan dược màu trắng, đối với Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc, nói ra, hai người các ngươi há mồm ra. Tại Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc há mồm ra sau, Tưởng Vân Hổ ngón tay búng một cái, siêu, xíu, hai tiếng, hai viên màu trắng đan dược chính xác bay vào Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc miệng bên trong. Cái này hai viên thuốc chính là tam phẩm liệu thương đan, mặc dù không cách nào để Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc lập tức khôi phục thương thế, nhưng đủ để hai người bọn họ tạm thời thở phào được một hơi rồi. Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc tại nuốt vào hai viên thuốc sau. Hai người bọn họ trên mặt sắc mặt tái nhợt khôi phục mấy phần hồng hào, mũi cùng trong miệng khí tức cũng vững chắc rất nhiều. Mà Tưởng Vân Hổ nhãn thần bất thiện liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong sau. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tả Đức Nguyên, nói ra, hôm nay chuyện này ngươi nhất định muốn cho ta một cách nói, bằng không ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tả Đức Nguyên vẫn không có từ Diệp Thần Phong trong miệng giải chuyện nơi đây. Ngược lại là Tả Phi Bạch tức giận nói, lão tổ tông. Vừa vặn những người này nỗ lực đối Diệp Tổ Tông động thủ, bọn họ là Diệp Tổ Tông kẻ thù, bọn hắn quả thực không đem chúng ta Vân Tiên Tông để ở trong mắt ma. Dù sao chuyện này ta là tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Bởi Tả Đức Nguyên cùng Diệp Thần Phong đều là Tả Phi Bạch Lão Tổ Tông, cho nên tại Tả Đức Nguyên ở đây thời điểm, Tả Phi Bạch liền xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp Tổ Tông rồi, như vậy cũng không dễ dàng lẫn lộn. Tả Đức Nguyên khi nghe đến ở đây những người này là Diệp Thần Phong kẻ thù sau. Hắn sẽ không có hỏi nhiều nữa cái gì, hắn chỉ cần biết rằng điểm này liền đủ rồi, tại mấy ngày nay ở chung xuống. Tả Đức Nguyên là càng ngày càng đối Diệp Thần Phong này vị lão đệ có hảo cảm rồi, dám bắt nạt hắn Tả Đức Nguyên lão đệ. Tả Đức Nguyên từ trước đến giờ cũng là một cái cực kỳ tự bênh người. Tả Đức Nguyên trên người khí thế bão táp, hắn không nhượng bộ chút nào quát lên, Tưởng Vân Hổ. Người chớ ở trước mặt ta léo nha léo nhéo. Người của các ngươi lại dám đối với ta lão đệ động thủ. Hẳn là ngươi phải cho ta một cách nói chứ. Nghe vậy, Tưởng Vân Hổ lửa giận trong lòng lại là cũng nhìn không nổi. Tuy rằng thực lực của hắn so với Tả Đức Nguyên yếu hơn một bậc, nhưng thực lực không có nghĩa tự thân sức chiến đấu. Tưởng Vân Hổ quần áo trên người múa may theo gió. Niết bàn cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế phóng lên trời. Hắn cái kia hai con bàn tay gầy guộc trong nháy mắt nắm thành quyền đầu, quát lên, đã như vậy. Như vậy chúng ta so tài xem hư thực. Tả Đức Nguyên tự nhiên cũng sẽ không e sợ Tưởng Vân Hổ, trong cơ thể hắn khí thế vậy đột nhiên giữa kéo lên. Miệng quát Tưởng Vân Hổ, người muốn động thủ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tả Đức Nguyên khí tức trên người đột nhiên biến đổi, nhất cổ cực hạn lạnh lẽo lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khoách tán. Két, két, két. Trên mặt đất cũng trong nháy mắt ngưng tụ một tầng dày nặng hàn băng, Tả Đức Nguyên trên người tản ra lạnh lẽo hàn khí, trên khuôn mặt già nua cũng bao trùm một tầng màu trắng băng xương, bàn tay của hắn khí thế như hồng hướng về Tưởng Vân Hổ đẩy đi ra, băng phong thiên hạ. Tả Đức Nguyên trên người hàn băng khí thế tiêu thăng đến cực điểm, ở trước mặt của hắn ngưng tụ ra tất cả hàn băng mãnh thú, những này hàn băng mãnh thú trông rất sống động, hơn nữa mỗi một đầu hàn băng mãnh thú trong cơ thể đều ngưng tụ sức mạnh kinh người. Tại đây chút hàn băng mãnh thú ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, chúng nó một mạch hướng về Tưởng Vân Hổ chạy vội tới. Mà Tưởng Vân Hổ tại thấy cảnh này sau,
Trên mặt hắn nhiều hơn một bôi vẻ nghiêm túc, bất quá, hắn trong con ngươi cũng không có bất kỳ hoang mang, bên trong thân thể của hắn nhất thời bắn ra nhất cổ nóng rực sức mạnh, này cỗ nóng rực sức mạnh cũng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Theo nóng rực năng lượng khuếch tán, Tưởng Vân hổ chung quanh mặt đất đều có loại yếu dấu hiệu hòa tan rồi. Tưởng Vân mặt hổ sắc đỏ chót một mảnh, phảng phất là được thoa lên một tầng màu đỏ thuốc màu bình thường. Hắn hai nắm đấm khí thế hung hăng hướng về Tả Đức Nguyên oanh đánh ra ngoài, phần thiên biển lửa. Oanh! Một tiếng, một đám lớn mãnh liệt hỏa diễm từ Tưởng Vân hổ quả đấm bên trong tóe phát ra, hơn nữa hỏa diễm diện tích tại càng ngày càng lớn lên. Mảnh này to lớn biển lửa hướng về những kia mãnh liệt hàn băng mãnh thú xung kích tới. Thời khắc này, mặt đất đều rung động chuyển động, nếu như cái này hai cỗ cực hạn sức mạnh xung kích cùng nhau, e sợ Lạc Nhật đảo cái này bến cảng sẽ trong nháy mắt hóa thành phế tích. Hai người các ngươi cũng quá làm ẩu rồi, không biết ta Lạc Nhật đảo quy củ không? Liền một chút mặt mũi cũng không cho ta. Tại hai luồng cực hạn sức mạnh lập tức muốn sờ va vào nhau thời điểm, một vệt bóng người màu trắng trong nháy mắt xuất hiện tại bến cảng, này bôi thân ảnh màu trắng chính là một gã ăn mặc trường sam màu trắng lão đầu, trong cơ thể hắn niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế trong nháy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ, hai bàn tay nhanh chóng hướng về hàn băng mãnh thú cùng to lớn biển lửa đầy một cái, hoang thiên hư không. Không gian chung quanh bỗng nhiên vặn vẹo lên, nhất cổ không nhìn thấy không sờ được sức mạnh xông vào hàn băng mãnh thú cùng to lớn trong biển lửa, chỉ là nháy mắt công phu. Hàn băng mãnh thú cùng to lớn biển lửa trong nháy mắt biến mất tại trong không khí, chu vi lại khôi phục yên tĩnh, thật giống vừa vặn chuyện gì cũng không có phát sinh. Này thi triển một chiêu hoang thiên hư không lão đầu, trên mặt hắn cũng nhiều hơn mấy phần trắng xanh, xem ra hắn là cực kỳ miễn cưỡng mới hóa giải Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân hổ băng phong thiên hạ cùng phần thiên biển lửa. Lão đầu này chính là Lạc Nhật đảo lão tổ tông Ngô Thanh Sơn, một thân thực lực đã tới niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Thực lực của hắn so với Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân Hổ cũng cao hơn, khó trách hắn có thể hóa giải Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân Hổ chiêu thức. Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc nguyên bản trong lòng là lo lắng không thôi, dù sao bọn hắn lão tổ tông Tưởng Vân Hổ muốn so Tả Đức Nguyên yếu hơn một bậc, bây giờ Lạc Nhật đảo lão tổ xuất hiện, này để trong lòng bọn họ là thở phào nhẹ nhõm. Mà nguyên bản rơi vào đờ đẫn Tưởng Vân Đình cũng chỉ hoãn quá rồi thần trí. Người hiện tại trong lòng đối mặt Diệp Thần Phong sinh ra sát ý nồng nặc, người không cách nào nhìn được Diệp Thần Phong thậm chí có như thế bối cảnh. Về phần Tả Phi Bạch đám người, bọn họ là gương mặt tiếc hận, dưới cái nhìn của bọn họ nếu như không phải Lạc Nhật đảo lão tổ xuất hiện, bọn hắn lão tổ tông Tả Đức Nguyên tuyệt đối có thể thu thập Tưởng Vân Hổ. Tả lão đầu, Tưởng lão đầu, hai người các ngươi không khỏi cũng quá không nể mặt ta đi nha. Lại đang ta Lạc Nhật đảo thượng ra tay đánh nhau. Giữa các người chuyện gì xảy ra xung đột? Trên người mặc một bộ trường sam màu trắng Lạc Nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn, hắn nhìn xem Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân Hổ hỏi. Hừ, Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân Hổ là không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, trên đường được Ngô Thanh Sơn cho ngăn trở xuống, này làm cho Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân Hổ trong lòng tức giận không địa phương phát ra rồi. Tưởng Vân Hổ nói ra, Ngô lão đầu, nơi này là địa bàn của ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cách nói. Tả Đức Nguyên nhưng là cười lạnh nói, Ngô lão đầu, ngươi không cần nghe Tưởng Vân Hổ lão hỗn đản kia lời nói, rõ ràng là bọn hắn muốn đối với ta lão đệ động thủ, chuyện này quả thật là không đem ta Tả Đức Nguyên để ở trong mắt. Đứng ở một bên Diệp Thần Phong hắn rõ ràng cảm giác được vừa vặn Tả Đức Nguyên, Tưởng Vân Hổ cùng Ngô Thanh Sơn thi triển đều là thiên cấp hạ phẩm chiến kỹ. Mà lúc này bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm lại tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, đang nghe xong bóng trắng nhân sau, Diệp Thần Phong khóe miệng tỏa ra một vệt lạnh phát lạnh nụ cười. Này lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cho hắn một lá bài tẩy, có lá bài tẩy này sau đó Diệp Thần Phong chắc chắn vào hôm nay để Tưởng Vân Hổ, Tưởng Vân Đình, Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc đám người toàn bộ chết ở chỗ này. Nguyên bản Diệp Thần Phong không muốn liên lụy Tả Đức Nguyên. Hắn chuẩn bị về sau chính mình nữa đối Nam Nguyên Vương triều người động thủ, nhưng bây giờ có lá bài tẩy này sau, hắn lập tức cải biến ý nghĩ, ở trong mắt hắn Tưởng Vân Đình cùng Trương Văn Hiên đám người đã là chết không hết tội. Chương 1468, hiện tại ta quyết định. Lạc Nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn, hắn nghe Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân Hổ ngươi một câu ta một câu, này làm cho hắn là hoa mắt váng đầu, hắn nói ra Tả lão đầu, Tưởng lão đầu. Hai người các ngươi tất cả yên lặng cho ta một điểm,
ai có thể nói cho ta nghe một chút nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Tưởng Vân Hổ đối với Tưởng Vân Đình, nói ra, Vân Đình, ngươi tới thành chuyện nơi đây nói một chút, hôm nay ta nhất định phải cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Tưởng Vân Đình thấy Lạc Nhật Đảo lão tổ đi ra giữ gìn lẽ phải rồi, trong lòng nàng đem vừa vặn khiếp sợ ném ra sau đầu rồi, người muốn Diệp Thần Phong chết, người muốn Diệp Thần Phong quỳ xuống xin lỗi. Thế là Tưởng Vân Đình đem ban đầu ở Bắc Vân Thành Diệp Thần Phong ham muốn linh dược cốc ngũ trưởng lão đan dược sự tình nói một lần, đồng thời người trả lần nữa xấu xí hỏng rồi Diệp Thần Phong hình tượng, thanh Diệp Thần Phong nói chính là không còn gì khác, trả thanh Diệp Thần Phong nói thành là ham muốn người khuôn mặt đẹp cùng thân phận tiểu nhân vô sỉ. Nằm trên đất khôi phục một ít khí sắc Trương Văn Hiên, hắn cũng lập tức nói ra, Vân Đình nói một chút cũng không sai, tiểu tử này chính là cái tiểu nhân hèn hạ. Vừa vặn chúng ta chỉ là muốn giáo huấn tiểu tử này hai câu mà thôi, ai biết bọn hắn liền không nói lời gì đối với chúng ta động thủ, bọn hắn quả thực chính là không nhìn Lạc Nhật Đảo quy củ, lẽ nào bọn hắn Vân Tiên Tông có thể tại Lạc Nhật Đảo thượng muốn làm gì thì làm sao? Đồng dạng nằm dưới đất Lâm Trung Hạc, hắn cũng lập tức đón ý nói hùa nói, Lạc Nhật Đảo nhiều năm như vậy không đổi quy củ, lúc này sẽ không phải cũng bị Vân Tiên Tông người làm hỏng đi nha. Có thể nói Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc ký tâm ác độc, bọn hắn muốn gây xích mích Lạc Nhật Đảo lão tổ tông Ngô Thanh Sơn, tự tự cú cú bên trong đều có thể để Ngô Thanh Sơn trong lòng lửa giận bốc cháy lên. Mà Ngô Thanh Sơn đang nghe Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc lời nói sau, hắn mặc dù biết đây là Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc cố ý gây nên. Thế nhưng trong lòng của hắn vẫn cứ vô cùng không thoải mái, Lạc Nhật Đảo quy củ không thể phá hoại. Cho nên hôm nay tại Vân Tiên Tông cùng Nam Nguyên trong Vương Triều, nhất định muốn có một phương cúi đầu nhận sai. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn thỏa thích nhìn xem Tưởng Vân Đình cùng Trương Văn Hiên đám người biểu diễn, hắn giờ khắc này trong lòng là phi thường thản nhiên, có Lão Bạch nói cho hắn biết lá bài tẩy sau đó ở trong mắt hắn Tưởng Vân Đình, Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc, bao quát niết bàn cảnh Tưởng Vân Hổ cũng chỉ là khiêu lương tiểu sử mà thôi, bọn hắn hiện tại nhảy càng vui mừng. Chờ sẽ chết liền sẽ càng khổ rồi. Diệp Thần Phong đối mặt Tưởng Vân Đình đám người lời nói có thể bình tĩnh, mà Tả Phi Bạch nhưng là hoàn toàn không bình tĩnh rồi. Hắn đối với Tưởng Vân Đình quát lên, người nói ta Tả Phi Bạch tổ tông hội ham muốn chỉ là mấy viên thuốc. Ta nói người đầu óc không thành vấn đề ngươi đi, còn nói ta tổ tông ham muốn thân phận của ngươi và khuôn mặt đẹp. Ta thật hoài nghi ngươi ngày hôm qua thì không phải ăn đại tiện. Tả Phi Bạch ngữ khí hơi dừng lại một chút. Sau đó lại lập tức lý trực khí tráng nói ra, trước tiên không nói đan dược sự tình, ngươi nói ta tổ tông ham muốn thân phận của ngươi và khuôn mặt đẹp. Các ngươi Nam Nguyên Vương Triều chẳng qua là tứ phẩm tông môn mà thôi, chúng ta Vân Tiên Tông chính là đường đường tam phẩm tông môn, thân là tam phẩm tông môn lão tổ tông hội ham muốn tứ phẩm tông môn thân phận này. Còn ngươi nữa nói ta tổ tông ham muốn vẻ đẹp của ngươi. Ngươi nhìn lại một chút ta tổ tông bên cạnh đứng đấy người. Tả Phi Bạch ngón tay chỉ vào khoác ở Diệp Thần Phong cánh tay Bạch Tiểu Nhu. Hắn lại nói, dáng dấp của ngươi có người đẹp mắt không? Thực lực của ngươi có người cao sao? Ngươi có phải hay không được rồi chứng vọng tưởng? Vẫn là trong lòng ngươi rõ ràng đối với ta tổ tông có ý tứ. Muốn dùng này đến hấp dẫn ta tổ tông lực chú ý. Theo Tả Phi Bạch Tưởng Vân Đình quả thực là tại đánh giấm, Diệp Thần Phong trước đó cố ý đã thông báo hắn, cho nên... Hắn không thể thanh Diệp Thần Phong thân là ngũ phẩm thân phận của luyện khí sư nói ra, dưới cái nhìn của hắn hắn lão tổ tông Diệp Thần Phong thân là ngũ phẩm luyện khí sư, như thế nào lại ham muốn chỉ là mấy viên thuốc đâu này. Tưởng Vân Đình nghe được Tả Phi Bạch câu này lại một câu trào phúng sau, sắc mặt của nàng đỏ lên một mảnh, người cắn răng nói ra, những chuyện này cũng không nói. Vừa vặn dù sao là các ngươi động thủ trước, là các ngươi phá hủy Lạc Nhật Đảo quy củ. Lẽ nào các ngươi không nên cho Lạc Nhật Đảo một cách nói, cho chúng ta Nam Nguyên Vương Triều một cách nói sao? Lạc Nhật Đảo lão tổ tông Ngô Thanh Sơn, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian rồi, hắn nói ra các ngươi lúc trước ân oán ta mặc kệ, ta chỉ muốn biết vừa nãy là không phải Vân Tiên Tông người động thủ trước. Nếu như là lời nói, như vậy ta liền làm cái chủ, tất cả mọi người là quen biết người rồi, để Vân Tiên Tông cho Nam Nguyên Vương Triều nhân đạo lời xin lỗi. Chuyện này coi như xong đi. Tưởng Vân Hổ tức giận nói, Ngô lão đầu, cái này không thể được, người thấy người của chúng ta bị đánh thành dạng gì sao? Hai người bọn họ suýt chút nữa bị đánh chết rồi.
Tưởng Vân Hổ chỉ lấy mặt đất thượng Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc. Tưởng Vân Đình tại biết mình chiếm lấy lý chứ sau, người chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra, ta muốn hắn quỳ xuống xin lỗi, chuyện này là do hắn mà xảy ra, nếu như hắn quỳ xuống xin lỗi, như vậy chuyện ngày hôm nay trước tiên có thể tạm thời thả xuống. Tưởng Vân Đình lời này vừa nói ra, ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, Ngô Thanh Sơn thấy Nam Nguyên Vương triều người tùng khẩu, hắn không cho nghi ngờ đối với Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử, quỳ xuống nói xin lỗi đi. Ngươi phá hủy Lạc Nhật Đảo quy củ, lẽ nào ngươi muốn ta tự tay tiễn ngươi lên đường sao? Tả Đức Nguyên thấy hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Diệp Thần Phong, con mắt của hắn hơi híp lại, quát lên, Ngô lão đầu, người đây rõ ràng là không phân tốt xấu, ta lão đệ không thể đối với những người này quỳ xuống nói xin lỗi, chẳng qua hôm nay ta và các ngươi liều mạng. Ngô Thanh Sơn không nghĩ tới Tả Đức Nguyên sẽ như thế giữ gìn một tên thần niệm cảnh tiểu tử, bất quá, Tả Đức Nguyên giọng điệu cường ngạnh như vậy, này làm cho Ngô Thanh Sơn trong lòng cũng mơ hồ phẫn nộ rồi, hắn quát lên, Tả Đức Nguyên, ta niệm tình ngươi ta lúc trước tình cảm, ta có thể cho rằng vừa vặn lời nói không có nghe thấy, nhưng tiểu tử này hôm nay nhất định muốn quỳ xuống xin lỗi, dù sao cả sự tình là do hắn mà xảy ra, cũng là các ngươi động thủ trước, bất kể như thế nào, các ngươi đều hẳn là phải cho suốt một câu trả lời đến. Trước sau thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, hắn để Bạch Tiểu Nhu buông lỏng ra cánh tay của hắn, hắn nói ra, được, ta có thể xin lỗi. Diệp Thần Phong trên mặt hoàn toàn bị lạnh lẽo bao trùm lại rồi, mà vừa vặn Lão Bạch nói cho hắn biết lá bài tẩy chính là, ở đây niết bàn cảnh cường giả Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân Hổ hai người này, bọn hắn đồng dạng là sống không qua một tháng, bọn hắn cùng trước đó Tả Đức Nguyên như thế độc tố sâu tận xương tủy rồi. Tại 50 năm trước Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân Hổ ba người này, bọn hắn đồng thời tại Lạc Nhật Đảo Thượng phát hiện một chỗ di tích, bọn hắn tiến vào chỗ kia di tích sau, ba người bọn họ liền trúng kịch độc, Tả Đức Nguyên không cách nào đem kịch độc trong cơ thể hóa giải, Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân Hổ đương nhiên cũng không cách nào đem kịch độc trong cơ thể hóa giải. Mà căn cứ Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân Hổ quan sát, Lạc Nhật Đảo Thượng chỗ kia di tích cách mỗi 10 năm liền sẽ mở ra một lần, cho nên, cách mỗi 10 năm Tả Đức Nguyên cùng Tưởng Vân Hổ liền sẽ đến một chuyến Lạc Nhật Đảo. Trước đó Tả Đức Nguyên đã nói ở trên thế giới này chỉ có Hà Mãn Dương, Phân Thiên Tông Tông Chủ và Linh Dược Cốc một tên tứ phẩm luyện dược sư biết hắn chuyện bị trúng độc, kỳ thực hắn chả che giấu hai người, Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân Hổ cũng biết hắn trúng độc, bất quá, hai người này giống như Tả Đức Nguyên trúng kịch độc, cho nên hai người này chắc chắn sẽ không thanh Tả Đức Nguyên chuyện bị trúng độc tuyên dương ra ngoài. Tả Đức Nguyên ngược lại cũng nhất thời đã quên Diệp Thần Phong có thể mở ra loại kịch độc này sự tình rồi. Nếu Diệp Thần Phong có biện pháp mở ra loại kịch độc này, như vậy đây chính là hắn trong tay lá bài tẩy, có lá bài tẩy này sau, để Ngô Thanh Sơn liên thủ với Tả Đức Nguyên đối phó Tưởng Vân Hổ còn không phải chắc chắn phải chết đấy sao? Lão đệ, người đây là, chúng ta không dùng tới sợ bọn họ, Tả Đức Nguyên cau mày nói ra. Lão Tổ Tông, sai căn bản cũng không phải là ngài A Hát. Tả Phi Bạch mấy người cũng nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra. Bạch Tiểu Nhu cũng một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong lại là kiên định nói ra, các ngươi đều không cần nhiều lời, chuyện này ta muốn tự mình giải quyết. Diệp Thần Phong bay thẳng đến cách hắn gần nhất Lâm Trung Hạc đi tới, Tưởng Vân Đình cho rằng Diệp Thần Phong yếu cúi đầu, nàng nói, Diệp Thần Phong, ngươi nhất định phải từng cái cho chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Ngô Thanh Sơn thấy Diệp Thần Phong đứng dậy, hắn cười nói, như vậy không thật là tốt mà. Diệp Thần Phong đi tới nằm dưới đất Lâm Trung Hạc trước mặt, Lâm Trung Hạc liên tục cười lạnh nói, tiểu tử, thất thần làm gì? Quỳ xuống đi, đây là ngươi hiện tại duy nhất đường sống. Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười lạnh như băng lóe lên liền qua, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng đến đây thời điểm, Diệp Thần Phong trực tiếp rút ra sau lưng Hắc Huyền Kiếm. Trực tiếp đem Hắc Huyền Kiếm đâm vào Lâm Trung Hạc trái tim bên trong. Trước một giây trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý Lâm Trung Hạc, sau một giây trên mặt hắn liền hiện lên không dám tin vẻ mặt, hắn không tin Diệp Thần Phong dĩ nhiên ở vào thời điểm này chả dám động thủ. Lẽ nào Diệp Thần Phong thật sự muốn đồng quy vu tận sao? Ngươi, liền một câu nói đều chưa nói xong, Lâm Trung Hạc cặp mắt trợn lên lớn vô cùng, cả người trong nháy mắt đoạn khí. Diệp Thần Phong nhưng là tùy ý nhún nhún vai,
khí thế ngập trời quát lên, từ giờ khắc này, ở nơi này ta quyết định. Chương 1469, làm sao? Hiện tại Không Châu rồi. Lạc Nhật đảo bến cảng, một trận hơi gió nhẹ nhàng phất qua, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Từ giờ khắc này, ở nơi này ta quyết định. Diệp Thần Phong câu này thô bạo vô cùng vang vọng ở tất cả mọi người bên tai, trên mặt đất Lâm Trung Hạc chết không nhắm mắt chừng lớn cặp mắt, tất cả mọi người tại chỗ con mắt đều không nháy một cái nhìn xem Diệp Thần Phong, bao quát Vân Tiên Tông Tả Đức Nguyên cùng Tả Phi Bạch đám người, bọn hắn cũng không nghĩ đến Diệp Thần Phong lại đột nhiên trực tiếp giết Lâm Trung Hạc. Diệp Thần Phong đối với chung quanh người ngạc nhiên phỏng theo như không nghe thấy, ánh mắt của hắn nhìn thẳng rơi vào đờ đẫn Tưởng Vân Đình, cười lạnh hỏi, thế nào? Ngươi đối với xin lỗi của ta chả hài lòng không? Diệp Thần Phong thanh âm lập tức phá vỡ hiện trường vắng lặng, Tưởng Vân Đình đang nhìn đến Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng sau, người dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau hai bước, mà Nam Nguyên Vương Triều Lão Tổ Tông Tưởng Vân Hổ, hắn quả thực là nộ khí công tâm rồi. Diệp Thần Phong cái khu vực này khu thần niệm cảnh tiểu tử, lại dám tại dưới con mắt của hắn giết hắn Nam Nguyên Vương Triều người. Này tương đương với một cái tát trực tiếp phiến ở hắn trên khuôn mặt già nua ma. Này làm cho Tưởng Vân Hổ trên gương mặt là nóng hừng hực một mảnh. Tiểu tử, người quả thực là tội đáng muôn chết. Tưởng Vân Hổ trong cơ thể niết bàn cảnh thật khí thế phun trào, thân ảnh của hắn lóe lên, hắn liền trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Một trưởng hướng về Diệp Thần Phong ngực đập tới. Đồng dạng tình hồn lại Tả Đức Nguyên, hắn tuy rằng không biết Diệp Thần Phong vì sao lại trực tiếp giết Lâm Trung Hạc. Nhưng Diệp Thần Phong chính là của hắn lão đệ, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến rồi, trong cơ thể hắn khí thế đồng dạng để được đưa lên, miệng quát Tưởng Vân Hổ, ta Tả Đức Nguyên lão đệ còn chưa tới phiên ngươi đến bắt nạt. Một tiếng vang trầm thấp, Tả Đức Nguyên thân ảnh cũng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Hắn đột nhiên vỗ ra tay phải của mình bàn tay, hắn đem Tưởng Vân Hổ thủ trưởng cho chống đỡ cản lại, Tưởng Vân Hổ dưới chân bước chân lui về phía sau ba bước. Mà Tả Đức Nguyên nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, xem ra về mặt sức mạnh Tả Đức Nguyên yếu tăng thêm một bậc. Mà Diệp Thần Phong trên mặt thủy chung là phong đạm vân khinh, trong lòng của hắn khẳng định Tả Đức Nguyên sẽ xuất thủ, nếu như Tả Đức Nguyên không xuất thủ. Như vậy này cũng chỉ có thể đủ nói rõ Vân Tiên Tông người không xứng làm hắn bạn của Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong chỉ phải nắm giữ lão bạch chỗ nói lá bài tẩy kia, cho dù không có Vân Tiên Tông trợ giúp, chỉ dựa vào Lạc Nhật Đảo. Hắn cũng tuyệt đối không có việc gì, dù sao nơi này chính là Lạc Nhật Đảo địa bàn, cũng may Tả Đức Nguyên cũng không hề khiến hắn thất vọng. Được Tả Đức Nguyên đẩy lui ba bước Tưởng Vân Hổ, sắc mặt của hắn là một trận khó coi. Hai chỉ nắm chặt khô héo trên bàn tay là nổi gân xanh, hắn hai con mắt âm trầm nhìn xem đứng sau lưng Tả Đức Nguyên Diệp Thần Phong, hắn đối một bên Lạc Nhật Đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn. Nói ra, Ngô lão đầu, nơi này là ngươi Lạc Nhật Đảo, vừa vặn tình huống ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử này rõ ràng là không cho các ngươi Lạc Nhật Đảo mặt mũi, hắn lại vẫn tại trước mặt ngươi công nhiên giết người, ngươi cho rằng tiểu tử này còn có lưu ở trên thế giới này cần phải sao? Một bên Lạc Nhật Đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn, trong lòng của hắn lửa giận đã sớm là hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, trên người mơ hồ tản ra niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí tức, hắn ánh mắt nhìn Tả Đức Nguyên. Ngữ khí bất thiện nói, Tả lão đầu, ngươi chẳng lẽ còn phải bảo vệ tiểu tử này sao? Nếu như ngươi lựa chọn muốn lời nói, như vậy hôm nay Lạc Nhật Đảo sẽ là của ngươi táng sinh đất. Tưởng Vân Hổ thấy Ngô Thanh Sơn cũng muốn động thủ. Trên mặt hắn vẻ tàn nhẫn càng phát nồng nặc, có hắn liên thủ với Ngô Thanh Sơn, này Tả Đức Nguyên là chắc chắn phải chết. Hắn lạnh giọng quát lên, Tả Đức Nguyên, kế tiếp liền để ta cùng Ngô lão đầu cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút đi. Bạch Tiểu Nhu thấy niết bàn cảnh Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân Hổ ánh mắt tập trung đến bên này, nàng là không chút do dự cũng đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt, trên mặt nàng là lãnh đạm một mảnh. Trong lòng nàng trên thế giới này không có so với Diệp Thần Phong đối với nàng mà nói càng trọng yếu hơn được rồi. Tiếp lấy Hà Mãn Dương, Tả Phi Bạch cùng 9 tên tạo hóa cảnh cường giả, bọn hắn cũng đều dồn dập đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt. Về phần Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy căn bản là không giúp đỡ được gì được rồi, cho nên, hai người bọn họ chỉ có thể cùng Diệp Thần Phong đứng chung một chỗ rồi. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Bạch Tiểu Nhu, Hà Mãn Dương hòa Tả Phi Bạch đám người cử động sau. Trong lòng của hắn nhất thời cảm giác noãn rung rung, nếu Vân Tiên Tông người đối đãi hắn như này, như vậy hắn đem đến tuyệt đối sẽ hồi báo Vân Tiên Tông.
Nguyên bản tại Diệp Thần Phong giết Lâm Trung Hạc sau, nằm ở trên mặt đất Trương Văn Hiên, trong lòng của hắn nhất thời được sợ hãi tử vong cho che kín, mà bây giờ hắn nhìn thấy hắn lão tổ tông Tưởng Vân Hổ, vào lúc này cùng Lạc Nhật Đảo lão tổ tông Ngô Thanh Sơn liên thủ rồi, này làm cho hắn lập tức lại lên tinh thần đến, đây chính là hai tên niết bàn cảnh cao thủ liên thủ, dưới cái nhìn của hắn Tả Đức Nguyên đám người căn bản là không chống đỡ được, Diệp Thần Phong hôm nay là nhất định sẽ chết ở Lạc Nhật Đảo lên. Tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả Lạc Nhật Đảo mặt mũi cũng không cho. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Chả nói cái gì nơi này ngươi nói tính. Lời của ngươi nói ở nơi này liền một cái chả là cái cóc khô gì. Trương Văn Hiên hưng phấn rêu rao lên. Tưởng Vân Đình khi nghe đến Trương Văn Hiên kêu gào sau đó nàng nhìn Tưởng Vân Hổ cùng Ngô Thanh Sơn chuẩn bị yếu liên thủ rồi. Trong lòng nàng lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Người ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong. Người cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, ngươi vừa vặn quỳ xuống xin lỗi không liền hết chuyện sao? Ngươi bây giờ còn muốn liên lụy Vân Tiên Tông người cùng ngươi chết, ngươi đến cùng cho là mình là ai? Ngươi chỉ bất quá mới thần niệm cảnh mà thôi, hiện tại cho dù ta muốn bỏ qua ngươi cũng không được rồi, hôm nay ngươi Diệp Thần Phong nhất định phải chết. Tưởng Vân Hổ liếc mắt nhìn Ngô Thanh Sơn, nói ra, Ngô lão đầu, chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta trước đem Tả Đức Nguyên lão đầu này giải quyết xong, những người khác đang chậm rãi từng cái giết, đặc biệt là được kêu là Diệp Thần Phong tiểu tử, ta nhất định phải tự tay đưa hắn dằn vặt đến chết. Đứng ở Tả Đức Nguyên đám người sau lưng Diệp Thần Phong, hắn vượt trước hai bước, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tưởng Vân Hổ, nói ra, e sợ hôm nay nơi này không phải ta Diệp Thần Phong nơi táng thân, mà là các ngươi Nam Nguyên Vương triều người chôn thây địa phương. Nghe vậy, Tưởng Vân Hổ được Diệp Thần Phong lời nói là có chút tức giận, trên người hắn niết bàn cảnh thật khí thế giống như là thủy triều phân tán ra ngoài, quát lên, tiểu tử, người bớt ở chỗ này ăn nói ngông cuồng rồi, người dựa vào không phải là Tả Đức Nguyên sao? Sau đó người tốt nhất không phải cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta ngược lại muốn xem người tiểu tử này xương đến cùng cứng bao nhiêu. Tả Đức Nguyên mấy người cũng một mặt không hiểu nhìn xem Diệp Thần Phong. Bọn hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong tại sao lại trở nên lớn lối như thế. Mà đang ở Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân Hổ muốn động thủ thời điểm, Diệp Thần Phong đột nhiên quát lên, chậm đã. Sát theo đó, Diệp Thần Phong lại đưa tay chỉ hướng Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân Hổ, nói ra, hai người các ngươi đều chỉ có một tháng mệnh, độc tố sâu tận xương tủy, hai người các ngươi vẫn còn có tâm tư ở nơi này dằn vặt. Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân Hổ nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hai người bọn họ sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tả Đức Nguyên, bọn hắn tưởng rằng Tả Đức Nguyên đem bọn hắn chuyện bị chúng độc nói cho Diệp Thần Phong. Mà Tả Đức Nguyên khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, trong lòng của hắn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, nếu Diệp Thần Phong có thể mở ra độc tố trong cơ thể của hắn, như vậy không phải cũng có thể mở ra Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân Hổ trong cơ thể độc tố sao? Chẳng trách Diệp Thần Phong dám trực tiếp giết Lâm Trung Hạc. Đến lúc này trả gương mặt không sao cả, có lá bài tẩy này sau, theo Tả Đức Nguyên Diệp Thần Phong xác thực có phách lối tư bản rồi. Tả Đức Nguyên mở miệng nói ra, Ngô lão đầu, độc trong người ta chay đã hoàn toàn thanh trừ, chính là vị này lão đệ giúp ta thanh trừ, ngươi yếu là không tin, ngươi có thể cảm giác một cái thân thể của ta. Nghe được Tả Đức Nguyên lời nói sau, Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân mặt hổ sắc lần nữa đại biến, Ngô Thanh Sơn tạm thời không có ý động thủ rồi. Dù sao hắn chỉ có một tháng mệnh, nếu như có thể rõ ràng trong cơ thể độc tố, vậy thì mang ý nghĩa hắn lại có thể bình thường sống tiếp rồi. Trong cơ thể hắn linh khí hơi động, hắn bắt đầu cảm ứng Tả Đức Nguyên thân thể. Này niết bàn cảnh cường giả năng lực nhận biết là phi thường bén nhạy, đương nhiên Tả Đức Nguyên cũng không có bài xích Ngô Thanh Sơn cảm ứng, bằng không Ngô Thanh Sơn cũng tuyệt đối cảm ứng không ra Tả Đức Nguyên trong cơ thể tình trạng cơ thể. Ngô Thanh Sơn tại cảm ứng xong Tả Đức Nguyên thân thể sau, hai tay của hắn bỗng nhiên một cái run rẩy, trên mặt của hắn đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng hy vọng, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn kích động mà hỏi tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có thể hóa giải độc trong người ta chay. Một bên nghe được Ngô Thanh Sơn câu nói này Tưởng Vân Hổ, thân thể của hắn cũng run lên bần bật, hắn biết Tả Đức Nguyên trong cơ thể độc tố đúng là được hóa giải. Mà Diệp Thần Phong lại là thuận miệng đối với Ngô Thanh Sơn. Nói ra, sự thực không phải đặt tại trước mặt ngươi sao? Ta nói rồi hiện tại cái này bên trong ta quyết định, ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Ngô Thanh Sơn lấy tư cách niết bàn cảnh cao thủ,
hắn tu luyện bao nhiêu năm mới tăng lên tới thực lực này. Kỳ thực lực càng cao người, một số thời khắc thì càng là sợ chết. Ngô Thanh Sơn tức giận trong lòng nhất thời biến mất không còn chút nào, cười nói, tiểu huynh đệ, vừa vặn chỉ là đùa với ngươi, ngươi nhưng đừng coi là thật rồi. Đang nhìn đến Ngô Thanh Sơn không chút do dự trở mặt sau đó, Tưởng Vân Hổ trong lòng sâu đậm sinh ra nhất cổ cảm giác nguy hiểm, sắc mặt của hắn hơi có chút trắng bệch. Diệp Thần Phong nhìn xem sắc mặt trắng bệch Tưởng Vân Hổ, hắn lạnh giọng quát lên, làm sao? Hiện tại không trâu bò, hiện tại biết sợ hãi, ngươi lại cho ta trâu bò một cái nhìn xem à. Chương 1470, không cách nào lừa mình dối người. Diệp Thần Phong ngón tay chỉ vào Tưởng Vân Hổ, hắn đối với Ngô Thanh Sơn không cho nghi ngờ ra lệnh, lập tức giết hắn cho ta. Ngô Thanh Sơn đang xác định Tả Đức Nguyên trong cơ thể độc tố thật sự hoàn toàn hóa giải sau đó hắn hiện tại trong lòng mặt chỉ muốn có thể tiếp tục sống tiếp rồi, mà hắn phải sống sót liền tất cần phải dựa vào Diệp Thần Phong, cho nên, Ngô Thanh Sơn đối với Diệp Thần Phong mệnh lệnh, hắn cơ hồ là không hề do dự, thân ảnh của hắn lóe lên, hắn trực tiếp phong bế Tưởng Vân Hổ đường lui. Mà Tả Đức Nguyên thì không cần Diệp Thần Phong ra lệnh, hắn chủ động chặn lại rồi Tưởng Vân Hổ đường đi. Hắn và Ngô Thanh Sơn một trước một sau thanh Tưởng Vân Hổ cho vây lại rồi, Tả Đức Nguyên trong cơ thể mãnh liệt khí thế thủ thế chờ đợi, hắn mở miệng cười trêu nói, Tưởng Vân Hổ, ngươi vừa vặn không phải là muốn cùng Ngô lão đầu liên thủ đối phó ta sao? Chuyện này vẫn đúng là đủ hí kịch tính, bây giờ là ta cùng Ngô lão đầu đối phó ngươi, ngươi cho là mình vẫn có thể có sống sót rời đi Lạc Nhật đảo hy vọng sao? Tưởng Vân Hổ mới niết bàn cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, mà Ngô Thanh Sơn có niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, Tả Đức Nguyên lại có niết bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ thực lực. Đối mặt Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên liên thủ, chỉ cần song phương vừa động thủ, hắn Tưởng Vân Hổ liền một tia sống sót rời đi Lạc Nhật đảo hy vọng cũng không có. Tưởng Vân Hổ trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, càng là có một loại tuyệt vọng đang không ngừng sinh sôi, hắn hiện tại hối hận sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ. Trống trơn là Diệp Thần Phong có thể mở ra độc tố trong cơ thể của hắn điểm này, cho dù muốn cho hắn đem Tưởng Vân Đình cho Diệp Thần Phong làm nữ nhân, hắn đều hoàn toàn sẽ phi thường nguyện ý. Tưởng Vân Hổ đối mặt Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên cái này hai tên niết bàn cảnh cao thủ, ánh mắt của hắn nhưng là nhìn xem Diệp Thần Phong. Hắn ngữ khí ôn hòa nói ra, tiểu huynh đệ, có việc chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, người không phải là cùng Vân Đình biết không? Tối hôm nay ta liền để Vân Đình hảo hảo cùng ngươi một đêm. Ta bảo đảm tiểu huynh đệ ngươi có thể thỏa mãn. Xem ra này Tưởng Vân Hổ còn là một co được giãn được nhân vật, vừa vặn được Diệp Thần Phong chỉ vào mũi kêu gào một phen, đã đến bây giờ cái này sống còn bước ngoặt, hắn dĩ nhiên chủ động chịu thua. Mà đứng ở một bên Tưởng Vân Đình, người vốn cho là lúc này Diệp Thần Phong khẳng định phải xong đời, nàng và Trương Văn Hiên cũng không biết Tưởng Vân Hổ chuyện bị trúng độc. Cho nên Ngô Thanh Sơn phản chiến đối mặt như thế một màn. Hoàn toàn để hai người bọn họ có phần không nghĩ ra được, bất quá, có một chút bọn họ là rõ ràng. Cái kia ngay tại lúc này thân là niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Ngô Thanh Sơn cũng nghe Diệp Thần Phong ra lệnh. Đặc biệt là Tưởng Vân Đình nghe được Tưởng Vân Hổ yếu để cho nàng đi cùng Diệp Thần Phong một đêm, người màu máu trên mặt trong nháy mắt phảng phất được rút khô. Người ở trong lòng đã tự mình thôi miên cho rằng Diệp Thần Phong là một cái tiểu nhân hèn hạ rồi, người căn bản vô pháp tiếp thu trước mặt phát sinh tất cả. Diệp Thần Phong đối với Tưởng đề nghị của Vân Hổ, trên mặt hắn là gợn sóng không khỏi, trong miệng hắn lạnh nhạt nói, lập tức động thủ cho ta. Diệp Thần Phong không phải là một cái lòng dạ mềm yếu người, nếu như Diệp Thần Phong không có nắm giữ lá bài tẩy này, như vậy hôm nay kết cục sẽ như thế nào? Nam Nguyên Vương Triều Tưởng Vân Hổ đám người sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tưởng Vân Hổ khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, trên mặt của hắn hoàn toàn bị tuyệt vọng bao trùm lại rồi, ngược lại, khóe miệng hắn lại hiện lên một vệt điên cuồng nụ cười, trong cổ họng hắn cản rỡ bắt đầu cười lớn, ha ha ha, ngươi muốn để cho ta chết. Ta Tưởng Vân Hổ cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua. Tưởng Vân Hổ hai vai đột nhiên run lên, trong cơ thể hắn linh khí nhanh chóng tụ tập lên. Người bên ngoài có thể thấy rõ ràng Tưởng Vân Hổ thân thể đang chậm rãi phồng lên lên. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên thấy cảnh này sau, hai người bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không hẹn mà cùng nói ra, không tốt, Tưởng Vân Hổ yếu tự bảo. Diệp Thần Phong nghe vậy, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, nhưng loại cường giả cấp bậc này đối chiến,
lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản chưa hề nhúng tay vào, một cái tên niết bàn cảnh cao thủ tự bạo, kỳ uy lực là không phải chuyện nhỏ, một khi để Tưởng Vân Hổ tự bạo thành công, e sợ Lạc Nhật đảo bến cảng cùng với bến cảng phụ cận khu vực, nhất định sẽ trong nháy mắt hóa thành phế tích, đến lúc đó Diệp Thần Phong đám người chịu đến Tưởng Vân Hổ tự bạo lan đến, bọn hắn sống tiếp tỷ lệ cũng vô cùng xa vời. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên hai người này, bọn hắn đã tới không kịp thi triển chiến kỹ đến ngăn cản Tưởng Vân Hổ rồi, trong đó Ngô Thanh Sơn tốc độ còn nhanh hơn Tả Đức Nguyên thượng một ít, thân ảnh của hắn trong nháy mắt đi tới Tưởng Vân Hổ phía sau, hiện tại nhất định muốn lập tức phế bỏ Tưởng Vân Hổ đan điền, này Tưởng Vân Hổ mới không cách nào tự bạo rồi. Mà Tưởng Vân Hổ cũng cảm thấy Ngô Thanh Sơn tới gần, trong cơ thể hắn một bên ngưng tụ tự bạo linh khí, hắn vừa cùng Ngô Thanh Sơn khoảng chừng tránh né kéo dài lên thời gian, trong miệng hắn cười lạnh nói, Ngô Thanh Sơn, ta các ngươi phải đều cho ta chôn cùng. Tại Ngô Thanh Sơn cùng Tưởng Vân Hổ quấn quýt lấy nhau thời điểm, Tả Đức Nguyên thân ảnh cũng đến gần rồi, mà Tưởng Vân Hổ thân thể tại càng ngày càng phồng lên trướng rồi, e sợ không tốn thời gian dài là hắn có thể đủ tự bạo rồi. Mà lúc này Tưởng Vân Hổ cũng hoàn toàn nằm ở một loại trạng thái điên cuồng chúng rồi, hắn không có chương pháp gì công kích, hắn liền là muốn cho Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên tạm thời không cách nào tới gần, hắn chỉ cần lại kéo dài thượng 10 giây, là hắn có thể đủ thành công ngưng tụ đến tự bạo thân thể linh khí. Tả Đức Nguyên hơi nhướng mày, thân thể ngoại dụng một tầng linh khí bọc lại, hắn không nhìn thẳng Tưởng Vân Hổ điên cuồng công kích, mặc cho Tưởng Vân Hổ công kích đánh vào trên người hắn. Tại Tưởng Vân Hổ điên cuồng công kích dưới, tuy rằng Tả Đức Nguyên trên người không ngừng vang lên tiếng xương gãy, thậm chí khóe miệng hắn chả tràn ra từng tia tiên huyết, thế nhưng Tả Đức Nguyên không chút nào lùi về sau, mà là thừa thế xông lên hoàn toàn dựa vào gần rồi Tưởng Vân Hổ. Sau đó, Tả Đức Nguyên trực tiếp khống chế được Tưởng Vân Hổ hai tay của, hắn đối với Ngô Thanh Sơn quát lên, Ngô lão đầu, sắp tàn phế rồi đan điền của hắn, yếu không còn kịp rồi. Ngô Thanh Sơn đang nhìn đến Tưởng Vân Hổ tạm thời được Tả Đức Nguyên khống chế được hai tay sau, hắn đương nhiên không thể buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này rồi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Tưởng Vân Hổ trước mặt, xì xì. Một tiếng, tại Tưởng Vân Hổ thân thể phồng lên đến tự bạo điểm giới hạn trước, Ngô Thanh Sơn hiểm mà lại hiểm đá bể Tưởng Vân Hổ đan điền. Mà đan điền bị đá bạo Tưởng Vân Hổ, thân thể của hắn giống như một cái quả cầu da xì hơi bình thường. Ngô Thanh Sơn tại phế bỏ Tưởng Vân Hổ đan điền sau, hắn cũng không muốn lại có bất kỳ bất ngờ xảy ra, cho nên, hắn lại lập tức không chút do dự vặn gãy Tưởng Vân Hổ cổ, đường đường một tên niết bàn cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cao thủ cứ như vậy vẫn lạc. Tại Tưởng Vân Hổ sau khi chết, Nam Nguyên Vương triều cái kia vài tên tạo hóa cảnh cao thủ, bọn hắn muốn hướng về của mình thuyền lớn bỏ chạy, nhưng vừa lúc đó, Hà Mãn Dương Hòa Tả Phi Bạch đám người động thủ, cái kia vài tên Nam Nguyên Vương triều tạo hóa cảnh cường giả cũng trong nháy mắt được giải quyết. Nam Nguyên Vương triều người chỉ có Trương Văn Hiên cùng Tưởng Vân Đình còn sống rồi, hai người này là dại ra nhìn trước mắt phát sinh một màn lại một màn, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn lão tổ tông Tưởng Vân Hổ sẽ chết tại Lạc Nhật đảo thượng. Hơn nữa còn là bởi vì Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Tưởng Vân Hổ cùng Nam Nguyên Vương triều vài tên tạo hóa cảnh cường giả sau khi chết, hắn từng bước đi tới nằm ở trên mặt đất Trương Văn Hiên trước mặt. Diệp Thần Phong lại đi đến Trương Văn Hiên trước mặt sau, này Trương Văn Hiên mới tỉnh táo lại, cả người hắn run cầm cập lợi hại, sắc mặt tái nhợt như cùng chết thì bình thường trong miệng hắn ấp a ấp úng nói ra cầu, cầu ngươi thả ta. Ban đầu ở Bắc Vân Thành là ta cùng Linh Dược Cốc ngũ trưởng lão hãm hại ngươi, ban đầu là ta nhất thời mù mắt, ta là sợ sệt Vân Đình được ngươi đoạt đi, tất cả những thứ này đều là của ta sai, ta Trương Văn Hiên mới là một cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Đứng ở cách đó không xa Tưởng Vân Đình, người khi nghe đến Trương Văn Hiên lời nói này sau, người phỏng theo nếu là bị Cửu Thiên Kinh sấm đánh trúng, người vào đúng lúc này thật giống đã quên Tưởng Vân Hổ chết rồi. Người hướng về Trương Văn Hiên quát, người nói bậy, Diệp Thần Phong chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Trương Văn Hiên lập tức phản bác, ta nói câu câu là thật, kỳ thực trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ngươi chẳng qua là không muốn thừa nhận mà thôi. Tưởng Vân Đình há hốc mồm, người không biết nên mở miệng như thế nào rồi, người thân sức mạnh trong cơ thể phảng phất trong nháy mắt được rút khô như thế, phù phù. Một tiếng, người trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất. Người hung hăng lắc đầu, trong miệng tự nói, ta Tưởng Vân Đình không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, ta
ta tưởng Vân Đình không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, ta tưởng Vân Đình không phải một cái tâm địa ác độc nữ nhân, ta. Tại nói Liên Miên cằn nhằn chỉ chốc lát sau, này tưởng Vân Đình hai con mắt đột nhiên trừng lớn, tóc của nàng hoàn toàn rối tung rồi, nhìn qua giống như là một người điên như thế, người lại nói ta tưởng Vân Đình là một cái người vong ân phụ nghĩa, ta tưởng Vân Đình là cái tâm địa ác độc nữ nhân. Này tưởng Vân Đình như tựa như phát điên không ngừng lầm bầm lầu bầu, cả người trên mặt tràn đầy hốt hoảng biểu lộ, của nàng lừa mình dối người vào đúng lúc này hoàn toàn hỏng mất. Chương 1471, Tinh Văn Trụ, về thế tục hy vọng. Diệp Thần Phong đối với tưởng Vân Đình không có nửa điểm lòng thương hại, hắn liếc nhìn nằm ở trên mặt đất Trương Văn Hiên, đột nhiên thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông, nắm tại trong tay phải Hắc Huyền Kiếm không có dấu hiệu nào hướng về Trương Văn Hiên cổ lao đi. Một chương 471. Mà bị trọng thương Trương Văn Hiên, hắn căn bản vô pháp tránh né Diệp Thần Phong chiêu kiếm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Huyền Kiếm cách cổ của hắn càng ngày càng gần, thẳng đến xoẹt. Một tiếng, Hắc Huyền Kiếm băng ngang qua Trương Văn Hiên cổ, Trương Văn Hiên chỉnh cái đầu cùng cổ của hắn chia lìa. Ấm áp máu tươi từ Trương Văn Hiên cổ khẩu tuôn ra, Trương Văn Hiên ánh mắt trợn lên lớn vô cùng, trên mặt che kín thần sắc sợ hãi, hắn chỉnh cái đầu an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Mà cách đó không xa một mực đang lầm bầm lầu bầu tưởng Vân Đình, người đang nhìn đến Trương Văn Hiên cũng sau khi chết, người phảng phất là nhận lấy kích thích rất lớn, thân thể của nàng lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, thân ảnh của nàng nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong vào tới. Diệp Thần Phong đem trong tay phải Hắc Huyền Kiếm giơ lên, hắn đem Hắc Huyền Kiếm đỉnh chóp nhắm ngay tưởng Vân Đình, nhưng tưởng Vân Đình thật giống căn bản không có nhìn thấy Hắc Huyền Kiếm bình thường, thân thể của nàng vẫn cứ tại hướng về Diệp Thần Phong bên này vào tới, thật giống hoàn toàn không có yếu tránh né Hắc Huyền Kiếm ý tứ, trong miệng mơ hồ không rõ nói ta tưởng Vân Đình không có sai, ta tưởng Vân Đình không có sai. Xì xì, một tiếng, tưởng Vân Đình thân thể trực tiếp đánh vào Hắc Huyền Kiếm đỉnh chóp. Mà chỉnh thanh Hắc Huyền Kiếm nhưng là xuyên thấu tưởng Vân Đình trái tim. Tại Hắc Huyền Kiếm xuyên qua tưởng Vân Đình trái tim nháy mắt, trái tim vỡ vụn đau nhức, này làm cho tưởng Vân Đình trở nên tỉnh táo thêm một chút, nàng nhìn trong tay cầm Hắc Huyền Kiếm. Trên mặt lạnh như băng quật Diệp Thần Phong, trên mặt nàng điên cuồng từ từ biến mất rồi, trong con ngươi của nàng từ từ tốt biến hối hận vẻ. Tưởng Vân Đình nhớ lại tại Bắc Vân Thành loại sự tình. Thời khắc này, liền bản thân nàng cũng bắt đầu oán hận lúc trước chính mình rồi, người không biết tại sao chính mình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Người không biết mình vì sao lại biến thành một cái vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Một cái tâm địa ác độc nữ nhân. Nếu như lúc trước tưởng Vân Đình có thể vẫn đứng tại Diệp Thần Phong phía bên kia, như vậy hay là nàng và Diệp Thần Phong trong lúc đó có thể sẽ có tiến một bước phát triển, dù sao lúc trước tưởng Vân Đình đối Diệp Thần Phong có như vậy một tia hảo cảm. Mà khi sơ tưởng Vân Đình lại đã tin tưởng Trương Văn Hiên lời nói, cho tới cuối cùng người rõ ràng biết mình là sai, người còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Vậy thì nhưỡng thành hôm nay cục diện này rồi. Diệp Thần Phong, ta sai rồi, từ đầu tới cuối sai đều là ta. Tưởng Vân Đình trong con ngươi sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Thẳng đến muốn chết thời khắc này, người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đáng tiếc tất cả những thứ này đã quá muộn. Diệp Thần Phong đối với tưởng Vân Đình đạo xin lỗi cùng hối hận, trên mặt của hắn nhưng vẫn là lạnh lẽo một mảnh. Xoẹt, một tiếng, hắn trực tiếp đem Hắc Huyền Kiếm từ tưởng Vân Đình ngực rút ra. Ở trên thế giới này không phải bất cứ chuyện gì trống trơn xin lỗi liền hữu dụng, nếu như không phải Diệp Thần Phong mỗi một lần đều có được lá bài tẩy của mình, nếu như không phải Diệp Thần Phong mỗi lần vận khí cũng không tệ, như vậy chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Trương Văn Hiên cùng tưởng Vân Đình trong tay rồi. Cho nên, vào đúng lúc này, tưởng Vân Đình cho dù là nói xin lỗi, cho dù là hối hận rồi, này cũng không cách nào để Diệp Thần Phong trong lòng cảm xúc nhấc lên bất kỳ một tia gợn sóng. Diệp Thần Phong chính là một cái yêu hận rõ ràng người. Phàm là người hắn yêu, hắn sẽ dùng hết sinh mệnh đi bảo vệ, phàm là hắn hận người. Hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ đối phương. Tại Diệp Thần Phong đem Hắc Huyền Kiếm rút ra trong nháy mắt. Tưởng Vân Đình ngực đột nhiên đã tuôn ra tiên huyết, người trong con ngươi sinh cơ cũng biến mất không còn chút nào, thi thể của nàng chậm rãi hướng xuống đất thượng đổ tới rồi. Tại Trương Văn Hiên cùng Tưởng Vân Đình cũng sau khi chết, lần này Nam Nguyên Vương Triều đi tới Lạc Nhật Đảo người là toàn quân bị diệt rồi. Lạc Nhật Đảo lão tổ tông Ngô Thanh Sơn, hắn đang nhìn đến Tưởng Vân Đình cũng sau khi chết,
hắn nhìn xem trên mặt mơ hồ có mấy phần lo lắng Tả Đức Nguyên, nói ra: Tả lão đầu, ngươi yên tâm đi, vừa vặn ta tại cảm giác được bến cảng động tĩnh bên này lúc, ta cũng làm người ta lập tức phong tỏa nơi này, sẽ không có người biết nơi này chuyện mới vừa phát sinh. Tả Đức Nguyên nhận thức Ngô Thanh Sơn đã có hơn 100 năm, hắn cười trêu nói: Ngô lão đầu, ngươi vừa vặn nhưng không chân chính a hát. Nếu không phải ta lão đệ nắm trong tay lá bài tẩy này, chỉ sợ ta hiện tại đã bị các ngươi đưa đi thấy Diêm Vương ra rồi. Ngô Thanh Sơn có phần lúng túng nói: Ngươi cũng không phải không biết chúng ta Lạc Nhật đảo quy củ, tại đây Lạc Nhật đảo thượng là không cho phép chém giết, hơn nữa mới bắt đầu cũng là các ngươi động thủ trước a hát. Cho nên ta mới muốn phải mau sớm đem chuyện nơi đây xử lý. Bất quá, hiện tại lão đầu tử ta đi đầu đem Lạc Nhật đảo quy củ làm hỏng rồi, ai bảo lão đầu tử ta so sánh rất sợ chết, còn muốn sống nhiều một đoạn thời gian đâu này. Tả Đức Nguyên biết vừa vặn Ngô Thanh Sơn đứng ở Lạc Nhật đảo lập trường, Ngô Thanh Sơn sẽ như vậy làm kỳ thực cũng hợp tình hợp lý, hắn cũng biết Ngô Thanh Sơn từ trước đến giờ là một cái nói lời giữ lời người, Ngô Thanh Sơn điểm này tín dụng vẫn phải có. Cho nên, Tả Đức Nguyên đối với Diệp Thần Phong nói ra: Lão đệ, này Ngô lời của lão đầu vẫn là có thể tin tưởng, ta nghĩ ngươi cho dù giúp hắn hóa giải trong cơ thể độc tố, hắn cũng sẽ không trở mặt không quen biết. Nếu Ngô Thanh Sơn vừa vặn thuận theo nghe xong Diệp Thần Phong mệnh lệnh, như vậy Diệp Thần Phong cũng là một cái trực sảng người, hắn đối với Ngô Thanh Sơn nói ra: Được, ngươi là muốn ta hiện tại liền giúp ngươi hóa giải trong cơ thể độc tố sao? Tuy rằng Ngô Thanh Sơn trong lòng không kịp chờ đợi muốn hóa giải độc tố, thế nhưng này Ngô Thanh Sơn cũng là một cái cực kỳ giữ được bình tĩnh người. Hắn nói ra: Tiểu huynh đệ, không cần phải gấp gáp, dù sao độc trong người ta chay cũng quấy nhiễu ta mấy chục năm, ta cũng không kém này một ngày hay hai ngày thời gian, ta an bài trước tiểu huynh đệ các ngươi đi phủ ta thượng nghỉ ngơi một chút. Ngô Thanh Sơn từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài, hắn tại đem ngọc bài bóp nát sau đó rất nhanh. Trên bầu trời liền chạy như bay đến ba chiếc xe ngựa, xem ra Ngô Thanh Sơn vừa vặn bóp nát ngọc bài là truyền tin sử dụng. Này ba chiếc xe ngựa đều cực kỳ xa hoa, mỗi một chiếc xe ngựa đều bị hai con hình thể to lớn ngựa trắng lôi đi, bất quá, những này ngựa trắng sau lưng thượng mọc ra hai con cánh khổng lồ, những này bề ngoài tương tự ngựa sinh vật, chúng nó chính là thứ thiệt yêu thú biết bay. Tại ba chiếc xe ngựa đứng tại bến cảng thượng sau, từ trong đó một chiếc xe ngựa thượng đi xuống bốn tên tạo hóa cảnh cao thủ, Ngô Thanh Sơn đối với bốn người này, nói ra: Các ngươi đem bến cảng nơi này thi thể xử lý một chút. Ngược lại, Ngô Thanh Sơn rồi hướng Diệp Thần Phong làm ra một cái xin mời tư thế, nói ra: Tiểu huynh đệ, người trước lên xe ngựa đi. Diệp Thần Phong cũng không phải một cái già mồm cãi láo loại người, hắn trực tiếp lôi kéo Bạch Tiểu Nhu ngồi lên rồi thứ một chiếc xe ngựa, sau đó... Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên cũng đi lên thứ một chiếc xe ngựa, về phần những người khác nhưng là cưỡi mặt sau hai chiếc xe ngựa rồi. Mỗi chiếc xe ngựa thượng đều có một tên Lạc Nhật đảo đệ tử phụ trách điều khiển, này ba chiếc xe ngựa ở trên bầu trời phi hành tốc độ cực nhanh mà lại vững vàng, ước chừng sau 5 phút, này ba chiếc xe ngựa liền đứng tại một tòa khí thế hùng vĩ trước phủ đệ. Tại trước phủ đệ ngay phía trên một khối trên tấm bảng chả viết Ngô phủ hai cái chữ to này. Bốn cái tráng kiện cây cột sắt dựng đứng ở Ngô phủ hai bên đại môn, này bốn cái cây cột sắt bên trên có khắc họa tinh thần đồ án. Khởi điểm Diệp Thần Phong đối này bốn cây cột cũng không có quá mức để ý, nhưng bóng trắng thanh âm của người đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên: Tinh văn trụ. Cái này chẳng lẽ chính là có thể câu thông nhật nguyệt mới thần tinh văn trụ sao? Bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm cũng lập tức vang lên: Lão Bạch, hai chúng ta cảm giác nhưng chưa làm gì sai. Đây chính là viễn cổ thời đại xuất hiện tinh văn trụ rồi, này Lạc Nhật đảo người thật đúng là đủ xa xỉ, bọn hắn dĩ nhiên trực tiếp tướng tinh văn trụ để ở chỗ này. Ta nhìn bọn họ là căn bản không biết tinh văn trụ là cái gì sao? Tiểu gia hỏa, ngươi không phải là vẫn muốn về một chuyến thế tục giới sao? Nguyên bản lấy thực lực của ngươi bây giờ nhất định là làm không được, bất quá, có này tinh văn trụ sau, chúng ta có biện pháp cho ngươi trước tiên trở về một chuyến. Cho ngươi cùng người nhà của ngươi đoàn tụ mấy ngày. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Diệp Thần Phong khi nghe đến có thể trở về một chuyến thế tục giới, này làm cho hắn cả người chấn động, ánh mắt của hắn lần thứ hai tập trung vào bốn cái che kín nhật nguyệt tinh thần trên cây cột. Hắn ở trong lòng hỏi, phải hay không có này bốn cái hạt châu, các ngươi liền thật sự có thể để cho ta trước về một chuyến thế tục giới.
Diệp Thần Phong trong lòng cũng thập phần tưởng niệm thế tục giới người thân, hắn đã đi tới địa huyền giới có một đoạn thời gian, nếu như có biện pháp, hắn đương nhiên cũng muốn về thế tục giới nhìn xem. Chương 1472, Tinh thần đấu chuyển trận. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cảm thấy Diệp Thần Phong thầm nghĩ niệm người nhà tâm tình, hắn nói ra tiểu gia hỏa, ta cùng Lão Hắc đã xác định này bốn cây cột chính là viễn cổ thời đại tinh văn trụ rồi, theo lý tới nói, này tinh văn trụ sớm nên biến mất rồi, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại này lạc nhật đảo thượng. Kỳ thực ta cùng Lão Hắc cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tinh văn trụ, chúng ta chỉ bất quá lúc trước tại tương quan trong điển tịch từng thấy tinh văn trụ bộ dáng. Đồng thời chúng ta từ nơi này bốn cây cột bên trong cảm thấy nhàn nhạt tinh thần chi lực, chỗ bằng vào chúng ta mới kết luận đây chính là viễn cổ thời đại tinh văn trụ. Này tinh văn trụ tổng cộng có bốn cái, mỗi một cái đều có thể hấp thu nhật nguyệt sức mạnh của tinh thần. Năm đó ở trong gia tộc của ta có một quyển chuyên môn ghi chép tinh văn trụ trận pháp, này tinh văn trụ là dùng để bố trí trận pháp sử dụng. Bởi vì năm đó ở ta khi còn sống, tinh văn trụ liền sớm đã biến mất rồi, cho nên... quyển kia liên quan với tinh văn trụ trận pháp căn bản không có người sẽ đi gặp. Bất quá, ta đối với trận pháp luôn luôn đều cảm thấy hứng thú vô cùng, cho dù năm đó tinh văn trụ tại bên trong vùng thế giới này biến mất rồi, ta cũng nghiên cứu một phen liên quan với tinh văn trụ trận pháp. Trong đó có một loại trận pháp tên là tinh thần đấu chuyển trận, này tinh thần đấu chuyển trận có thể câu thông tinh thần chi lực, mở ra tinh thần con đường. Cho người thuận lợi trở về thế tục giới, thế nhưng trong này cũng có rất nhiều hạn chế. Tiểu gia hỏa, nếu như người muốn về một chuyến thế tục giới lời nói, như vậy hiện tại ta có thể chỉ huy người đem ngôi sao đấu chuyển trận bố trí đi ra, hơn nữa tinh thần đấu chuyển trận chỉ có thể tại lúc buổi tối mở ra. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau đó trong lòng của hắn tâm tình lập tức khó mà ức chế lên. Hắn biết bây giờ Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh khẳng định đã từ lâu giúp hắn còn lại hài tử, hắn cái này làm cha, hắn nhất định muốn về một chuyến thế tục giới nhìn xem tình huống. Làm Diệp Thần Phong đứng ở cửa vào quan sát bốn cái tinh văn trụ thời điểm. Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn bọn người một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, chính lúc thời điểm này, từ Ngô Phủ bên trong lại đi ra một người trung niên nam nhân cùng một tên thanh niên, này đàn ông trung niên chính là Lạc Nhật Đảo đương nhiệm đảo chủ Ngô Cũng Đông. Một thân thực lực tại luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, một người khác thanh niên chính là Ngô Cũng Đông nhi tử Ngô Lực Phàm, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Ngô Cũng Đông cùng Ngô Lực Phàm đều biết vừa vặn bọn hắn lão tổ tông Ngô Thanh Sơn chạy đi Lạc Nhật đảo bến cảng rồi, Ngô Cũng Đông đang nhìn đến Ngô Thanh Sơn sau. Hắn lập tức cung kính hô, lão tổ. Ngô Lực Phàm cũng lập tức hô, lão tổ tông. Mà Diệp Thần Phong cũng tỉnh táo lại, hắn đối với Ngô Thanh Sơn nói ra, này bốn cây cột có thể hay không đưa cho ta? Nếu là không có thể lời nói, cho ta mượn dùng một chút cũng được. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra lập tức hấp dẫn Ngô Cũng Đông cùng Ngô Lực Phàm chú ý. Ngô Cũng Đông khẽ nhíu chân mày, mà trẻ tuổi nóng tính Ngô Lực Phàm, hắn nhưng là quát lên, từ đâu tới tiểu tử? Ngươi có tư cách đối với ta lão tổ tông nói như vậy sao? Đùng, một tiếng. Chẳng qua là khi Ngô Lực Phàm tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Ngô Thanh Sơn trực tiếp một cái tát vỗ vào Ngô Lực Phàm trên ót. Quát lên, Lực Phàm, có ngươi nói như vậy sao? Vị tiểu huynh đệ này cùng ta chính là ngang hàng tương giao, ngươi cũng nhất định muốn gọi hắn một tiếng lão tổ tông. Ngô Thanh Sơn lời nói này để Ngô Cũng Đông trong con ngươi nghi hoặc càng thêm nồng nặc, mà Ngô Lực Doanh Phàm thì là một mặt bất mãn trừng lên Diệp Thần Phong. Hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong mới chỉ là thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, người như vậy có tư cách gì cùng hắn lão tổ tông Ngô Thanh Sơn ngang hàng tương giao. Diệp Thần Phong hiện tại quan tâm nhất chính là cái này bốn cái tinh văn trụ, những chuyện khác hắn cũng không rảnh đi nhiều để ý tới, hắn khoát tay áo một cái. Hắn tiếp tục đối với Ngô Thanh Sơn, nói ra, này bốn cây cột có thể cho ta mượn sao? Ngô Thanh Sơn không chút do dự nói ra, nếu tiểu huynh đệ ngươi thích hoan này bốn cây cột. Như vậy này bốn cây cột sẽ đưa cho tiểu huynh đệ ngươi đi. Năm đó này bốn cây cột chính là Ngô Thanh Sơn ra ra phát hiện. Ngô Thanh Sơn ra ra phát hiện này bốn cây cột thời điểm. Này bốn cây cột chính là chìm ở biển rộng chỗ sâu. Nguyên bản Ngô Thanh Sơn ra ra cho rằng này bốn cây cột là bảo vật gì. Nhưng nghiên cứu hơn nửa đời người cũng không có nghiên cứu ra nguyên cớ đến. Sau đó này bốn cây cột liền càng ngày càng không bị Lạc Nhật đảo người coi trọng,
cho tới hôm nay thẳng thắn đặt ở Ngô phủ cửa lớn cho rằng bãi thiết, bởi vì mỗi đến tối, này bốn cây cột thượng nhật nguyệt tinh thần đồ án liền sẽ tự mình sáng lên, khiến người ta nhìn qua ngược lại cũng vui tai vui mắt. Ngô Thanh Sơn cũng không nhận ra này bốn cây cột sẽ là cái gì bảo vật. Bằng không năm đó ra ra hắn sớm đã đem này bốn cây cột chỗ bất phàm nghiên cứu ra được, cho nên, Ngô Thanh Sơn thanh này bốn cây cột đưa cho Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn căn bản là xem thường. Khi nghe đến Ngô Thanh Sơn lời nói sau, Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ lóe lên, hắn trực tiếp thanh bốn cái tinh văn trụ thu nhập trong nhẫn chứa đồ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn bố trí tinh thần đấu chuyển trận. Tiểu gia hỏa, người đầu tiên nhất định muốn tìm đầy đủ yên tĩnh cùng rộng rãi địa phương, tại đem ngôi sao đấu chuyển trận bố trí sau khi thành công, này có thể để cho ngươi trở về thế tục giới 5 ngày. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Ngô Thanh Sơn tại một tháng sau mới sẽ độc phát, làm lỡ 5 ngày, đây đối với Ngô Thanh Sơn đến nói không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên, Diệp Thần Phong nói ra, Ngô lão ca, ngươi có thể hay không tìm cho ta cái yên tĩnh lại rộng rãi địa phương. Ta cảm giác thực lực của ta thật giống yếu đột phá, ngươi cho ta 5 ngày, sau 5 ngày, ta lập tức giúp ngươi hóa giải trong cơ thể độc tố. Ngô Thanh Sơn trên mặt không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, 5 ngày hắn vẫn là chờ nổi, hắn đem Diệp Thần Phong dẫn tới Ngô phủ bên trong một cái sân bên trong, cái sân này vô cùng rộng rãi, tại trong nhà còn có một giữa tinh xảo phòng ốc. Ngoại trừ Bạch Tiểu Nhu lưu lại bên ngoài, những người còn lại đều rời khỏi chỗ này sân. Ở những người khác đều sau khi rời đi, Diệp Thần Phong lập tức đem sân môn cho nhốt lại rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem bên cạnh Bạch Tiểu Nhu, nói ra Tiểu Nhu, ta sau đó yếu bố trí một cái trận pháp, ta khả năng sẽ rời đi 5 ngày, bất quá tại trong vòng 5 ngày ta nhất định sẽ trở lại. Bạch Tiểu Nhu nghe được Diệp Thần Phong yếu bố trí trận pháp, trên mặt nàng vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nói ra, Diệp Đại ca, ta giúp ngươi hộ pháp. Ta tuyệt đối sẽ không khiến người ta quấy rầy đến ngươi. Diệp Thần Phong gật gật đầu sau, trong đầu hắn lần thứ hai vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, bốn cái tinh văn trụ dựng đứng tại sân nhỏ bốn cái trong góc. Bố trí tinh thần đấu chuyển trận ngoại trừ yêu cầu tinh văn trụ ở ngoài, còn cần 200.000 khối linh thạch thượng phẩm phụ trợ. 200.000 linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận ngạc nhiên, hỏi, lão Bạch. Ngươi không có nói sai đâu. Bố trí tinh thần đấu chuyển trận còn cần 200.000 khối linh thạch thượng phẩm. Lần trước truyền tin về thế tục giới thời điểm, không phải mới dùng 5.000 khối linh thạch thượng phẩm sao? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh không vui nói, tiểu gia hỏa, lần trước chỉ là truyền vài chữ đến thế tục giới mà thôi, lần này là đem ngươi cả người truyền quay lại thế tục giới, giữa hai người này có thể đánh đồng với nhau sao? Cũng may Diệp Thần Phong lúc trước vơ vét huyết hồn tộc bảo khố, 200.000 khối linh thạch thượng phẩm đối với hắn mà nói vẫn là chút lòng thành. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, ta sau đó trước tiên ở ngươi trong đầu sắp sửa bố trí tinh thần đấu chuyển trận biểu thị một lần, này tinh thần đấu chuyển trận tại bố trí hoàn thành sau, ngươi nhất định phải đem bổn mạng của mình tinh huyết truyền vào trong mắt trận, cũng chỉ có như vậy mới có thể mở ra trận pháp này. Khi ngươi trở về thế tục giới sau, ngươi nhất định muốn tại trong vòng 5 ngày, tại thế tục giới bố trí một cái giống nhau trận pháp, đương nhiên ngươi tại thế tục giới bố trí trận pháp không cần tinh văn trụ cùng tại trong mắt trận truyền vào bản mệnh tinh huyết được rồi. Chỉ cần ngươi tại thế tục giới mở ra trận pháp, địa huyền giới bên này trận pháp liền sẽ cảm ứng được, đồng thời lần nữa mở ra tinh thần con đường cho ngươi trở về bên này. Nếu như ngươi tại trong vòng 5 ngày chưa có trở về, như vậy trong mắt trận bản mệnh tinh huyết liền sẽ tán loạn, người hẳn phải biết bản mệnh tinh huyết đối với người tu luyện tầm quan trọng a. Một khi bổn mệnh tinh huyết của ngươi tán loạn, ngươi e sợ chỉ có một con đường chết. Cho nên, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại ngươi đến thế tục giới sau, trong vòng 5 ngày ngươi nhất định muốn lần nữa trở về địa huyền giới đến, chờ ngươi về sau có đủ thực lực sau, ngươi là có thể đem thân nhân của ngươi toàn bộ nhận được địa huyền giới đến rồi. Này tinh thần đấu chuyển trận chỉ có thể làm cho ngươi và người nhà của ngươi tạm thời gặp mặt một lần. Chương 1473, Thế tục giới nguy cơ. Màn đêm chậm lại, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Bốn cái tráng kiện tinh văn trụ dựng đứng ở sân nhỏ bốn góc, này bốn cái tinh văn trụ tạo thành một cái hình chữ nhật. Tại tinh văn trụ bên trên có khắc họa nhật nguyệt tinh thần đồ án, tại hắc ám phủ xuống trong nháy mắt.
này bốn cái tinh văn trụ liền sáng lên lóe lên ánh sáng. Diệp Thần Phong trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 200.000 linh thạch thượng phẩm, tại đại khái biết một chút tinh thần đấu chuyển trận bố trí phương pháp sau, Diệp Thần Phong một bên nghe bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh chỉ huy, hắn một bên cực kỳ chuyên tâm bắt đầu bố trí lên trận pháp. Này tinh thần đấu chuyển trận bố trí phương thức phi thường đặc thù, toàn bộ trận pháp chính là lấy vô số ngôi sao phương thức sắp xếp tạo thành, có thể nói này tinh thần đấu chuyển trận là từ tự nhiên pháp tắc bên trong diễn biến mà đến. Bố trí tinh thần đấu chuyển trận quá trình nhất định muốn vô cùng cẩn thận, dù sao trận pháp này là dùng để truyền tống Diệp Thần Phong, nếu như trong đó có người nào bước đi sai lầm lời nói, như vậy Diệp Thần Phong rất có thể tại truyền tống trong quá trình sẽ chết tại kẽ hở không gian bên trong. Từng khối linh thạch thượng phẩm tại tinh văn trụ tạo thành hình chữ nhật bên trong nhanh chóng hợp thành nhật nguyệt tinh thần phương thức sắp xếp, Diệp Thần Phong giờ khắc này trong lòng không có bất kỳ một tia tạp niệm. Trong đầu chỉ là không ngừng vang lên bóng trắng người chỉ huy âm thanh. Muốn dùng 200.000 linh thạch thượng phẩm bố trí một cái trận pháp, có thể nói trận pháp này tuyệt đối là hao tổn tâm thần, Diệp Thần Phong trọn vẹn bỏ ra 7 tiếng, hắn mới đem ngôi sao đấu chuyển trận hoàn toàn bố trí hoàn thành, mà trên mặt hắn đã từ lâu che kín mồ hôi hột rồi, trong miệng hơi có chút thở hổn hển. Diệp Thần Phong liếc nhìn đứng ở trận pháp phía ngoài Bạch Tiểu Nhu, nói ra Tiểu Nhu. Nơi này liền giao cho ngươi, trong vòng 5 ngày này, tốt nhất đừng cho người tiến vào chỗ này sân nhỏ. Tại phân phó xong Bạch Tiểu Nhu sau, Diệp Thần Phong trong miệng chậm rãi nôn thở ra một hơi, trong lòng hỏi, yếu nhỏ vào bao nhiêu bản mệnh tinh huyết tiến vào trong mắt trận, này tinh thần đấu chuyển trận mới có thể mở ra. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, mỗi người cũng khác nhau, dù sao ngươi chỉ cần cứ việc hướng về trong mắt trận nhỏ vào bản mệnh tinh huyết là được rồi. Nghe vậy, Diệp Thần Phong trong lòng là một trận không nói gì, bất quá, hắn cũng không có tại rong giải cái gì. Hắn trực tiếp đem chính mình tay phải ngón trỏ cũng phá vỡ, trong gân mạch linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh, một giọt mang theo điểm một chút dòng máu màu vàng óng. Từ Diệp Thần Phong ngón trỏ trong vết thương tích nhập trong mắt trận, đang bước ra đệ nhất tích bản mệnh tinh huyết sau, Diệp Thần Phong sắc mặt lập tức có vẻ hơi tái nhợt. Này bản mệnh tinh huyết chính là người tu luyện huyết dịch tinh hoa, đồng dạng là người tu luyện còn sống căn bản. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, chỉ sợ hắn trong cơ thể cũng tổng cộng không cao hơn 10 giọt bản mệnh tinh huyết. Tại thích nhập đệ nhất tích bản mệnh tinh huyết sau, chỉnh cái ngôi sao đấu chuyển trận căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thế là, Diệp Thần Phong chỉ có thể cắn răng tiếp tục cô đọng trong cơ thể mình bản mệnh tinh huyết. Giọt thứ hai bản mệnh tinh huyết tích nhập trong mắt trận. Giọt thứ ba bản mệnh tinh huyết tích nhập trong mắt trận. Thẳng đến giọt thứ năm bản mệnh tinh huyết nhỏ vào trong mắt trận sau đó chỉnh cái ngôi sao đấu chuyển trận vẫn là không phản ứng chút nào, mà Diệp Thần Phong sắc mặt đã trắng xanh một mảnh, trong đầu hắn cũng chóng mặt, trong lòng của hắn nói ra, lão Bạch, người chỉ huy ta bố trí trận pháp sẽ có hay không có vấn đề. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, nguyên bản không phản ứng chút nào mắt trận đột nhiên lóe lên một đạo hào quang màu đỏ. Luồng hào quang màu đỏ này bỗng nhiên biến thành từng cái rậm rạp chằng chịt hồng tuyến, những này hồng tuyến thông qua trên mặt đất linh thạch thượng phẩm, nhanh chóng tụ hợp vào sân nhỏ bên trong góc bốn cái tinh văn trụ thượng. Tại hồng tuyến tiến vào tinh văn trụ nháy mắt, bốn cái tinh văn trụ thượng ánh sáng đột nhiên tăng mạnh, Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được này bốn cái tinh văn trụ đang điên cuồng hấp thu trong bầu trời đêm tinh thần năng lượng. Tiểu gia hỏa, người trong đầu tận lực cẩn thận nghĩ chính mình địa phương muốn đi cùng với phương vị. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nhắc nhở. Diệp Thần Phong trong đầu lập tức tiến vào minh tưởng, hắn đại khái có thể phán đoán ra thế tục giới cụ thể phương vị. Tại Diệp Thần Phong minh tưởng thời điểm. Bốn cái tinh văn trụ thượng ánh sáng trực tiếp đem toàn bộ tinh thần đấu chuyển trận bao trùm lại rồi. Oanh, một tiếng. Một vệt màu trắng tia sáng chói mắt đột nhiên phóng lên trời, đem mảnh này bầu trời đêm ngắn ngủi chiếu dường như ban ngày bình thường sáng sủa. Tại màu trắng tia sáng chói mắt từ từ tản đi sau đó Diệp Thần Phong thân ảnh đã biến mất ở tinh thần đấu chuyển trong trận. Mà đồng thời tại bạch sắc tia sáng chói mắt phóng lên trời trong nháy mắt. Lạc Nhật Đảo Ngô người trong phủ hầu như đều cảm thấy này cỗ động tĩnh. Không bao lâu thời gian, Vân Tiên Tông Tả Đức Nguyên, Hà Mãn Dương Hòa Tả Phi Bạch đám người, cùng với Lạc Nhật Đảo Ngô Thanh Sơn, Ngô Cúng Đông cùng Ngô Lực Phàm bọn người xuất hiện tại Diệp Thần Phong sân bên ngoài.
Mà Bạch Tiểu Nhu cũng lập tức đi ra sân nhỏ, người thuận miệng nói ra, Diệp đại ca yếu bế quan 5 ngày, sau 5 ngày hắn liền sẽ đi thấy các ngươi. Ngô Lực Phàm lấy tư cách Lạc Nhật Đảo thiếu chủ, hắn nguyên bản là không sảng khoái Diệp Thần Phong cùng hắn lão tổ tông Ngô Thanh Sơn ngang hàng tương giao, hắn chả cũng không biết Diệp Thần Phong có thể hóa giải hắn lão tổ tông trong cơ thể độc tố đây. Hắn có chút bất mãn quát lên, vừa vặn tiểu tử kia ở bên trong giở trò quỷ gì. Chúng ta nhất định phải muốn vào xem một chút. Diệp đại ca nói rồi, hắn sau 5 ngày tự nhiên sẽ đi thấy các ngươi. Bạch Tiểu Nhu chắn cửa viện, người không chút nào đi ra ý tứ. Lạc Nhật Đảo lão tổ tông Ngô Thanh Sơn, hắn khoát tay áo một cái, nói ra, Lực Phàm, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, nếu Diệp huynh đệ nói rồi sau 5 ngày sẽ đến gặp chúng ta, như vậy chúng ta liền không nên ở chỗ này quấy rầy Diệp huynh đệ. Nói xong, Ngô Thanh Sơn liền cái thứ nhất rời khỏi, Ngô Cũng Đông cùng Ngô Lực Phàm cũng chỉ có thể đi theo rời đi, về phần Vân Tiên Tông người và Diệp Thần Phong quan hệ tương đối gần, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi quấy rầy Diệp Thần Phong được rồi. Mà từ Ngô Phủ trong nhà biến mất Diệp Thần Phong, hắn giờ khắc này thân ở một cái phi thường kỳ lạ trong không gian này phảng phất là một cái thẳng tắp thông đạo, hai bên trái phải cùng dưới bàn chân đều là hào quang bảy màu. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, đây chính là tinh thần con đường rồi, ngươi chỉ cần đi tới này tinh thần chi cuối đường, ngươi liền hẳn có thể thuận lợi đến thế tục giới rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi nắm chặt thời gian đi, này tinh thần con đường ta đoán chừng ngươi toàn lực đi đi, khả năng cũng phải hoa mắt đi khoảng 8 tiếng, lần này ngươi nhưng tổng cộng mới chỉ có 5 ngày. Khi nghe đến bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, Diệp Thần Phong trên mặt trắng xanh tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng hắn lập tức đem tốc độ tăng lên tới cao nhất, nhanh chóng tại tinh thần con đường bên trong chạy hết tốc lực lên. Cùng lúc đó, thế tục giới, phong vệ doanh bên trong. Lúc này trời đã bắt đầu phát sáng lên. Phong vệ doanh bên ngoài được một tầng năng lượng màu trắng chiếu sáng cho bao trùm rồi, hẳn là có người mở ra phong vệ doanh bên trong hắc vẫn phòng ngự trận. Này hắc vẫn phòng ngự trận vẫn là lúc trước Diệp Thần Phong tự tay bố trí đây. Diệp Thần Phong đâu này? Diệp Thần Phong ở nơi nào? Lập tức để Diệp Thần Phong lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ta Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần trở về rồi, lần này ta xem ai còn có thể chống đỡ được ta. Tại phong vệ doanh bên ngoài, một người trung niên trong miệng nam nhân tức giận rít gào, trên người hắn tản ra khí thế kinh người. Này không phải là lúc trước Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần sao? Lúc đó Diệp Thần Phong đang sử dụng cuối cùng linh hồn lực mới đưa Nghiêm Phi Trần thân thể bạo, chỉ để lại một viên Nghiêm Phi Trần đầu lâu, vào lúc đó Diệp Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ nhất thời mềm lòng, hắn để lại Nghiêm Phi Trần một viên hoàn chỉnh đầu, dưới cái nhìn của hắn lúc trước Nghiêm Phi Trần đã chết không thể chết lại. Mà lúc đó tại Diệp Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Phó Minh chủ Lâm Khang Thắng đám người mang theo Diệp Thần Phong lúc rời đi, ai cũng không phát hiện nằm ở trên mặt đất Nghiêm Phi Trần đầu chính mình chuyển nhúc nhích một chút, trên mặt của hắn chả hiện lên một vệt nụ cười quái dị. Kỳ thực, này Nghiêm Phi Trần đối thân thể của mình đã sớm trải qua cải tạo, chỉ cần đầu của hắn không bị hủy diệt, là hắn có thể đủ lợi dụng các loại kim loại đến gây dựng lại thân thể của mình, nói cách khác đầu mới là Nghiêm Phi Trần hạch tâm. Mà khoảng thời gian này Nghiêm Phi Trần một mực tại gây dựng lại thân thể của mình. Đồng thời nghĩ tất cả biện pháp đến tăng lên chính mình thực lực, hắn thực lực hôm nay rất xa đã vượt qua thần cấp đỉnh phong linh hồn lực rồi, hắn hiện tại hoàn toàn chắc chắn giết Diệp Thần Phong rồi, cho nên, hắn đến phong vệ doanh chuẩn bị báo thù. Nghiêm Phi Trần chuẩn bị tại giết sạch rồi phong vệ doanh người bên trong sau, hắn sẽ chậm rãi thực hiện hắn thống trị toàn thế giới dã tâm. Nghiêm Phi Trần trong lòng muốn giết nhất chết không thể nghi ngờ là Diệp Thần Phong rồi. Lúc trước nếu không phải Diệp Thần Phong xuất hiện, Diệp Thần Phong từng bước một tan rã rồi hắn Thiên Minh, chỉ sợ hắn Thiên Minh hiện tại đã thống trị toàn thế giới rồi. Chương 1474, Thế giới thứ nhất. Một vầng mặt trời từ đông phương từ từ được đưa lên, noãn rung rung ánh mặt trời vung vãi đại địa. Thế tục giới, phong vệ doanh thao luyện trên sân. Nơi này là lúc trước Diệp Thần Phong bố trí hắc vẫn phòng ngự trận địa phương, giờ khắc này. Phong vệ doanh bên trong người toàn bộ tụ tập đến khu này thao luyện trên sân, trong đó có Diệp Thần Phong gia gia Diệp Trấn Hồng, Vũ Hiểu Phỉ gia gia Vũ An Quốc, Bạch Tuyết Linh gia gia Trắng Hồng Phương, về phần còn lại Hoa Hạ Quốc lão gia tử nhóm, tại lúc trước Thiên Minh bị diệt sau đó bọn hắn đều từ từ chuyển ra phong vệ doanh.
Ở đây ngoại trừ ba vị này lão gia tử bên ngoài, còn có Diệp Thiên Minh minh chủ Thẩm Kinh Vũ, phó minh chủ Lâm Khang Thắng, lúc trước cùng Diệp Thần Phong đồng thời trải qua nhiều lần sống còn Diệp Thiên Minh Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn. Đương nhiên Diệp Thần Phong cha mẹ của Diệp Đông Hoa, Tôn Mỹ Cầm, tiểu thúc Diệp Đông Kiện cùng Diệp Thần Phong nữ nhân Vũ Hiểu Phỉ các nàng cũng đều tại. Trong này thực lực cường hãn nhất phải kể tới Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng rồi, thực lực của hai người bọn họ đều tại thần cấp sơ kỳ linh hồn lực, lúc trước vẫn là Diệp Thần Phong giúp Lâm Khang Thắng đột phá đến thần cấp linh hồn lực đây này. Này Hắc Vân phòng ngự trận tổng cộng có 8 cái mắt trận, Thẩm Kinh Vũ cuồn cuộn không đoạn đem linh hồn lực của mình truyền vào trong mắt trận, mà Lâm Khang Thắng thì bàn tay chặn lại Thẩm Kinh Vũ sau lưng, hắn không ngừng đem trong cơ thể mình linh hồn lực rót vào đến Thẩm Kinh Vũ trong cơ thể. Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần đã tại phòng vệ doanh bên ngoài hơn 7 giờ rồi, cũng may phòng vệ doanh phòng ngự thiết bị vô cùng tân tiến, tại Nghiêm Phi Trần vẫn không có tới gần phòng vệ doanh thời điểm, phòng vệ doanh bên trong thành viên liền phát hiện Nghiêm Phi Trần hành tung, này mới khiến Thẩm Kinh Vũ ngay đầu tiên mở ra Hắc Vẫn phòng ngự trận. Tại phòng vệ doanh thao luyện thượng thụ lập một khối to lớn tinh thể lỏng màn, khối này tinh thể lỏng màn trong hình ảnh rõ ràng là phòng vệ doanh phía ngoài cảnh tượng. Ở đây ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm tinh thể lỏng màn bên trong Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần. Này Nghiêm Phi Trần cách mỗi mấy phút đồng hồ, hắn liền sẽ đối bao phủ lại phòng vệ doanh năng lượng màu trắng lồng ánh sáng triển khai mở một lần công kích, mỗi lần tại sắp đem năng lượng lồng ánh sáng phá vỡ thời điểm. Này Nghiêm Phi Trần liền sẽ lập tức ngừng tay, hắn giống như là đang đùa mèo vờn chuột trò chơi, tại nhanh phải bắt được con chuột thời điểm, hắn liền sẽ cố ý thả con chuột chạy mất, sau đó đang nhanh chóng đuổi tới, như thế không đoạn tuần hoàn. Nghiêm Phi Trần không thể nghi ngờ là muốn cho phòng vệ doanh bên trong tất cả mọi người rơi vào vô tận trong tuyệt vọng. Đứng ở phòng vệ doanh phía ngoài Nghiêm Phi Trần, hắn liếc nhìn giữa bầu trời thật cao bay lên Thái Dương, khóe miệng hắn nứt ra một đạo uy nghiêm đáng sợ nụ cười, con trai của hắn được Diệp Thần Phong giết đi. Hắn Thiên Minh được Diệp Thần Phong làm hỏng, liền ngay cả chính hắn cũng thiếu chút nữa chết ở Diệp Thần Phong trên tay, hắn đối Diệp Thần Phong là hận thấu xương rồi. Nghiêm Phi Trần uốn éo nhúc nhích một chút cổ tay, hắn quát lên, trò chơi thời gian kết thúc. Các ngươi chỉ là tại vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Còn có, Diệp Thần Phong, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra tới đánh với ta một trận. Này Nghiêm Phi Trần cũng không biết Diệp Thần Phong bây giờ không ở thế tục giới sự tình. Mà phong vệ doanh thao luyện trên sân Diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng phó Minh chủ Lâm Khang Thắng, bọn hắn khi nghe đến Nghiêm Phi Trần lời nói sau, hai người bọn họ sắc mặt khẽ thay đổi. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Nghiêm Phi Trần rõ ràng sẽ còn sống. Hơn nữa Nghiêm Phi Trần thực lực hôm nay so với lúc trước càng thêm cường hãn, tại Thẩm Kinh Vũ bọn hắn xem ra coi như là lúc trước thi triển cuối cùng linh hồn lực Diệp Thần Phong. E sợ cũng không phải là bây giờ Nghiêm Phi Trần đối thủ rồi. Không tốt, phàm là có linh hồn lực người đều đến giúp ta một tay. Thẩm Kinh Vũ biết Nghiêm Phi Trần yếu quyết tâm được rồi. Nếu để cho Nghiêm Phi Trần phá tan Hắc Vẫn phòng ngự trận lời nói, e sợ tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ bị giết chết. Tại Thẩm Kinh Vũ tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, con trai của hắn Thẩm Minh Hiên trước tiên dùng bàn tay chặn lại Lâm Khang Thắng sau lưng, thông qua đem linh hồn lực rót vào đến Lâm Khang Thắng trong cơ thể, lúc sau Lâm Khang Thắng đem linh hồn lực truyền vào Thẩm Kinh Vũ trong cơ thể. Tại Thẩm Minh Hiên chặn lại Lâm Khang Thắng sau lưng lúc, Trình Đại Hổ, Tiêu Lập Viễn cùng Diệp Đông Kiện, cùng với ở đây phong vệ doanh bên trong thành viên, bọn hắn dồn dập lần lượt nhận đi tới, bọn hắn dồn dập đem trong cơ thể linh hồn lực hướng về Thẩm Kinh Vũ trong thân thể truyền. Thẩm Kinh Vũ khi chiếm được ở đây tất cả mọi người linh hồn lực chống đỡ sau, hắn truyền vào trong mắt trận linh hồn lực trở nên càng thêm nồng nặc, mà bao phủ lại phong vệ doanh năng lượng lồng ánh sáng cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Mà đứng tại phong vệ doanh phía ngoài Nghiêm Phi Trần, hắn đang nhìn đến ngưng thật mấy phần năng lượng lồng ánh sáng sau đó khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười khinh thường, hắn lạnh nói các ngươi liền chút thực lực này sao? Chỉ bằng chút thực lực này các ngươi muốn chặn ở công kích của ta. Các ngươi quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, kế tiếp ta Nghiêm Phi Trần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghiêm Phi Trần dưới chân bước chân đột nhiên bước ra một bước, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, trên mặt đất không có ao hãm đi xuống. Thế nhưng lấy Nghiêm Phi Trần làm trung tâm 1.000 mét trong vòng mặt đất dĩ nhiên kịch liệt rung động chuyển động, bởi vậy có thể thấy được Nghiêm Phi Trần một cước này bên trong power lớn đến mức nào rồi.
Nghiêm Phi Trần hai vai bỗng nhiên run lên, hắn khí thế trên người giống như là thủy triều tăng cao, khóe miệng hắn nụ cười càng ngày càng thịnh vượng, cả người giống như một đầu nằm dạp đã lâu mãnh thú, hắn hai nắm đấm khí thế như hồng hướng lên trước mặt năng lượng lồng ánh sáng đập xuống. Ầm. Một tiếng, tại Nghiêm Phi Trần song quyền nện ở năng lượng trên màn hào quang trong nháy mắt, hắn cái kia một đôi nắm đấm bên trong bắn ra vô cùng mênh mông năng lượng. Nguồn năng lượng này trong nháy mắt trải rộng toàn bộ năng lượng lồng ánh sáng, sát theo đó, trong không khí lập tức vang lên két. Két, két. Thanh âm, lại là oanh. Một tiếng, bao phủ lại toàn bộ phòng vệ doanh năng lượng lồng ánh sáng trong nháy mắt được Nghiêm Phi Trần cho phá đi. Mà ở năng lượng lồng ánh sáng bị phá đi đồng thời. Thao luyện trên sân Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đám người, bọn hắn trong miệng dồn dập phun suốt một ngụm máu tươi. Hắc Sa phòng ngự trận bị phá đi, trận pháp này lực phản chấn ngoại trừ Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng có thể miễn cưỡng chống đối bên ngoài, còn lại vừa vặn tự cấp Thẩm Kinh Vũ vận chuyển linh hồn lực người, bọn hắn từng cái toàn bộ té lăn quay trên mặt đất, thân sức mạnh trong cơ thể cơ hồ bị hút hết, căn bản vô pháp từ mặt đất đứng lên rồi. Trần Tư Vũ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh ba người nữ nhân này trong lòng phân biệt ôm một đứa bé, này ba cái hài chính là con trai của Diệp Thần Phong Diệp Phàm cùng Diệp Phong. Cùng với nữ nhi của hắn Diệp Linh rồi. Trong đó Diệp Phàm đã hoàn toàn học biết đi đường rồi, trong miệng hắn hội nói đơn giản mấy lời rồi, mà Diệp Phong cùng Diệp Linh mới vừa vặn hội lung la lung lay tiêu sái đường, trong miệng chả không cách nào rõ ràng nói chuyện đây. Này ba cái giám hài đang nhìn đến thao luyện trên sân rất nhiều mọi người ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó bọn hắn bắt đầu ở mẹ mình trong lồng ngực giãy giụa. Mà chính lúc thời điểm này, Nghiêm Phi Trần thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại thao luyện trên sân, Nghiêm Phi Trần đứng ở Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trước mặt, hắn cười lạnh nói, Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng, chúng ta lại gặp mặt, có phải hay không các người cho rằng cả đời cũng sẽ không nhìn thấy ta? Các người khẳng định không nghĩ tới ta Nghiêm Phi Trần sinh mệnh lực hội ngoan cường như vậy à? Nghiêm Phi Trần đối với ngã trên mặt đất người không quan tâm chút nào, hắn chỉ muốn đem Diệp Thần Phong người thân toàn bộ giết sạch. Hơn nữa yếu trước mặt Diệp Thần Phong, hắn miệng quát, Diệp Thần Phong đâu này? Nhanh bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Đồng dạng chịu đến lực phản chấn Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, hai người bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng đứng đấy đây. Bên trong cơ thể của bọn họ đồng thời để dâng lên thần cấp sơ kỳ linh hồn lực, Thẩm Kinh Vũ quát lên, Nghiêm Phi Trần, người đã có thể sống lại đây, ta không nghĩ tới người chả sẽ như thế u mê không tỉnh, như vậy chỉ biết hủy tính mạng của ngươi. .vn Nghiêm Phi Trần khinh thường nói, chỉ bằng hai người các ngươi. Hiện tại coi như là Diệp Thần Phong ta cũng không coi vào đâu, ở trên thế giới này không có ai sẽ là ta Nghiêm Phi Trần đối thủ rồi. Ta Nghiêm Phi Trần chính là đệ nhất thế giới, ta muốn để toàn thế giới tất cả mọi người thần phục với ta Nghiêm Phi Trần. Tại Nghiêm Phi Trần phá tan hắc vẫn phòng ngự trận, tiến vào phòng vệ doanh bên trong thời điểm. Thân ở tinh thần con đường bên trong Diệp Thần Phong. Hắn cũng bằng tốc độ nhanh nhất chạy hết tốc lực yếu tiếp cận 8 giờ rồi, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một đạo hào quang màu trắng, hắn biết luồng hào quang màu trắng kia phải là tinh thần chi cuối đường rồi, chỉ muốn xông ra luồng hào quang màu trắng kia, hắn thì có thể trở về thế tục giới, trở về phong vệ doanh rồi, trong lòng của hắn đã là có phần không kịp chờ đợi rồi, dưới chân xù dù lại không khỏi thêm nhanh hơn một chút. Diệp Thần Phong bây giờ chả không biết thế tục giới phong vệ doanh chính diện lâm một hồi nguy cơ sống còn, chàng nguy cơ này chỉ có hắn mới có thể hóa giải. Chương 1475, ta Diệp Thần Phong trở về rồi. Giữa bầu trời rơi xuống dưới ánh mặt trời càng ngày càng nóng bức rồi, vừa vặn nơi phong vệ doanh bên trong người nhưng lại ngay cả một tia ấm áp cũng không cảm giác được lần thứ hai sống lại thiên minh minh chủ Nghiêm Phi Trần, thực lực của hắn quá mức cường hãn. Hắn lấy sức lực của một người liền phá tan rồi hắc vẫn phòng ngự trận, bây giờ phong vệ doanh bên trong phần lớn người toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi rồi, còn dư lại chỉ có Diệp Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, cùng với hầu như không có sức chiến đấu Diệp Trấn Hồng các loại cả đám vẫn có thể. Đứng, Nghiêm Phi Trần tại phong vệ doanh thao luyện trên sân nhìn chung quanh một vòng, hắn đồng thời đem trong cơ thể linh hồn lực phóng thích ra ngoài, hắn cẩn thận cảm ứng một phen. Hắn không có tại đây phong vệ doanh bên trong cảm giác được Diệp Thần Phong tồn tại, này làm cho lông mày của hắn nhanh nhíu lại, trong miệng hắn giễu cợt nói, nếu Diệp Thần Phong muốn làm con rùa đen rút đầu, như vậy ta liền trước tiên từ từ đem thân nhân của hắn từng cái toàn bộ giết chết. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng nghe vậy,
hai người bọn họ không khỏi thay đổi sắc mặt, trên người hắn phun trào thần cấp sơ kỳ linh hồn lực, bọn hắn một tả một hữu đem Nghiêm Phi Trần cho vây lại rồi. Lâm Khang Thắng quát lên, Nghiêm Phi Trần, người trước đem hai chúng ta đánh bại lại nói. Nghiêm Phi Trần trong cổ họng phát ra một tiếng khinh miệt cười gằn, hắn nói ra, ta thực lực hôm nay rất xa vượt qua thần cấp linh hồn lực rồi, hai người các ngươi hiện tại liền cho ta xách giày tư cách cũng không có. Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, Nghiêm Phi Trần thân ảnh bỗng nhiên chuyển động, Nghiêm Phi Trần tốc độ quá nhanh rồi, cho tới Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đều phản ứng không kịp nữa. Nghiêm Phi Trần thân ảnh liền trong nháy mắt tới gần Lâm Khang Thắng, quả đấm của hắn không chút do dự hướng về Lâm Khang Thắng ngực đập xuống, tốc độ cùng sức mạnh đều phát vung tới cực hạn. Lâm Khang Thắng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Phi Trần quả đấm đánh vào trên lồng ngực của hắn rồi, lấy hắn bây giờ tốc độ hắn căn bản không tránh thoát một quyền này, thậm chí là liền xòe bàn tay ra đi chống đối cũng không làm được. Ầm, một tiếng, Nghiêm Phi Trần quả đấm đánh vào Lâm Khang Thắng trên ngực nháy mắt, răng rắc. Răng rắc, răng rắc, trong không khí trong nháy mắt vang lên tiếng xương gãy. Lâm Khang Thắng thân thể cong thành tôm hình dáng, sau đó, thân thể của hắn đột nhiên hướng về mặt sau bay ngược ra ngoài, trong miệng là điên cuồng đã tuôn ra tiên huyết. Oanh! Một tiếng, Lâm Khang Thắng thân thể nặng nề đụng vào thao luyện tràng bên phải một bức tường trên vách, ngược lại sụp xuống vách tường đem Lâm Khang Thắng thân thể đặt ở phía dưới. Mà ở Lâm Khang Thắng được Nghiêm Phi Trần đánh bay ra ngoài sau. Một bên Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ, hắn cuối cùng là tỉnh táo lại, hắn nhìn xem lưng đối với mình Nghiêm Phi Trần, hắn đem trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực hạn. Hắn một quyền hướng về Nghiêm Phi Trần sau lưng thượng đập xuống rồi. Nhưng Nghiêm Phi Trần sau lưng thượng phảng phất là dài ra ánh mắt, thân thể của hắn hướng về bên cạnh vi vi một bên, hắn nhẹ nhõm tránh qua Thẩm Kinh Vũ dùng hết toàn lực một quyền, bất quá, hắn đang trốn mở Thẩm Kinh Vũ một quyền này đồng thời. Hắn một cước nhanh chóng hướng về Thẩm Kinh Vũ trên bụng đá tới. Ầm, một tiếng, Thẩm Kinh Vũ trên bụng đột nhiên tuôn ra một đám mưa máu, thân thể của hắn cũng hướng về Lâm Khang Thắng phương hướng bay ngược ra ngoài, hắn té lăn quay vừa vặn sụp đổ vách tường bên. Được đặt ở dưới vách tường Lâm Khang Thắng, hắn phí sức từ tấm gạch dưới bỏ đi ra, hắn xuất hiện tại toàn bộ người dường như được mấy chục chiếc xe lửa đụng đánh bình thường ngực xương hầu như toàn bộ đứt gãy. Hắn không cách nào nữa từ mặt đất đứng lên rồi. Mà ngã sấp xuống tại Lâm Khang Thắng bên cạnh Thẩm Kinh Vũ. Tình huống của hắn không có so với Lâm Khang Thắng tốt hơn chỗ nào. Giờ khắc này bên trong thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới kịch liệt xung kích. Chỉ cần thân thể của hắn hơi động, trong miệng của hắn liền sẽ không tự chủ tuôn ra tiên huyết đến. Nghiêm Phi Trần khinh thường nhìn xem ngã trên mặt đất không cách nào đứng lên Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng. Hắn nói ra ta có thể có được bây giờ loại sức mạnh này. Này còn cần cảm ơn các ngươi cùng Diệp Thần Phong cái nhỏ rác rưởi, ta không nghĩ tới tại gây dựng lại thân thể sau, sức mạnh của ta hội rất xa đã vượt qua thần cấp linh hồn lực. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng bọn họ dù như thế nào cũng không làm được rồi, bọn hắn cảm thụ Nghiêm Phi Trần trong cơ thể mãnh liệt thật khí thế, trong lòng bọn họ từ từ bị tuyệt vọng cho lấp đầy. Mà còn lại nằm trên đất đồng dạng không cách nào đứng lên Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ, Tiêu Lập Viễn cùng Diệp Đông Kiện đám người, bọn hắn từng cái không cam lòng mắt trợn tròn, bọn hắn nhưng là biết Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng thực lực, nhưng hôm nay Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trong tay Nghiêm Phi Trần dĩ nhiên trở nên không chịu được như thế một đòn. Này Nghiêm Phi Trần thực lực yếu có cỡ nào cường hãn? Bọn hắn biết có lẽ hiện tại cho dù Diệp Thần Phong xuất hiện, khả năng cũng không phải là Nghiêm Phi Trần đối thủ rồi. Nghiêm Phi Trần đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong nữ nhân Vũ Hiểu Phỉ các nàng, ánh mắt của hắn ngừng lưu tại Trần Tư Vũ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh ba người nữ nhân này trong lồng ngực. Hắn có nhiều ý vị nhìn xem Trần Tư Vũ trong ngực Diệp Phàm, Vũ Hiểu Phỉ trong ngực Diệp Phong cùng Bạch Tuyết Linh trong ngực Diệp Linh. Này ba cái phải là con trai của Diệp Thần Phong cùng nữ nhi chứ? Lúc trước hắn giết con trai của ta. Ta cũng muốn cho hắn nếm thử mất đi tử nữ thống khổ. Nghiêm Phi Trần bàn tay phải hướng về Vũ Hiểu Phỉ ba người giơ lên lên, từng luồng khí thế cường hãn từ trong bàn tay của hắn dâng lên, ở trước mặt của hắn xuất hiện từng thanh do năng lượng ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc. Sau đó, Nghiêm Phi Trần tiện tay vung lên, những này lưỡi dao sắc nhanh chóng hướng về Trần Tư Vũ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh lao đi rồi. Một bên Diệp Trấn Hồng, Vũ An Quốc cùng Trắng Hồng Phương ba vị này lão gia tử, bọn hắn thấy cảnh này sau,
bọn hắn căn bản vô pháp ngăn cản, mà mẫu thân của Diệp Thần Phong Tôn Mỹ Cầm trong miệng hô, không nên. Trần Tư Vũ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh ba người nữ nhân này, các nàng vào đúng lúc này cũng biến thành thất kinh lên, về phần Diệp Thần Phong những nữ nhân khác Đường Hân cùng Ninh Vũ Đình đám người, các nàng cũng hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Mà ngay tại lúc này, Trần Tư Vũ trong ngực Diệp Phàm, Vũ Hiểu Phỉ trong ngực Diệp Phong cùng Bạch Tuyết Linh trong ngực Diệp Linh, này ba tên tiểu gia hỏa đột nhiên từ mẹ mình trong lồng ngực tránh thoát đi ra. Diệp Phàm vững vàng đứng ở trên mặt đất, Diệp Phong cùng Diệp Linh là lung la lung lay mới trên mặt đất đứng vững vàng, trong miệng hội nói đơn giản đâu Diệp Phàm, hắn ấu trí khuôn mặt lộ ra bất mãn cùng phẫn nộ, hắn hai cái thật nhỏ cánh tay nhanh chóng giơ lên, trong miệng nói ra, người xấu, ngươi là người xấu đều đáng chết. Chả sẽ không nói chuyện Diệp Phong cùng Diệp Linh, hai người bọn họ cũng học Diệp Phàm nâng lên cánh tay của mình, Diệp Phàm trên người chợt bộc phát ra tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực, Diệp Phong cùng Diệp Linh trên người bạo phát ra tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực, ở trước mặt của bọn họ nhất thời tạo thành một mặt năng lượng lồng ánh sáng. Oanh! Một tiếng, từng thanh lưỡi dao sắc một mạch đánh vào năng lượng trên màn hào quang, cũng may vừa vặn Nghiêm Phi Trần không có cảm giác xem xét đến Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh bất đồng. Hắn vừa vặn một chiêu liền 1/10 sức mạnh cũng không có triển khai ra, Diệp Phàm năng lượng của bọn họ lồng ánh sáng vừa vặn đem hết thảy lưỡi dao sắc đều chống đỡ cản lại. Tại năng lượng lồng ánh sáng tán loạn sau đó Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn trên trán toát ra đầy mồ hôi hột, dưới chân bước chân một cái không đứng vững, ba người bọn hắn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, xem ra vừa vặn đỡ Nghiêm Phi Trần một chiêu kia. Đây đã tiêu hao hết này ba tên tiểu gia hỏa toàn lực. Nghiêm Phi Trần tại cảm giác được Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh thực lực sau, hắn khuôn mặt lộ ra càng thêm điên cuồng nụ cười, thật không ngờ tuổi liền có thực lực như vậy. Xem ra con trai của Diệp Thần Phong cùng con gái quả nhiên không thể khinh thường, bất quá, Kim Thiên nhất định là giờ chết của bọn họ rồi, bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành. Mà đang ở Diệp Phàm ba người đã ngăn được Nghiêm Phi Trần một chiêu thời điểm. Thân ở tinh thần con đường bên trong Diệp Thần Phong, hắn cuối cùng là đã tới tinh thần chi cuối đường rồi, hắn nhìn xem phía trước mặt ánh sáng màu trắng, hắn không chút do dự xông ra ngoài. Mà khi Diệp Thần Phong lao ra ánh sáng màu trắng thời điểm, trong lòng của hắn trực tiếp gọi mắng lên, này tinh thần cuối đường đầu cửa ra vào, dĩ nhiên cũng là tại trên bầu trời, lần trước Diệp Thần Phong xé rách hư không đồng dạng là từ giữa không trung đi ra ngoài. Này làm cho Diệp Thần Phong cảm thấy Lão Bạch cùng Lão Hắc thật sự là quá không đáng tin cậy. Cũng may Diệp Thần Phong biết phi hành chiến kỹ linh khí vũ dực, trong cơ thể hắn linh khí nhanh chóng hướng về trên lưng dâng tới, hai con cánh chim màu xanh lam đột nhiên từ Diệp Thần Phong sau lưng thượng kéo dài ra. Tại linh khí vũ dực triển khai ra sau, Diệp Thần Phong nhất thời ngừng lưu ở giữa không trung bên trong, hắn hướng về phía dưới nhìn tới rồi, hắn nhìn thấy phía dưới của mình dĩ nhiên tựu là thế tục giới phong vệ doanh. Xem ra này tinh thần đấu chuyển trận truyền tống xác suất chúng vẫn là vô cùng cao. Bởi Diệp Thần Phong giờ khắc này vị trí quá cao, hắn chỉ có thể nhìn thấy phong vệ doanh một cái đường viền, hắn chả không nhìn thấy phong vệ doanh bên trong cảnh tượng, thân thể của hắn một cái lao xuống, bóng người nhanh chóng hướng về phong vệ doanh bên trong bay đi, trong miệng hắn cười tự nói ta Diệp Thần Phong trở về rồi. Chương 1476, không tư cách làm đối thủ của ta. Theo Diệp Thần Phong ở trên bầu trời càng hàng càng thấp, hắn bắt đầu từ từ có thể nhìn rõ ràng phong vệ doanh trong cảnh tượng rồi, làm hắn nhìn thấy thao luyện trên sân ngã trên mặt đất người sau, làm hắn nhìn thấy đầy mặt khinh thường Nghiêm Phi Trần sau, Diệp Thần Phong trong lòng cùng gia nhân lập tức yếu đoàn tụ vui sướng biến mất rồi, lông mày của hắn là thật chặt nhíu lại, hắn không nghĩ tới Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần dĩ nhiên còn chưa chết. Diệp Thần Phong nhìn ra được trước mắt phong vệ doanh tình thế phi thường không ổn. Hắn lập tức nhanh chóng thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông, hắn trên lưng hai con linh khí vũ rực màu sắc trở nên càng thêm lam rồi, hắn lao xuống tốc độ trở nên càng tăng nhanh hơn rồi. Làm Diệp Thần Phong ở trên bầu trời nhanh chóng hạ thấp lúc. Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần bên trong thân thể mãnh liệt khí thế tràn ngập ra, trong cơ thể hắn luồng khí thế này trong nháy mắt đem trọn mảnh thao luyện tràng đều bao trùm lên rồi, tại luồng khí thế này chèn ép xuống, nguyên bản đứng đấy Diệp Trấn Hồng đám người. Bọn hắn không hẹn mà cùng té lăn quay trên mặt đất, bọn hắn không cách nào dựa vào sức mạnh của mình lại đứng lên rồi. Nghiêm Phi Trần bàn tay phải hướng về Diệp Phàm giơ lên, từ trong bàn tay của hắn trong nháy mắt sinh ra nhất cổ sức hút,
Diệp Phàm thân thể nhất thời hướng về Nghiêm Phi Trần thủ trưởng bay đi, Nghiêm Phi Trần thủ trưởng trực tiếp giữ ở Diệp Phàm cổ, hắn tâm tình không tệ quan sát Diệp Phàm, nói ra, dáng dấp ngược lại là đã cùng Diệp Thần Phong cái nhỏ rác rưởi có mấy phần rất giống rồi, muốn trách thì trách phụ thân của ngươi đi. Ai bảo phụ thân của ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu. Cái cổ bị trừ ở Diệp Phàm, bên trong thân thể của hắn căn bản không sử dụng ra được sức mạnh đến rồi. Mẹ của hắn Trần Tư Vũ một mực nói cho hắn, ba của hắn Diệp Thần Phong chính là một cái đại anh hùng, cho nên tại Diệp Phàm trong lòng ba của hắn là không cho phép bất luận người nào sỉ nhục. Diệp Phàm trong miệng trúc chắc quát lên, người xấu, người xấu này, ba ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiêm Phi Trần cười nói, ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ để cho ba ngươi cùng ngươi dưới đất đoàn tụ. Nghiêm Phi Trần tay phải giữ ở Diệp Phàm cổ, tay trái bỗng nhiên nắm thành quyền đầu. Một quyền bay thẳng đến Diệp Phàm đầu oanh kích mà đi, hắn là muốn đem Diệp Phàm đầu cho trực tiếp đánh bể. Mẫu thân của Diệp Phàm Trần Tư Vũ, người đồng dạng là được Nghiêm Phi Trần thật khí thế chèn ép té lăn quay trên mặt đất. Người đang nhìn đến con trai của chính mình Diệp Phàm lại muốn được Nghiêm Phi Trần cho tàn nhẫn đánh bể đầu, người liều mạng muốn từ mặt đất đứng lên, trong miệng khàn cả giọng quát lên, người dừng tay cho ta, người dừng tay cho ta. Cách đó không xa được Nghiêm Phi Trần công kích không cách nào đứng lên Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng. Hai người bọn họ trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ, bọn hắn cùng Diệp Phàm, Diệp Phong, Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa cảm tình tốt vô cùng. Bình thường chính là bọn họ hai cái lúc hướng dẫn này ba tên tiểu gia hỏa tu luyện. Lâm Khang Thắng gân xanh trên trán nổi lên quát lên, Nghiêm Phi Trần, ngươi quả thực không phải là người, ngươi cần thiết khó xử một đứa bé sao? Ở đây còn lại ngã xuống đất không dậy nổi Thẩm Minh Hiên cùng Diệp Đông Kiện đám người, bọn hắn từng cái trong con ngươi lửa giận bốc hơi, nhưng bọn họ căn bản không ngăn cản được bi kịch phát sinh, bọn hắn có phần không đành lòng thấy, bọn hắn sợ sệt nhìn thấy Diệp Phàm bị đánh bể đầu cảnh tượng. Nghiêm Phi Trần khi nghe đến Trần Tư Vũ đám người lời nói sau, nhìn thấy ở đây trên mặt tất cả mọi người phẫn nộ cùng thống khổ hỗn hợp biểu lộ, trong cổ họng hắn phát ra kích động tiếng cười. Quyền trái cách Diệp Phàm đầu càng ngày càng gần, trong miệng cười nói, hôm nay ta sẽ bồi các ngươi chậm rãi đùa, ta phải ở chỗ này đợi được Diệp Thần Phong xuất hiện. Được Nghiêm Phi Trần trói lại cái cổ Diệp Phàm, hắn mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ là đỏ lên một mảnh, trên mặt hắn cũng không hề vẻ sợ hãi, trái lại là một vẻ thuộc về chính hắn kiên định, cha nào con nấy, xem ra Diệp Phàm hoàn toàn là kế thừa phụ thân hắn Diệp Thần Phong tính cách. Mắt thấy Nghiêm Phi Trần quả đấm lập tức muốn bạo Diệp Phàm đầu, liều mạng cũng không cách nào từ dưới đất đứng lên Trần Tư Vũ, trên mặt nàng hoàn toàn bị nước mắt cho che kín. Trong miệng quát, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, đi chết đi. Liền ở Nghiêm Phi Trần quyền trái yếu đánh vào Diệp Phàm trên đầu lúc, từ trên bầu trời đột nhiên lao xuống một vệt bóng đen này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tựa như tia chớp. Tại Nghiêm Phi Trần chả chưa kịp phản ứng thời khắc, bóng đen này liền lướt qua Nghiêm Phi Trần trước mặt, Nghiêm Phi Trần chỉ cảm thấy tay phải không thừa. Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất ở trong tay hắn, mà bóng đen kia nhưng là đứng tại cách Nghiêm Phi Trần 10 mét địa phương xa, bóng đen này không phải là từ bầu trời bên trong lao xuống Diệp Thần Phong ma. Giờ khắc này Diệp Thần Phong trên lưng linh khí vũ dực đã thu hồi trong cơ thể, hắn trên lưng treo hắc huyền kiếm, trong lồng ngực ôm Diệp Phàm, trên mặt là từ cho bình tĩnh biểu lộ. Nói thật ra, bây giờ Diệp Thần Phong căn bản cũng không có thanh Nghiêm Phi Trần để ở trong mắt, hắn đã cảm giác ra Nghiêm Phi Trần thực lực, tuy rằng Nghiêm Phi Trần thực lực rất xa đã vượt qua thần cấp linh hồn lực, thế nhưng theo Diệp Thần Phong, bây giờ Nghiêm Phi Trần tối đa cũng giống như là thông linh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ mà thôi. Nhưng hôm nay Diệp Thần Phong đã không phải là lúc trước Diệp Thần Phong rồi, thực lực của hắn tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, cho nên ở trong mắt hắn Nghiêm Phi Trần quả thực là yếu đáng thương. Tất cả mọi người tại chỗ đang nhìn đến này bôi đen bóng dáng dấp sau, bọn hắn đều sửng sốt đại khái có mấy giây, sát theo đó, trên mặt bọn họ lập tức bắn ra thần sắc hưng phấn đến, trên mặt được nước mắt che kín Trần Tư Vũ, nàng nhìn thấy là Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện cứu Diệp Phàm, trong lòng nàng là thở phào nhẹ nhõm, hô Thần Phong, ngươi trở về rồi a hát. Diệp Thần Phong trong lồng ngực Diệp Phàm, hắn một đôi mắt to to mò nhìn Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong cũng nhìn xem Diệp Phàm. Lúc trước Diệp Thần Phong vẫn là nhìn xem Diệp Phàm sinh ra được, cho nên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Phàm. Diệp Phàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi hiện lên một vệt tiểu hài tử kích động,
hắn nói ra, ba ba, ngươi nhất định là ba ba. Diệp Thần Phong được Diệp Phàm kêu ba ba, hắn trong lúc nhất thời vẫn đúng là có chút ngượng ngùng đây. Hắn không có cùng tiểu hài tử chung đụng kinh nghiệm, hắn liếc nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất Diệp Phong cùng Diệp Linh, hắn biết hai cái này tiểu hài nhất định là Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh cho hắn sinh hài tử. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân khẽ động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Phong cùng Diệp Linh bên cạnh, hắn đem Diệp Phong cùng Diệp Linh đồng dạng là ôm vào trong lòng, hai thằng nhóc này cũng không có phản kháng, bọn hắn ngoan ngoãn được Diệp Thần Phong bế lên. Diệp Thần Phong nổi lên chốc lát mới lên tiếng, ba ba trở về rồi, ba ba sẽ không để cho các ngươi lại bị bắt nạt rồi. Trong đó chỉ có Diệp Phàm hội mở miệng nói chuyện, hắn chỉ vào Nghiêm Phi Trần, nói ra, ba ba, hắn là người xấu, hắn là người xấu. Nghiêm Phi Trần đồng dạng là từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Diệp Thần Phong dĩ nhiên không nhìn thẳng khí thế của hắn áp bức. Nhưng hắn tại Diệp Thần Phong trên người lại không có cảm giác xuất cường hãn sóng năng lượng. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong là khí thế nội liếm, cho nên ở đây bất luận người nào cũng cảm giác không ra trong cơ thể hắn vô cùng mênh mông năng lượng. Nghiêm Phi Trần trên mặt được vẻ âm trầm cho che kín, hắn quát lên, Diệp Thần Phong, người rốt cuộc không có ý định làm tiếp con rùa đen giúp đầu. Bất quá, người đã không làm con rùa đen giúp đầu, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết rồi. Nghiêm Phi Trần bên trong thân thể thật khí thế bão táp, hắn lúc trước đã suýt chút nữa chết trong tay Diệp Thần Phong một lần rồi, lúc này hắn cũng sẽ không tại cùng một nơi té ngã hai lần rồi. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đám người cảm thụ Nghiêm Phi Trần trong cơ thể tăng vọt thật khí thế, mà bọn hắn nhưng không có từ trên người Diệp Thần Phong cảm giác được cường hãn sóng năng lượng, bọn hắn lập tức từ Diệp Thần Phong trở về trong vui sướng thoát ly đi ra, Thẩm Kinh Vũ lớn tiếng nói Thần Phong. Nghiêm Phi Trần đã không phải là lúc trước Nghiêm Phi Trần rồi, thực lực của hắn rất xa vượt qua thần cấp linh hồn lực rồi. Thần Phong, ngươi còn có thể hay không thể sử dụng nữa cuối cùng linh hồn lực? Ngươi nhất định muốn sử xuất toàn lực tới đối phó Nghiêm Phi Trần. Lâm Khang Thắng cũng lập tức nhắc nhở, Nghiêm Phi Trần đối với Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng lời nói, trên mặt hắn hiện lên nụ cười đắc ý, hắn đối với Diệp Thần Phong nói ra, tiểu rác rưởi. Ngươi bây giờ còn có nắm chắc chiến thắng bây giờ ta sao? Diệp Thần Phong trong lồng ngực ôm Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, hắn đối với Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng nhắc nhở, trong lòng của hắn chỉ là cười cười một chút, mà đối với trước mặt liền cái chả là cái cóc khô gì Nghiêm Phi Trần, Diệp Thần Phong chả thật không để ý đến ý tứ. Nghiêm Phi Trần thấy Diệp Thần Phong không nhìn thẳng hắn, chỉ lo chọc cười trong ngực ba tên tiểu gia hỏa rồi. Này làm cho Nghiêm Phi Trần trong lòng là lên cơn giận dữ, hắn tức giận quát lên, Diệp Thần Phong, ngươi thay đổi, ngươi trở nên kiêu căng tự đại vọng rồi, sau đó ngươi thì sẽ biết ta và ngươi ở giữa chênh lệch to lớn rồi. Diệp Thần Phong rốt cục ngẩng đầu nhìn Nghiêm Phi Trần rồi, hắn tùy ý nhún nhún vai, trong miệng lãnh đạm nói, Nghiêm Phi Trần, ngươi bây giờ liền làm đối thủ của ta tư cách cũng không có. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi. Chương 1477, tuyệt đối nghiền ép. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, phong vệ doanh thao luyện trên sân bầu không khí nhất thời yên lặng 5 giây khoảng chừng. Ha ha ha. Sát theo đó, Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần trong cổ họng cười đến phóng đãng âm thanh phá vỡ phần này vắng lặng, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong câu nói này quả thực là buồn cười tới cực điểm. Hắn phi thường rõ ràng chính mình thực lực hôm nay, lần này hắn là tuyệt đối không thể lại trở thành bại tướng dưới tay Diệp Thần Phong rồi. Nghiêm Phi Trần khuôn mặt lộ ra đần độn vô vị biểu lộ đến, hắn lắc đầu nói ra, Diệp Thần Phong, không có tư cách làm đối thủ của ta người hẳn là ngươi, xem ra ngươi hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống bây giờ. Ta liền cho ngươi đến thật tốt hiểu rõ hiểu rõ. Nghiêm Phi Trần bên trong thân thể khí thế cường hãn phun trào. Hắn hai con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thần Phong, hắn muốn cho Diệp Thần Phong liền năng lực hoàn thủ cũng không có, hắn muốn cho Diệp Thần Phong ngông cuồng tự đại trả ra giá cao. Diệp Thần Phong trong lòng ôm Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh, hắn đối với Nghiêm Phi Trần lời nói là xì mũi coi thường, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn xem trong ngực ba tên tiểu gia hỏa, hỏi các ngươi muốn ba ba ta làm sao giáo huấn người xấu này. Sẽ không nói chuyện Diệp Phong cùng Diệp Linh trong miệng chỉ biết phát ra y y nha nha. Thanh âm, Diệp Phàm có phần chúc chắc nói, ba ba, người xấu đều đáng chết.
Thân thể bị nghiêm trọng thương thế Diệp Thiên Minh minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng phó minh chủ Lâm Khang Thắng, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong căn bản không có nghe ý kiến của mình, này để hai người bọn họ chau mày lên, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong rời đi mới mấy tháng lâu dài, tại ngắn như vậy trong một đoạn thời gian, Diệp Thần Phong thực lực có thể tăng cao đi nơi nào. Bọn hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong làm sao sẽ trở nên như vậy tự phụ. Thẩm Kinh Vũ cố nén bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ đau nhức, hắn nói ra, Thần Phong, ngươi ngàn vạn không thể chủ quan a hát, Nghiêm Phi Trần có thể lấy sức lực của một người phá tan Hắc Vẫn phòng ngự trận, lẽ nào này còn chưa thể nói rõ, hắn hôm nay đã triệt để đã nhận được lột xác rồi sao? Thần Phong, dụng tâm đối địch, trước tiên đem Tiểu Phàm ba người bọn hắn cho buông ra. Lâm Khang Thắng cũng lập tức nói ra, cách đó không xa đồng dạng nằm trên đất không cách nào đứng lên Diệp Đông Kiệt, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong tự phụ dáng dấp sau, bọn hắn cũng từng cái trong lòng một trận lo lắng, bọn hắn đã thân thể trải qua bây giờ Nghiêm Phi Trần thực lực, giờ khác này ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong thật sự có chút tự phụ hơi quá. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiệt, hắn trực tiếp la mắng, Thần Phong, tiểu tử ngươi không nên nắm tính mạng của chúng ta nói giỡn, ngươi đem Tiểu Phàm bọn hắn thả xuống cho ta, sau đó sử dụng ngươi toàn lực đi đối địch. Thẩm Minh Hiên cũng liền vội vàng nói, Thần Phong, bây giờ Thẩm Minh Hiên đã không phải là cùng lúc trước Thẩm Minh Hiên một cấp độ rồi, thực lực của hắn đã rất xa đã vượt qua thần cấp linh hồn lực rồi. Nhưng mà, tại Thẩm Minh Hiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc, đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt Nghiêm Phi Trần đã động. Mà Diệp Thần Phong vẫn cứ tại cúi đầu đùa với Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa. Nghiêm Phi Trần thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Hắn nhìn xem cúi đầu đùa với Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn tức giận liền nhảy lên tới cực điểm, hắn khí thế trên người dường như núi lửa bộc phát giống như nổ ra, nắm đấm phải của hắn bên trong ngưng tụ tự thân sức mạnh lớn nhất, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Diệp Thần Phong đầu đập tới. Này đấm ra một quyền, trong không khí truyền ra tiếng cọ sát chói tai, này đấm ra một quyền, phảng phất là có thể khai sơn tích mà bình thường. Này đấm ra một quyền, chung quanh khí lưu trở nên dồn dập. Ở đây những người khác nhìn thấy Diệp Thần Phong căn bản không có tránh né ý tứ. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là cúi đầu cùng Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa vui đùa, này để cho bọn họ trong con ngươi lộ ra vẻ thất vọng. Bọn hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong làm sao sẽ trở nên như thế tự đại. Nếu như Diệp Thần Phong đầu được một quyền này cho đập chúng, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ đầu nổ tung mà chết. Nghiêm Phi Trần thấy quả đấm của mình không ngừng tiếp theo Diệp Thần Phong, trong miệng hắn cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, ngươi cái tiểu rác rưởi, ngươi nguyên lai một mực tại cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tránh thoát, ngươi chết đi cho ta. Nghiêm Phi Trần quả đấm đánh vào Diệp Thần Phong phía bên trên đầu, ở đây Diệp Thần Phong người thân cùng nữ nhân, bọn hắn trong miệng đều không hẹn mà cùng gào thét tên Diệp Thần Phong. Bất quá! Vừa vặn tại Nghiêm Phi Trần quả đấm yếu chạm vào Diệp Thần Phong đầu lúc, từ Diệp Thần Phong trong cơ thể phun trào ra một cỗ năng lượng, này cổ mãnh liệt năng lượng lóe lên liền qua, ở chàng người hầu như đều không có cảm thấy được. Mà vốn cho là có thể đem Diệp Thần Phong đầu đánh bể Nghiêm Phi Trần, nắm đấm phải của hắn lại trực tiếp xuyên qua Diệp Thần Phong đầu, trên mặt hắn vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn oanh kích đến lại là một vệt tàn ảnh. Nghiêm Phi Trần nhanh chóng xoay người lại. Hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong không biết lúc nào đứng sau lưng hắn. Mà Diệp Thần Phong giờ khắc này nhưng vẫn là cúi đầu chọc cười Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh, hắn là đem Nghiêm Phi Trần không nhìn cực kỳ triệt để. Ở đây Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng, Diệp Đông Kiện cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn dùng sức nháy mắt một cái, bọn hắn vừa vặn căn bản không nhìn thấy một tia Diệp Thần Phong di động quỹ tích, cho nên Nghiêm Phi Trần oanh kích đến Diệp Thần Phong tàn ảnh. Bọn hắn cho rằng Nghiêm Phi Trần thật sự yếu đánh nổ Diệp Thần Phong đầu, này Diệp Thần Phong vừa vặn tốc độ yếu có cỡ nào nhanh. Nghiêm Phi Trần nhìn xem Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh dáng dấp, khóe miệng hắn cơ bắp giật giật hai lần, hắn quát lên, tiểu rác rưởi, ngươi không phải là tốc độ nhanh một chút sao? Ta xem ngươi có thể tránh né đến khi nào? Sau đó, Nghiêm Phi Trần lập tức đối Diệp Thần Phong triển khai công kích mãnh liệt, nhưng hắn mỗi lần cũng chỉ là oanh kích đến Diệp Thần Phong tàn ảnh. Mà Diệp Thần Phong nhưng lại ngay cả một lần đầu đều không có nâng lên qua, này làm cho Nghiêm Phi Trần trong lòng phát điên tới cực điểm, hắn đột nhiên đình chỉ công kích,
hắn liếc nhìn Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người vị trí, hắn quát lên, Diệp Thần Phong, ngươi không phải là không muốn chính diện cùng ta chiến đấu sao? Xem ra ngươi dựa dẫm chính là tốc độ, hiện tại cái này bên trong có nhiều người như vậy, ngươi có thể bảo vệ lại đây sao? Nếu như ngươi không muốn cùng ta đang đối mặt chiến, như vậy ta liền từng cái giết bọn hắn. Nghe vậy, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân hơi động, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Nghiêm Phi Trần 2 mét địa phương xa, hắn rốt cục lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Phi Trần rồi, hắn bình thản nói ra ta liền vận động nóng người đều không có kết thúc đây. Xem ra ngươi bây giờ liền theo ta nóng người tư cách cũng không có, ngươi đã gấp như vậy muốn chết, như vậy ta há có không đồng ý đạo lý. Diệp Thần Phong trái tay ôm lấy Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa, hắn gión mũi chân, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Nghiêm Phi Trần trước mặt, nắm tay phải không có gì lạ hướng về Nghiêm Phi Trần oanh kích tới. Nghiêm Phi Trần sớm chờ đợi ngay tại đó thời khắc này rồi, hắn tin tưởng Diệp Thần Phong chỉ là tốc độ nhanh một ít, về mặt sức mạnh tuyệt đối sẽ không có quá lớn tăng lên, thế là, hắn cũng lập tức vung ra hữu quyền của mình, trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực hạn. Bị trọng thương Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, bọn hắn thấy cảnh này sau, Thẩm Kinh Vũ nói ra, Khang Thắng, người nói Thần Phong về mặt sức mạnh có thể hay không vượt qua Nghiêm Phi Trần. Cái này phi thường khó khăn, Thần Phong tốc độ có thể có to lớn như vậy tăng lên, hắn ở cái này đoạn thời kỳ nên được đến một chút tại phương diện tốc độ bí quyết, mà sức mạnh không phải là một sớm một chiều có thể lấy được. Lâm Khang Thắng lo lắng nói ra, Thần Phong, tiểu tử ngươi làm sao càng ngày càng ngu xuẩn. Ngươi quản sự chết sống của chúng ta làm gì? Ngươi không cần cùng hắn liều mạng a hát. Cách đó không xa Diệp Đông Kiện quát, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn hắn cũng một mặt ân cần nhìn xem Diệp Thần Phong. Ở trong lòng bọn họ Diệp Thần Phong về mặt sức mạnh hay là chả thật sự sẽ không là Nghiêm Phi Trần đối thủ. Tiểu rác rưởi, lúc này ta xem ngươi chả làm sao lại cho ta hung hăng. Nghiêm Phi Trần nhìn thấy quả đấm của mình muốn cùng Diệp Thần Phong quả đấm oanh kích ở cùng một chỗ. Trên mặt hắn là nổi lên vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, tại Diệp Thần Phong quả đấm cùng Nghiêm Phi Trần quả đấm chạm vào nháy mắt, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông trong nháy mắt chạy vọt lên, trong cơ thể hắn thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế đều lộ không bỏ sót. Nghiêm Phi Trần trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn chỉ cảm giác nắm tay phải thượng truyền đến một nguồn sức mạnh, này nguồn sức mạnh trong nháy mắt vỡ vụn hắn cả cánh tay phải cánh tay, nhưng này nguồn sức mạnh vẫn không có tiêu hao hết. Tiếp lấy lại đem thân thể của hắn nhanh chóng vỡ vụn, cuối cùng, Nghiêm Phi Trần lại chỉ còn lại một cái đầu rồi. Diệp Thần Phong một cước trực tiếp đem Nghiêm Phi Trần đầu đá đến giữa không trung, Nghiêm Phi Trần khuôn mặt lộ ra không thể nào biểu lộ, hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt làm sao sẽ trở nên không chịu được như thế một đòn. Trước đó Diệp Thần Phong một mực tại vui đùa hắn chơi. Trong miệng hắn nói ra, không, tất cả những thứ này đều không là sự thật. Mà Diệp Thần Phong lại là tùy ý nâng lên tay phải của mình cánh tay, hắn đưa bàn tay nhắm ngay giữa không trung Nghiêm Phi Trần đầu, bên trong thân thể linh khí hơi động, ầm. Một tiếng, Nghiêm Phi Trần đầu tại giữa không trung trực tiếp biến thành một vũng máu sương mù. Chương 1478, chỉ có bị đả kích phần. Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần cứ như vậy được giải quyết. Thực lực vượt rất xa thần cấp linh hồn lực Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần. Hắn cứ như vậy được Diệp Thần Phong cho hời hợt giải quyết xong. Phong vệ doanh thao luyện trên sân Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng, Diệp Đông Kiện cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn nhìn qua giữa không trung tứ tán ra sương máu, con mắt của bọn họ trợn lên dường như đèn lồng giống như lớn nhỏ, bọn hắn nhưng là thân thể trải qua Nghiêm Phi Trần cường hãn thực lực. Nhưng thực lực trở nên cường hãn như vậy Nghiêm Phi Trần, hắn làm sao tại Diệp Thần Phong trước mặt yếu thành bộ này rác rưởi dáng dấp. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng bọn người ở tại suy tư chỉ chốc lát sau, bọn hắn chưa rào cũng không phải Nghiêm Phi Trần trở nên yếu đi, mà là Diệp Thần Phong trở nên quá mạnh mẽ. Chư đảo tiểu thuyết. Nhưng là vừa vặn Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đám người trả lần nữa khuyên bảo Diệp Thần Phong, bây giờ hồi tưởng vừa vặn Diệp Thần Phong tiện tay giải quyết Nghiêm Phi Trần hình ảnh, này để cho bọn họ từng cái không khỏi là sắc mặt đỏ lên, Diệp Thần Phong mới rời khỏi mấy tháng lâu dài. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Diệp Thần Phong tại mấy tháng này bên trong lại có thể trưởng thành đến nước này. Tại Nghiêm Phi Trần hoàn toàn đi gặp Diêm Vương ra sau, Nghiêm Phi Trần bao trùm lên toàn bộ thao luyện chàng thật khí thế cũng đã biến mất, Diệp Thần Phong nữ nhân Vũ Hiểu Phỉ,
Trần Tư Vũ cùng Bạch Tuyết Linh đám người lập tức từ trên mặt đất đứng lên, các nàng không hẹn mà cùng chạy chậm tới Diệp Thần Phong trước mặt, trong lòng các nàng có thể nói là ngày đêm tư niệm Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong trong lồng ngực Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn nhìn mình ba ba Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, liền ngay cả Diệp Thần Phong muốn đem bọn hắn buông ra, này ba tên tiểu gia hỏa cũng không vui, bọn họ là vu vạ Diệp Thần Phong trong lồng ngực không muốn rời khỏi. Cho nên, Diệp Thần Phong chỉ có thể tiếp tục ôm này ba tên tiểu gia hỏa rồi, hắn cảm giác được suốt Diệp Đông Kiện cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn chỉ là nhận lấy Hắc Vẫn phòng ngự trận lực phản chấn. Nghỉ ngơi một quãng thời gian thân thể là có thể hoàn toàn khôi phục. Ở đây thương thế nghiêm trọng nhất không gì bằng Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng rồi, Diệp Thần Phong đang cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại người phụ nữ nói vài câu thân mật lời nói sau, hắn liền ôm Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa đi tới Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng bên cạnh, hắn chuẩn bị trước tiên giúp Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng xử lý một chút thương thế. Sau 20 phút, Diệp Thần Phong một bên ôm Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa, hắn một bên giúp Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng liệu xong thương, đi ngang qua Diệp Thần Phong chữa thương sau đó Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng thương thế bên trong cơ thể cơ bản khôi phục. Bọn hắn chỉ cần tốt hao ốt nghỉ ngơi một quãng thời gian, thân thể của bọn họ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ cùng Phó Minh chủ Lâm Khang Thắng, hai người bọn họ có thể chính mình từ mặt đất đứng lên rồi. Hai người bọn họ ánh mắt than thở nhìn xem Diệp Thần Phong. Nhớ lúc đầu Diệp Thần Phong sử dụng cuối cùng linh hồn lực mới có thể chật vật chiến thắng Nghiêm Phi Trần, nhưng hôm nay tại Nghiêm Phi Trần trở nên càng thêm lợi hại sau đó tại Diệp Thần Phong trước mặt lại bại càng thêm hoàn toàn. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng không nghĩ ra Diệp Thần Phong rốt cuộc là làm sao đem thực lực tăng lên đến nước này. Hơn nữa còn là tại ngăn ngắn mấy tháng bên trong. Bất quá, có một chút bọn họ là có thể đoán được. Phàm là muốn có được thực lực mạnh mẽ, nhất định phải trả giá cao hơn. Bọn hắn khẳng định Diệp Thần Phong tại mấy tháng này bên trong trải qua sống còn không phải ít. Thẩm Kinh Vũ cười khổ nói, Thần Phong, còn nhớ lúc trước chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, thực lực của ngươi rất xa tại chúng ta dưới, nhưng hôm nay ngươi nhưng có như vậy để cho chúng ta ngưỡng vọng thực lực, lúc trước ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lâm Khang Thắng cũng một mặt vui mừng nói ra, Thần Phong, mỗi lần cùng ngươi gặp mặt, ngươi đều có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ a hát. Ngược lại, Lâm Khang Thắng lại nghĩ tới đến một chuyện. Hỏi hắn, Thần Phong, ngươi vừa vặn là từ trên bầu trời bay xuống. Bởi vừa nãy Diệp Thần Phong tại rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, hắn liền đem linh khí vũ dực thu hồi trong cơ thể, lại tăng thêm hắn sù dù nhanh vô cùng, ở đây không có bất cứ người nào nhìn thấy Diệp Thần Phong trên lưng linh khí vũ dực. Linh khí vũ dực sự tình, Diệp Thần Phong đối với người ở chỗ này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn liếc nhìn trong ngực Diệp Phàm đám người, hỏi các ngươi có muốn hay không ở trên bầu trời bay lượn. Diệp Phàm lập tức nói ra, ba ba, ta nghĩ. Về phần Diệp Phong cùng Diệp Linh là cua tay múa chân, bọn hắn trong miệng chỉ có thể phát ra y y nha nha. Thanh âm, Diệp Thần Phong liếc nhìn Lâm Khang Thắng, nói ra, vừa vặn ta đích xác là từ trên bầu trời lao xuống. Nói xong. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí trong nháy mắt hướng về trên lưng rót vào mà đi, hai con cánh chim màu xanh lam lập tức từ Diệp Thần Phong sau lưng thượng mở rộng ra, tại linh khí vũ dực mở rộng ra tới trong nháy mắt, Diệp Thần Phong liền dẫn Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa ở trên bầu trời phi hành lên. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng con mắt suýt chút nữa trực tiếp chừng đi ra, bọn hắn nhìn xem ở trên bầu trời phi hành Diệp Thần Phong, bọn hắn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Về phần Diệp Đông Kiện cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn cũng dồn dập há to miệng, thật sự là trước mắt tình cảnh này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi. Được Diệp Thần Phong ôm vào trong ngực Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh, bọn hắn cảm thụ ở trên bầu trời phi hành vui sướng, này ba tên tiểu gia hỏa đều không có bị sợ khóc, trái lại là từng cái trở nên hưng phấn lên, Diệp Phàm đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hỏi, ba ba, ngươi có thể dạy ta ở trên bầu trời phi hành sao? Diệp Thần Phong cười hồi đáp, đương nhiên là có thể. Tuy rằng Diệp Phong cùng Diệp Linh chả không quá biết nói chuyện, nhưng là bọn hắn thật giống có thể nghe hiểu Diệp Thần Phong lời nói. Bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đáp ứng rồi Diệp Phàm, muốn dạy Diệp Phàm ở trên bầu trời phi hành sau, hai thằng nhóc này cũng không buông không tha y y nha nha. Lên, Diệp Thần Phong chỉ có thể lại nói, được rồi,
chờ sau này ba ba ta đều giáo hội các ngươi ở trên bầu trời phi hành. Diệp Thần Phong mang theo Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa ở trên bầu trời phi hành khoảng 5 phút sau, hắn liền lại vững vàng rơi xuống phong vệ doanh thao luyện trên sân, trong lòng của hắn ý thức hơi động, sau lưng linh khí vũ dực lập tức thu rút về trong cơ thể hắn. Mà kinh sau một chốc điều chỉnh sau đó Diệp Đông Kiện cùng Thẩm Minh Hiên mấy người cũng có thể lục tục từ mặt đất đứng lên rồi. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện, hắn nhanh chân đi đã đến Diệp Thần Phong trước mặt, hắn đối vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển linh khí vũ dực cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn cười nói, Thần Phong, ngươi vừa vặn ở trên bầu trời phi hành chiêu kia, ngươi có thể hay không dạy dỗ tiểu thúc ta? Mấy tháng không gặp. Diệp Thần Phong phát hiện tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiện vẫn là bộ này da mặt dày, hắn cười trêu nói, tiểu thúc, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Diệp Đông Kiện là gương mặt phiền muộn, hắn tại Diệp Thần Phong cái này vãn bối trước mặt vẫn là như thế thật mất mặt, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong sau lưng hắc huyền kiếm, không vui nói, Thần Phong, tiểu tử ngươi sau lưng như nào đây cõng một thanh kiếm. Thanh kiếm này sẽ không phải là ngươi dùng để chứa bê lừa gạt tiểu nữ sinh a. Diệp Đông Kiện cố ý đem lời nói lớn tiếng một ít, này làm cho một bên Vũ Hiểu Phỉ bọn người nghe thấy được, hắn đắc ý nhìn xem Diệp Thần Phong, trên mặt vẻ mặt phảng phất là đang nói, yếu ngươi không cho tiểu thúc ta mặt mũi. Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ở trong lòng hỏi lão hắc một cái vê kép sắc mê, hắn đã được biết đến hắc huyền kiếm cần phải cũng có thể ức chế linh hồn lực. Dù sao linh hồn lực cùng linh khí cuối cùng đều là sức mạnh, Diệp Thần Phong không có hảo ý liếc nhìn Diệp Đông Kiện, hắn trực tiếp đem trên lưng hắc huyền kiếm nắm xuống, nói ra tiểu thúc, ngươi cho rằng ta thanh kiếm này là dùng để chứa bê. Vậy ngươi đến cho ta lắp một cái nhìn xem, bất quá, ta trước đó nhắc nhở ngươi thanh kiếm này rất nặng. Diệp Đông Kiện tuy rằng bị một điểm thương, thế nhưng giờ khắc này đã trở lại bình thường rất nhiều, hắn nói ra, Thần Phong, không phải là một thanh kiếm ma. Ngươi lẽ nào cho rằng tiểu thúc ta còn không cầm lên được sao? Nói xong, Diệp Đông Kiện liền nhận lấy Diệp Thần Phong trong tay hắc huyền kiếm, nhưng tại hắn tiếp nhận hắc huyền kiếm trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy từ hắc huyền kiếm thượng truyền đến nhất cổ trọng lực, hơn nữa trong cơ thể hắn linh hồn lực cũng bắt đầu không trôi chảy lên, hắn căn bản không kịp thanh hắc huyền kiếm ném xuống, trên mặt hắn vẻ mặt đại biến, ầm. Một tiếng, cả người hắn trực tiếp được hắc huyền kiếm trọng lượng ép vào trong lòng đất. Chỉ còn dư lại một cái đầu lộ tại trong không khí. Tình cảnh này để người ở chỗ này toàn bộ sửng sốt, mà Diệp Đông Kiện là sắc mặt đỏ lên một mảnh, hắn vừa vặn là rõ ràng cảm thấy hắc huyền kiếm kinh người trọng lượng, trên mặt hắn trong nháy mắt lại bị không cách nào che giấu khiếp sợ cho che kín, vừa vặn Diệp Thần Phong vẫn là cõng lấy thanh kiếm này cùng Nghiêm Phi Trần chiến đấu. Hơn nữa cho dù cõng thanh kiếm này, Diệp Thần Phong dù vẫn có thể phát huy như vậy cấp tốc. Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Đông Kiện được ép vào trong lòng đất sau, bọn hắn đều đối hắc huyền kiếm sinh ra hiếu kỳ, cho nên bọn họ dồn dập lần lượt cầm lên hắc huyền kiếm. Kết quả có thể tưởng tượng được, Thẩm Kinh Vũ đám người giống như Diệp Đông Kiện, thân thể của bọn họ trực tiếp lâm vào trong lòng đất, chỉ còn dư lại một cái đầu lộ ra ở bên ngoài. Những người này từng cái như tựa như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thần Phong. Bọn hắn nguyên bản vốn đã đối Diệp Thần Phong bày ra thực lực rất khiếp sợ rồi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần Phong trên người còn đeo một cái cổ quái như vậy kiếm. Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, trong lòng bọn họ là một trận này cười khổ, nhớ lúc đầu bọn hắn lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong lúc gặp mặt, thực lực của bọn họ cùng Diệp Thần Phong gần như, mà bây giờ đâu này. Thẩm Minh Hiên bọn hắn xem như là chưa rào rồi, chỉ cần có Diệp Thần Phong tại. Bọn hắn chỉ có bị đả kích phần. Chương 1479, trong lòng mục tiêu. Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng cùng Diệp Đông Kiện đám người, bọn hắn phí đi một phen thời gian mới từ trong lòng đất bò đi ra. Diệp Thần Phong nhìn xem Thẩm Kinh Vũ đám người trên mặt khiếp sợ đến đờ đẫn biểu lộ, hắn tiện tay đem hắc huyền kiếm nắm trong tay, nói ra, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khoảng thời gian này ta vị trí. Nơi đó thực lực mạnh hơn ta người nhiều không kể xiết, ta liền để các ngươi đã tới giải một ít những kia không biết sức mạnh đi. .vn Diệp Thần Phong tay trái ôm Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, phải cầm trong tay hắc huyền kiếm, hắn đem hắc huyền kiếm chỉ hướng cách đó không xa một tòa cao lầu, hỏi hắn cái kia khu dân cư bên trong có hay không người.
ta hủy diệt nó hẳn là không có vấn đề gì chứ. Diệp Trấn Hồng, Vũ An Quốc cùng Trắng Hồng Phương ba vị này lão gia tử cũng đi lên, Diệp Trấn Hồng đối Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là nhất là hiền hòa, hắn vừa vặn cũng đã được kiến thức Diệp Thần Phong chiến thắng Nghiêm Phi Trần thực lực, hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Thần Phong chỗ nói những kia không biết sức mạnh. Cho nên, Diệp Trấn Hồng nói ra, Thần Phong, yên tâm đi. Phong vệ doanh người bên trong đều ở nơi này, người tự cứ việc động thủ đi. Cái kia khu dân cư phá hủy có thể một lần nữa kiến tạo. Nghe vậy, Diệp Thần Phong gật gật đầu, bên trong thân thể của hắn cấp 2 hàn băng kiếm ý hơi động, chỉnh thanh hắc huyền kiếm trong nháy mắt được một tầng màu trắng sương mù cho bao phủ lại rồi. Diệp Thần Phong khí chất trên người cũng biến thành lạnh lẽo lên, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống không ít. Diệp Thần Phong trong tay hắc huyền kiếm nhanh chóng hướng về cái kia căn cao lầu quất tới, Long Tường Cửu Thiên. Từ hắc huyền kiếm bên trong truyền ra hai tiếng thanh thúy rồng gầm, sát theo đó, hai cái màu trắng cự long đột nhiên từ trong thân kiếm bật đi ra, chúng nó mãnh liệt hướng về cái kia căn cao lầu Tịch Quyển Nhi đi rồi. Phàm là hai cái màu trắng cự long trải qua địa phương, trên mặt đất lập tức kết lên một tầng băng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tại hai cái màu trắng cự long quấn quanh ở cái kia căn trên lầu cao, sau đó màu trắng cự long bên trong kiếm ý nhanh chóng nát tan cái kia căn cao lầu, chỉ là thời gian mấy hơi thở. Cả tòa cao lầu trong nháy mắt ở trong không khí toàn bộ biến thành bột phấn, cả cái gì một viên ngói một viên gạch đều không có còn lại. Ở đây Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng cùng Diệp Đông Kiện đám người, bọn hắn khóe mắt cơ bắp kinh hoàng, trong cổ họng điên cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trống trơn vừa nãy một chiêu kia Long Tường Cửu Thiên, đoán chừng là có thể đem ở đây phong vệ doanh tất cả mọi người trong nháy mắt đưa đi thấy Diêm Vương ra rồi. Hơn nữa Diệp Thần Phong hay là dùng thanh này quái lạ trọng kiếm thi triển một chiêu này. Này để tất cả mọi người tại chỗ trong lòng bội phục không cách nào dùng lời nói để diễn tả rồi. Diệp Thần Phong trên mặt là một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ, hắn ôm Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa, hắn bay thẳng đến một mình ở biệt thự đi đến. Hắn trải qua mẫu thân hắn Tôn Mỹ Cầm bên cạnh lúc, hắn cười nói, mẹ, ta đói rồi, thời gian này hẳn là yếu ăn cơm xong a hát. Kỳ thực lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, hắn đã không dùng tới mỗi ngày ăn cái gì. Bất quá, trong lòng của hắn thật là có chút tưởng niệm mẹ mình chỗ hâm thức ăn rồi. Tôn Mỹ Cầm khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, người đồng dạng hỏa cấp hỏa liệu hướng về biệt thự đi đến, trong miệng nói ra, Thần Phong, ngươi trước chờ một lát. Ta giúp ngươi chuẩn bị một ít ngươi thích ăn nhất món ăn. Tại Diệp Thần Phong hướng về biệt thự đi đến sau đó thao luyện chàng người trên cũng đều tản đi rồi, đương nhiên là có một nhóm người đồng dạng là hướng về Diệp Thần Phong biệt thự đi đến. Sau một tiếng, Diệp Thần Phong biệt thự trong phòng khách xếp đặt hai đại bàn mỹ vị món ngon. Diệp Thần Phong cùng Diệp Trấn Hồng đám người ngồi ở trên một cái bàn, về phần Vũ Hiểu Phỉ các loại một đám nữ nhân nhưng là ngồi ở bên cạnh trên một cái bàn rồi. Nguyên bản Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa vẫn là đổ thừa Diệp Thần Phong không chịu rời đi, cuối cùng là Trần Tư Vũ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh ba vị này mẫu thân dỗ rất lâu, bọn hắn mới bất đắc dĩ rời khỏi Diệp Thần Phong trong ngực. Diệp Thần Phong tùy tiện gắp lên một khối sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng, hắn một mặt hưởng thụ nói ra, vẫn là mẹ hâm thức ăn ăn ngon a hát. Ngược lại, Diệp Thần Phong ánh mắt lại nhìn xem cùng trên một cái bàn Lâm Khang Thắng. Nói ra, rừng phó minh chủ, ta đã biết Hân Di tung tích, lần sau ngươi gặp mặt ta thời gian, cũng hẳn là các ngươi phụ nữ hai luồng tụ lúc. Lâm Khang Thắng giơ ly rượu lên, hắn đem rượu trong chén cho uống một ngụm hết sạch, nói ra, Thần Phong, từ lúc trước Thiên Minh bắt đầu, ngươi thật sự bị liên lụy rồi, nếu không có ngươi tại, ta nghĩ bây giờ toàn thế giới đã sớm nắm giữ ở Thiên Minh trong tay rồi, ta thay người của toàn thế giới cảm tạ ngươi. Còn có. Ta nhưng một mực tin tưởng ngươi có thể thanh Hân Di bình an mang tới trước mặt của ta tới. Diệp Thần Phong thấy Lâm Khang Thắng cạn một chén say rượu, hắn đồng dạng sảng khoái uống một chén rượu, một bên Diệp Đông Kiện cũng mở miệng nói, Thần Phong, khoảng thời gian này ngươi chẳng lẽ không phải tại cổ võ giới sao? Diệp Thần Phong đã trầm mặc 2 giây đồng hồ sau đó hắn nói ra, kỳ thực tại cổ võ giới bên trên còn có một cái địa huyền giới, đất này huyền giới. Diệp Thần Phong giới thiệu một lần địa huyền giới đẳng cấp, hắn lại nói đơn giản một ít hắn trên đất huyền giới sự tình, này nghe được người ở chỗ này trên mặt biểu lộ là đặc sắc vạn phần,
bọn hắn không nghĩ tới tại cổ võ giới bên trên vẫn tồn tại như thế một thế giới thần bí. Hơn nữa cái này địa huyền trong giới người thực lực để cho bọn họ là âm thầm kinh hãi không thôi. Mới đầu Diệp Thần Phong đi hướng địa huyền giới mục tiêu, hắn là vì cứu ra Lâm Hân Di, tìm tới nữ nhân của hắn Hạ Tử Ninh. Mà lần này trở về, Diệp Thần Phong nhìn xem ra ra hắn Diệp Trấn Hồng càng ngày càng già nua dáng dấp, hắn nhìn thấy mẹ của hắn Tôn Mỹ Cầm đã tại bắt đầu trưởng tóc trắng rồi, sinh ly tử biệt là tự nhiên định luật, nhưng Diệp Thần Phong hắn không muốn nhìn thấy bên người người thân từng cái rời hắn mà đi, này làm cho hắn hội cảm giác mình làm vô năng. Cho nên, thời khắc này, Diệp Thần Phong càng thêm khẳng định trong lòng mình mục tiêu, siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Diệp Thần Phong không riêng yếu để cho mình đến sống mãi, hắn còn muốn cho bên người người thân toàn bộ đến sống mãi, đây là hắn cứu ra Lâm Hân Di, tìm tới Hạ Tử Ninh bên ngoài, trong lòng hắn cái cuối cùng kiên định mục tiêu. Ngồi ở bên cạnh trên một cái bàn Tôn Mỹ Cầm, người đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hỏi Thần Phong, lần này ngươi dự định ở nơi này lưu thời gian bao lâu? Tại Tôn Mỹ Cầm hỏi ra cái vấn đề này sau, người ở chỗ này toàn bộ ánh mắt tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, đặc biệt là Diệp Thần Phong một đám nữ nhân Vũ Hiểu Phỉ, Trần Tư Vũ, Bạch Tuyết Linh cùng Đường Hân đám người. Diệp Thần Phong trong lòng thở dài một hơi, hắn cũng muốn tại thế tục giới nhiều bồi tiếp thân nhân của hắn, nữ nhân và nhi nữ, nhưng hắn lần này chỉ có 5 ngày, nếu như trong vòng 5 ngày hắn không trở lại địa huyền giới lời nói, tinh thần đấu chuyển trong trận máu huyết liền sẽ tán loạn rồi, đến lúc đó tính mạng của hắn sẽ có nguy hiểm cực lớn. Mẹ, lần này ta nhiều nhất ở nơi này lưu 1 đến 2 ngày. Diệp Thần Phong nhất định phải sớm một ít trở về địa huyền giới, để tránh khỏi giữa đường phát sinh cái gì bất ngờ. Thần Phong, trong mắt ngươi có còn hay không ta người mẹ này? Ngươi nhìn ta một chút những này con dâu, các nàng ngày nhớ đêm mong đang chờ ngươi, còn có Tiểu Phàm, Tiểu Phong cùng Tiểu Linh, ngươi thì sẽ không thể ở thêm một quãng thời gian sao? Tôn Mỹ Cầm trên mặt tràn đầy cực độ không bỏ. Diệp Trấn Hồng nghe được Diệp Thần Phong chỉ lưu lại thời gian ngắn như vậy, trên mặt hắn vẻ mặt lại già nua rồi mấy phần, hắn nói ra, Thần Phong, mẹ ngươi nói không sai, ngươi liền nhiều lưu một quãng thời gian đi. Ra ra ngươi ta còn không biết có thể sống mấy năm nữa. Diệp Thần Phong từ trên ghế đứng lên, hắn nói ra, ra ra, mẹ, không phải ta không muốn lưu thêm, mà là ta chỉ có 5 ngày, nếu như trong vòng 5 ngày ta không trở lại địa huyền giới, như vậy ta nhất định sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, lần này là ta lợi dụng một loại đặc thù biện pháp mới tạm thời trở về. Diệp Thần Phong cho mình một lần nữa đổ đầy một chén rượu, hắn lại uống một ngụm hết sạch, hắn con mắt không nháy một cái nhìn xem chính mình ra ra Diệp Trấn Hồng, hắn nói ra, ra ra, tạm thời phân biệt, về sau chúng ta mới có thể vĩnh viễn sinh hoạt qua cùng nhau, ta Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không để người ở bên cạnh bởi vì tử vong cách ta mà đi. Chỉ cần ta đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn, ta là có thể siêu thoát luân hồi, đến sống mãi rồi, đến lúc đó ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người có thể đến sống mãi, chúng ta về sau ở chung với nhau thời gian chả phi thường nhiều vô số. Ta bảo đảm, ta nhất định có thể để cho các ngươi đến sống mãi. Diệp Thần Phong này phen lời nói phải là vô cùng kiên định, này để tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc lại, Diệp Thần Phong trong miệng tất cả đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Bất quá, nếu là Diệp Thần Phong nói ra được, như vậy người ở chỗ này liền nhất định tin tưởng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong trên người trả yên lặng lưng đeo trách nhiệm như vậy, bọn hắn biết đến sống mãi có thể là phi thường khó mà làm được, thậm chí là còn khó hơn lên trời. Nhưng Diệp Thần Phong hay là nói ra cái hứa hẹn này. Người ở chỗ này đều biết Diệp Thần Phong là một cái người nói là làm, bọn hắn biết vì cái hứa hẹn này, Diệp Thần Phong có thể phải chịu đựng gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí là 1000 lần gian nan hiểm trở. Trong lúc nhất thời không khí của hiện trường đã trầm mặc, Diệp Trấn Hồng viền mắt có phần đỏ lên, thanh âm hắn có phần phát run nói, ta Diệp Trấn Hồng đời này có thể có người Diệp Thần Phong như vậy tôn nhi. Đây là ta Diệp Trấn Hồng tu bao nhiêu đời phúc khí a hát. Chương 1480, huyết mạch sức ảnh hưởng. Gió đêm từ từ, giữa bầu trời đêm đen kịt treo một vòng trong sáng mặt trăng, ngân bạch sắc nguyệt quang từ trong bầu trời đêm chút xuống xuống. Ban ngày tại lúc ăn cơm, Diệp Thần Phong nói rồi chờ hắn lần sau trở về, hắn liền sẽ mang theo Diệp Trấn Hồng bọn người đi hướng địa huyền giới. Người sống một đời,
không phải là muốn sống tiêu sái tự tại mà. Một người muốn sống tiêu sái tự tại, đầu tiên liền tất cần phải có thực lực cường hãn, lần sau nếu như người ở bên cạnh theo thời gian trôi qua mà già nua, tử vong, tự coi như ngươi có thể một người vĩnh viễn sống trên thế giới này, ngươi cũng sẽ cảm giác được cô đơn tịch mịch, cho nên Diệp Thần Phong nhất định muốn để bên cạnh hắn người thân, nữ nhân và nhi nữ cũng có thể vĩnh viễn sống trên thế giới này. Tại ban ngày ăn cơm xong sau, Diệp Thần Phong cùng cha mẹ hắn, ra ra đám người một mực tại nói chuyện phiếm, bọn họ là một mực cho tới sau khi ăn cơm tối, Tôn Mỹ Cầm bọn người mới buông tha Diệp Thần Phong. Bởi vì Tôn Mỹ Cầm bọn hắn biết buổi tối thời gian là Diệp Thần Phong cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại nữ nhân rồi. Trần Tư Vũ, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh các loại nữ nhân ở dụ dỗ Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh ngủ rồi sau đó các nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Diệp Thần Phong rồi. Tối hôm nay Diệp Thần Phong nhất định là dê vào miệng cọp rồi. Tại thỏa mãn hắn chỗ có nữ nhân, đang xác định hắn chỗ có nữ nhân đều ngủ rồi sau đó Diệp Thần Phong vẫn là hoàn toàn không buồn ngủ. Thế là, Diệp Thần Phong đi một mình đi xuống lầu, hắn một mình tại phong vệ doanh bên trong bước chậm lên, hắn đột nhiên nghe được phong vệ doanh thao luyện trên sân có âm thanh truyền đến, hắn liền hướng thao luyện tràng bên trên đi tới rồi. Tại đi tới thao luyện trên sân sau, Diệp Thần Phong nhìn thấy Diệp Đông Kiệt, Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, bọn hắn tại tỉ thí với nhau tranh đấu. Bốn người bọn họ tại cảm thấy được Diệp Thần Phong sau, bọn hắn lập tức đình chỉ luận bàn. Diệp Thần Phong hỏi, các ngươi đêm hôm khuya khoát không đi ngủ cảm giác. Các ngươi đang thao luyện trên sân làm gì? Diệp Đông Kiện đám người đi tới Diệp Thần Phong trước mặt sau, Diệp Thiên Minh Minh chủ Thẩm con trai của Kinh Vũ Thẩm Minh Hiên, hắn mở miệng nói, Thần Phong, chúng ta tại biết rồi địa huyền giới sự tình sau, chúng ta căn bản là không ngủ được, trước đây chúng ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ mới biết chính mình có cỡ nào buồn cười. Trình Đại Hổ núi liền đi nói ra, Thần Phong, yếu là chúng ta không tận lực tăng cao thực lực, về sau nếu như đã đến địa huyền giới, vậy chúng ta không phải liền cái không bằng cái dám sao. Nguyên bản thiên minh đã bị diệt, chúng ta cũng mất đi mục tiêu, hiện tại ngươi trở về để cho chúng ta một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, tương lai chúng ta nhất định phải đi địa huyền giới xông vào một lần. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiệt, hắn cũng liền bận bịu gật đầu. Nói ra, Thần Phong, ngươi tiểu thúc ta về sau cũng không muốn cho ngươi cản trở a hát. Tiểu thúc ta cho ngươi kéo lâu như vậy chân sau, có thể nói phong vệ doanh tất cả mọi người cho ngươi kéo lâu như vậy chân sau, từ trước đây đến bây giờ, tất cả mọi chuyện hầu như đều dựa vào một mình ngươi giải quyết. Tiểu thúc ta cũng muốn giúp ngươi chia sẻ mất một ít trách nhiệm, đáng tiếc tiểu thúc thực lực của ta quá cặn bã. Diệp Thần Phong tùy ý khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, bốn người các ngươi cũng sớm điểm đi nghỉ ngơi đi. Thực lực không phải dựa vào một sớm một chiều có thể tăng lên. Diệp Đông Kiện đám người nghe được Diệp Thần Phong đều nói như vậy. Bọn hắn này mới rời khỏi thao luyện tràng, mà Diệp Thần Phong lại lưu lại. Hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở thao luyện trên sân, trong đầu hắn vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ cần ngươi nỗ lực tăng cao luyện đan trình độ, chờ ngươi đến ngũ phẩm luyện dược sư sau. Ngươi có thể luyện chế ra một loại tên là chuyển linh đan đan dược, loại đan dược này có thể thanh trong cơ thể tất cả sức mạnh chuyển hóa thành linh khí. Lúc trước ngươi căn bản không thể luyện chế ra chuyển linh đan, mới dựa vào tinh không chi thạch đem bên trong cơ thể ngươi linh hồn lực chuyển hóa thành linh khí. Bất quá, có này chuyển linh đan sau, ngươi chỉ cần cho phong vệ doanh người dùng, bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn lực cũng có thể chuyển hóa thành linh khí. Nghe vậy, Diệp Thần Phong này mới yên tâm xuống. Hỏi hắn, lão Bạch, ta xuất hiện đang luyện chế đan dược đối linh hồn lực có trợ giúp sao? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người không cần gấp như vậy tăng lên người nơi này thực lực, linh hồn lực cùng linh khí trong lúc đó dù sao có khác biệt, đợi người có thể luyện chế ra chuyển linh đan rồi, người lại giúp bọn họ tăng cao thực lực cũng không muộn. Diệp Thần Phong nhớ tới ra ra hắn Diệp Trấn Hồng già nua gương mặt, hắn nói ra, lão Bạch, ta liền sợ ông nội ta các loại không được thời gian dài bao lâu. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh chắc chắn nói, tiểu gia hỏa, điểm ấy ngươi yên tâm, theo ta cùng lão hắc quan sát, gia gia ngươi tuổi thọ tối thiểu còn có 10 khoảng 5 năm, dùng ngươi tại chế thuốc thượng thiên phú, ngươi rất nhanh có thể đủ đến ngũ phẩm luyện dược sư. Hiện tại thiên minh minh chủ là hoàn toàn chết rồi, mà cổ võ giới kết giới cánh cửa cũng đã sớm phong bế.
tại đây thế tục giới không ai có thể uy hiếp được ngươi phong vệ doanh rồi, cho nên, ngươi liền mau chóng về địa huyền giới đi thôi. Ngươi bây giờ chỉ có mau chóng tăng lên khắp mọi mặt thực lực, như vậy ngươi mới có thể hoàn thành trong lòng ngươi cuối cùng mục tiêu. Bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm cũng vang lên, tiểu tử, lão Bạch nói không sai, chỉ cần ngươi không ngừng tăng cao thực lực, ngươi huyết mạch trong cơ thể cũng sẽ trở nên càng lúc càng cường hãn, đợi ngày nào đó huyết mạch của ngươi cường hãn tới trình độ nhất định, đây đối với người bên cạnh ngươi đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Một khi huyết mạch của ngươi cường hãn đến một cái nào đó trình độ, huyết mạch của ngươi lực lượng có thể ảnh hưởng đến cùng ngươi có máu duyên người thân, còn có cùng ngươi có qua quan hệ nữ nhân. Đến lúc ấy, bằng vào huyết mạch của ngươi lực lượng ảnh hưởng, thân nhân của ngươi cùng nữ nhân, bọn hắn tăng cao thực lực có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa cùng ngươi càng là người thân cận, so với nói nhi nữ của ngươi, thực lực của bọn họ đem tăng lên càng nhanh, cho nên, muốn để bên người người thân đều đến sống mãi, này cũng không phải là một chuyện không thể nào. Bất quá, đầu tiên ngươi muốn để cho mình tại trong thời gian nhanh nhất siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân sau, nghi ngờ trong lòng của hắn nhất thời quét một cái sạch sành xanh, đợi được hắn đến ngũ phẩm luyện dược sư sau, là hắn có thể để trong này tất cả mọi người trong cơ thể linh hồn lực chuyển hóa thành linh khí, còn có hắn không nghĩ tới huyết mạch chi lực sẽ có như vậy lực ảnh hưởng cực lớn, hắn bây giờ là không kịp chờ đợi muốn trở về địa huyền giới rồi, hắn nhất định muốn không ngừng tăng lên chính mình khắp mọi mặt thực lực. Cho nên, ngày thứ hai, Diệp Thần Phong ban ngày cùng nữ nhân của hắn chán sau một ngày, đến buổi tối hắn liền bắt đầu tại phong vệ doanh thao luyện trên sân bố trí trận pháp, hắn chuẩn bị trở về địa huyền giới rồi, đương nhiên Diệp Thần Phong ra ra bọn hắn cũng biết Diệp Thần Phong khổ tâm rồi, bọn hắn cũng không hề lại ngăn cản Diệp Thần Phong rồi, bọn hắn đều bồi tiếp Diệp Thần Phong đang thao luyện trên sân bố trí trận pháp. Tại thế tục giới bố trí trận pháp, ngoại trừ không cần tinh văn trụ cùng tinh huyết bên ngoài, hay là muốn dùng 200.000 linh thạch thượng phẩm bố trí, Diệp Thần Phong lần này về một chuyến thế tục giới, hắn nhưng là bỏ ra phi thường giá cả to lớn, đến lúc này một hồi trọn vẹn yếu tiêu hao 400.000 linh thạch thượng phẩm, chỉ sợ coi như là địa huyền giới nhất lưu tông môn, bọn hắn cũng sẽ không như vậy tiêu hao đại lượng linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong tại thế tục giới bố trí trận pháp, một khi mở ra sau đó nó liền sẽ cùng địa huyền giới tinh thần đấu chuyển trận sản sinh một tia liên hệ. Dùng này đến lần thứ hai mở ra tinh thần con đường. Diệp Thần Phong trong đầu một bên nghe bóng trắng người chỉ huy, hắn một bên tụ tinh hội thần bố trí lên trận pháp, bố trí trận pháp mỗi một bước đều phải yếu chú ý cẩn thận, đặc biệt là loại này qua lại không gian truyền tống. Trọn vẹn bố trí lưu hơn 6 giờ, Diệp Thần Phong mới đưa trận pháp vừa vặn bố trí xong. Giờ khắc này, đã là rạng sáng hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Diệp Thần Phong quần áo hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, Diệp Trấn Hồng các loại lão gia tử, Diệp Thần Phong cha mẹ của, Diệp Thần Phong đông đảo nữ nhân, còn có Diệp Thần Phong ba cái nhi nữ Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh, bọn hắn đều không có đi ngủ, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong dừng tay sau đó bọn hắn biết Diệp Thần Phong là chuẩn bị xong. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn một mặt không thôi nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Phàm trong miệng chúc chắc nói, ba ba, ngươi có thể hay không không đi. Diệp Thần Phong vuốt một chút Diệp Phàm khuôn mặt nhỏ, nói ra, tiểu Phàm, ba ba có việc trọng yếu đi làm, chờ lần sau trở về, ba ba dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt. VN tiếp lấy, Diệp Thần Phong quét mắt một lần ở đây mọi người, nói ra, ngắn ngủi phân biệt, chỉ là vì vĩnh viễn đoàn tụ, các ngươi chờ ta trở lại đi. Nói xong. Diệp Thần Phong cắn nát ngón tay của chính mình, hắn dùng tiên huyết ở trong không khí khắc họa một cái phức tạp đồ án, sau đó, hắn miệng quát, mở. Tại Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, từ trong trận pháp đột nhiên lao ra khỏi một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng, này bôi ánh sáng màu trắng đem Diệp Thần Phong cho bao phủ ở trong đó, các loại ánh sáng màu trắng chậm rãi sau khi biến mất, Diệp Thần Phong thân ảnh cũng đồng dạng biến mất rồi. Ở đây Diệp Trấn Hồng đám người. Bọn hắn nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng của hắn không bỏ Diệp Thần Phong đồng thời, trong bọn họ tâm càng nhiều hơn chính là khó mà tin nổi, bởi vì Diệp Thần Phong sau khi trở về biểu hiện ra hết thảy đều là vượt qua bọn hắn nhận thức phạm vi, đặc biệt là vừa vặn mở ra trận pháp này, bọn hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong như vậy trở về tới đất huyền giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 74.